Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 31. Chương 784 phục kích hành động. Nguyên bản nhằm vào lưỡi dao sắc bén đông đảo dòng binh đoàn, bởi vì chuyện này phát sinh, không ai sẽ lại đi cố ý tìm phiền toái. Chỉ có mấy người trong mắt mang theo hận ý nhìn về phía Trương Huyền, cái kia còn được khảm ở pha lê bạch nhân tráng hán, là bọn họ đội viên, bọn họ hận thượng Trương Huyền, không phải Trương Huyền giết bọn họ huynh đệ, mà là Trương Huyền cách làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Nhìn dáng vẻ, ta bỏ lỡ vừa ra trò hay a. Đại sảnh lầu 2, vang lên một trận vỗ tay thanh âm. Anna ăn mặc một thân quyến rũ màu đỏ tơ tằm áo ngủ, từ lầu 2 trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống tới. Nhìn nàng này phiên bộ dáng, không ít lính đánh thuê, trong mắt đều lộ ra nồng đậm xâm lược cảm, ánh mắt càng là không hề kiêng kỵ ở Anna trên người nhìn quét. Ra tới liều mạng người, phần lớn vì cái gì? Bất quá hai cái, tiền cùng sung sướng. Không hề nghi ngờ, Anna là một cái có thể làm nam nhân cảm thấy sung sướng nữ nhân, có thể làm sa tán tướng quân bát di thái, có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu đại mị lực. Anna búng tay một cái, trong đại sảnh lập tức đi ra hai người. Chạy đến kia vỡ ra pha lê bên, đem chết bạch nhân tráng hán kéo đi. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh bốn phía, đồng thời giáng xuống một chỉnh khối màn che, đem tứ phía thật lớn cửa kính sát đất tường che khuất, đồng thời, chỉnh gian đại sảnh đều lâm vào một mảnh hắc ám. Như vậy thình lình xảy ra hắc ám, làm rất nhiều người có một loại ngắn ngủi mù cảm, đứng ở trong đại sảnh lính đánh thuê đoàn, tất cả đều cẩn thận quan sát đến bốn phía. Một tràn thật lớn đèn treo thủy tinh đột nhiên sáng lên. Phát ra năm màu quang hoa, chiếu sáng lên chỉnh gian đại sảnh. Đường này chỉnh gian đại sảnh sáng lên nháy mắt, có thể nhìn đến, cơ hồ không một người, trong tay đều cầm ra hỏa, hiển nhiên, vừa mới không ai dám thiếu cảnh giác, hiện tại có thể đứng ở chỗ này người, kia đều là trà trộn tại đây khu rừng người từng trải, thực lực như thế nào tạm thời không nói, kinh nghiệm là cái đỉnh cái phong phú. Chư vị, không cần như vậy khẩn trương, tìm địa phương ngồi đi. Anna xinh đẹp cười. Các đại lính đánh thuê đoàn, qua lại nhìn nhau, sôi nổi đem vũ khí thu hồi tới, tìm địa phương ngồi xuống. Thấy tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Anna mới mở miệng, lần này tìm đại gia tới, vì chính là cái gì, ta tưởng mỗi người đều rất rõ ràng, thu được tin tức, mục tiêu sẽ ở nửa giờ sau vào thành, chúng ta sa tán tướng quân, cùng Beo Nạp tướng quân đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ai chặt bỏ Bá Kiệt đầu, mỏ vàng 3 tháng khai thác quyền, liền sẽ về ai, ta tưởng, này 3 tháng. Đủ các ngươi ăn cả đời. Đường Anna nói ra mỏ vàng 3 tháng khai thác quyền thời điểm, có thể nhìn đến, mọi người trong mắt, đều lộ ra tham lam thần sắc. Anna nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, ta mặc kệ các ngươi trung gian có cái gì mâu thuẫn, ta chỉ nói một chút, nhiệm vụ lần này, chúng ta sa tán tướng quân, cùng Beo Nạp tướng quân đều phi thường coi trọng, ai nếu tại đây trong quá trình, chơi cái gì hoa chiêu. Các ngươi nếu muốn hảo, có thể hay không thừa nhận trụ sa tán tướng quân cùng Beo Nạp tướng quân lửa giận. Anna vỗ vỗ tay. Thượng trăm tên dáng người quyến rũ mỹ nữ, bưng chén rượu, từ đại sảnh lầu 2 đi xuống tới, chậm rãi đi đến mỗi một người lính đánh thuê trước mặt, đem trong tay chén rượu đưa cho mỗi người, này ly chung, là tràn đầy rượu ngon. Chư vị, Anna cầm lấy một ly rượu vang đỏ, giơ lên cao qua đỉnh đầu, đêm nay, ta sẽ vẫn luôn đãi ở chỗ này. Chờ đại gia tin tức tốt, ai để Bá Kiệt đầu tới, kia mỏ vàng kế tiếp 3 tháng khai thác quyền, liền thuộc về ai, chúc các ngươi thành công. Thành công, một người lính đánh thuê cầm lấy chén rượu, hét lớn một tiếng. Còn lại người cũng sôi nổi cầm lấy chén rượu. Chư vị, này một ly, ta kính các ngươi. Anna hơi hơi mỉm cười, ngửa đầu đem uống rượu tịnh. Còn lại người cũng sôi nổi ngửa đầu, uống sạch ly chung rượu. Đương đem ly chung rượu uống cạn sau. Đại gia phát hiện, ở mỗi người ly chung, đều phóng một chương tờ giấy chọn dùng đặc thù tài chất, tuy rằng bị rượu tẩm ướt, nhưng tờ giấy thượng nội dung, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Bá Kiệt vào thành lộ tuyến, liền ở các ngươi chính mình trong tay, nên như thế nào hành động, ta tưởng các ngươi so với ta càng chuyên nghiệp, các vị, thỉnh chuẩn bị đi. Anna nói xong, nóc nhà đèn treo thủy tinh đột nhiên tiêu diệt, toàn bộ đại sảnh bốn phía màn tre, cũng chậm rãi dâng lên, lộ ra ngoài phòng ánh sáng. Bá Kiệt đầu người, chúng ta đặt mìn đoàn muốn định rồi. Người nói chuyện, cùng tên kia vừa mới bị Trương Huyền đánh chết bạch nhân tráng hán, thuộc về một cái lính đánh thuê đoàn, bất quá bát di thái, nếu chúng ta bắt được Bá Kiệt đầu người, ta không riêng muốn mỏ vàng khai thác quyền, ta còn muốn tiểu tử này mệnh. Người này duỗi tay, chỉ vào Trương Huyền.
Anna Vũ mỉ cười, người muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền tính muốn ta tưởng Sa Tán tướng quân cũng sẽ đồng ý. Trương Huyền nhún vai, không nói gì. Hảo, người nọ cười lớn một tiếng, chờ ta đem Bá Kiệt đầu chặt bỏ tới. Người này nói xong, mang theo bọn họ lính đánh thuê đoàn người rời đi. Còn lại các đại lính đánh thuê đoàn, cũng sôi nổi rời đi đại sảnh. Đao nhọn dòng binh đoàn rời đi trước, cố ý hướng Trương Huyền làm cái mặt cổ thủ thế. Đối với này hết thảy, Trương Huyền đều báo lấy mỉm cười đáp lại. Nhìn dáng vẻ, người nếu không cắt lấy Bá Kiệt đầu tới, chỉ sợ tồn tại ra không được thành A. Anna hướng Trương Huyền cười nói. Có một ngày tính một ngày, ra không ra thành, ta nói tính, người khác nói không tính. Trương Huyền buông trong tay chén rượu, đi nhanh chiều đại sảnh ngoài cửa đi đến. Ra khỏi thành chủ phủ, mặc kệ là Trương Huyền, vẫn là tề binh đám người, đều cảm giác được một loại khác thường hơi thở, giống như cả tòa thành, đều tràn ngập sát ý. Nhớ Thanh tiểu huynh đệ, ta vừa mới quan sát một chút, rất nhiều người chiều cửa thành đi đến, tính toán ở cửa thành chỗ phục kích Bá Kiệt, nếu làm cho bọn họ ở cửa thành liền thành công, chỉ sợ đối chúng ta hành động, sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Tề binh nói, ta trước tiên làm ba địch chuẩn bị một ít thuốc nổ, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến. Chúng ta sẽ ở này đó người khởi xướng phục kích thời điểm, ở cửa thành chỗ kíp nổ thuốc nổ, nhiễu loạn thế cục, đến lúc đó, người có thể đi theo chúng ta cùng nhau hành động, ba địch nói cho chúng ta biết cái kia kêu Nhậm Hương nữ nhân nhốt ở nào. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, vẫn là câu nói kia, chúng ta từng người hành động, các ngươi nếu thành công, một khắc đều đừng có ngừng lưu, trực tiếp rời đi, không cần phải xen vào ta, còn có, gặp được sự, học được động não, ngàn vạn. Không cần tùy tiện tin tưởng người khác. Yên tâm đi, nhớ Thanh huynh đệ. Tề binh gật đầu, theo sau từ bên hông, đem hắn súng lục lấy ra tới, đưa cho Trương Huyền, cây súng này, ta hai ngày này tất cả đều điều qua, không có bất luận vấn đề gì, ngươi tuy rằng kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, nhưng mang cái ra hỏa, vẫn là hảo điểm. Tề binh cái này động tác, làm Trương Huyền không khỏi nhiều xem hắn vài lần, theo sau tiếp nhận, hướng Tề binh gật gật đầu, đa tạ. Trương Huyền biết, một sĩ binh bên người súng lục, giống như cái này binh lính đệ nhị điều sinh mệnh, tề binh có thể đem súng của hắn cho chính mình, nơi này thuyết minh rất nhiều. Chương 785 hành động. Cảm tạ cái gì, tề binh vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, nếu không có ngươi, chúng ta căn bản sẽ không có hôm nay cơ hội này, nhớ Thanh huynh đệ, chúc ngươi vận may. Cũng chúc các ngươi vận may, Trương Huyền đem thương thu vào áo trên nội, hy vọng các ngươi đừng chết ở chỗ này, nếu có cơ hội. Về nước tìm các ngươi uống rượu. Ha ha, chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta, không say không về. Tề binh cười lớn một tiếng, phất phất tay, mang theo mọi người rời đi. Mấy người từng cái từ Trương Huyền bên cạnh đi qua, toàn vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, ngụ ý là có thể đem lực lượng của chính mình, mượn cấp Trương Huyền một phần. Mọi người đều rõ ràng, mấy ngày nay, nếu không có Trương Huyền, chỉ bằng bọn họ loại này tay mơ kinh nghiệm, căn bản hỗn không tiến Hoàng Kim Thành. Càng không cần đề cứu người. Trần Quang cùng Hàn Ôn Nhu, đi ở cuối cùng. Nương Hàn Ôn Nhu đi đến Trương Huyền trước mặt khi, sắc mặt phức tạp nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, Trương. Nhớ Thanh, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi. Chú ý an toàn, Trương Huyền nhìn Hàn Ôn Nhu, tuy rằng hắn rõ ràng, Hàn Ôn Nhu đám người lần này hành động, tràn ngập nguy hiểm, nhưng Trương Huyền vô pháp đi giúp. Ở Trương Huyền nơi này, còn có càng chuyện quan trọng đi làm, thả quan trọng nhất một chút. Hàn Ôn Nhu thân là lưỡi dao sắc bén một viên, về sau chờ đợi nàng nhiệm vụ, sẽ càng thêm gian nan, không phải mỗi một lần, chính mình đều có thể giúp nàng, muốn càng tốt sống sót, chỉ có thể liều mạng trưởng thành, đây là Hàn Ôn Nhu chính mình lựa chọn lộ. Trương Ước Thanh, Trần Quang hướng Trương Huyền nhe răng, ta thừa nhận, người kia một bộ thuyết giáo bộ dáng, làm ta thực khó chịu, bất quá mấy ngày nay, ta lại là ở ngươi này học được không ít đồ vật. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết ha, bằng không ta cũng sẽ không đi cho ngươi viếng mồ mả. Yên tâm, Trương Huyền đồng dạng nhếch miệng, muốn chết cũng là ngươi này tay mơ chết trước. Thiết, Trần Quang bĩu môi, tựa như ngươi nói, ai không có cái tay mơ thời điểm a, chờ ngươi lần sau thấy ta, ta làm ngươi nhìn xem ta biến hóa. Hảo, chúng ta lần sau gặp mặt, cùng nhau uống rượu. Trương Huyền nhìn theo lưỡi dao sắc bén này chi tiểu đội rời đi, này tiểu đội người, tuy rằng tuổi trẻ. Tuy rằng kiêu căng, nhưng bọn hắn, đều là vì nước phụng hiến, Trần Quang là kiêu ngạo, cần phải biết, rất nhiều cùng hắn tuổi tác giống nhau đại người, rất có thể liền sinh hoạt đều phải dựa vào cha mẹ tiếp tế, mà Trần Quang, cũng đã chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến, bọn họ ở chỗ này, tùy thời đều khả năng vứt bỏ tánh mạng.
túc sát hơi thở, ở trong thành lan tràn. Trong thành người, vô luận nam nữ già trẻ, kia đều là khứu giác nhanh nhạy hạng người, thường lui tới còn ở trên đường phố du đãng bọn họ, hôm nay tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Kim ngoài thành, tam chiếc xe thiết giáp chính chậm rãi xử hướng Hoàng Kim thành đại môn. Bên trong xe, một người người điều khiển biểu tình khẩn trương chú ý bốn phía, xoay người mở miệng nói, tướng quân, ta cảm giác có chút không thích hợp. Người điều khiển thanh âm này vừa mới lạc, liền nghe một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, mãnh liệt khí lãng nghênh diện mà đến, mang theo ánh lửa, trực tiếp đem này chiếc đang ở chạy xe thiết giáp ném đi. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng người, cùng với cháy quang, chiều này tam chiếc xe thiết giáp bôn tập mà đến. Lần này phục kích, tuyệt đối có thể xưng được với là lang nhiều thịt thiếu, mọi người đều muốn bá kiệt đầu người, nhưng bá kiệt chỉ có một. Không xong, bọn họ như thế nào ở ngoài thành liền động thủ. Hoàng Kim cửa thành trước một đống thạch ốc sau, Trần Quang nhìn ngoài thành ánh lửa, nhíu mày nói. Không có việc gì, tể binh lắc lắc đầu, loại này xe thiết giáp, tuy rằng bị gọi di động quan tài, nhưng này quan tài cái, cũng không phải dễ dàng là có thể mở ra. Liền phảng phất ở xác minh tể binh nói giống nhau. Mười mấy danh lính đánh thuê mới vừa vào tới xe thiết giáp phía trước, liền nghe một trận súng máy bắn phá tiếng vang lên, xe thiết giáp thép tấm cửa sổ mở ra. Trọng hình súng máy từ bên trong phun ra ngọn lửa, trước tiên liền đem xông lên mười mấy danh lính đánh thuê toàn bộ đánh nghiêng. Nhất bang ngu xuẩn, đặt mìn đoàn người tránh ở một gian phòng sau, trơ mắt nhìn kia xông lên đi hơn 10 người bị đánh thành cái sàng, bá kiệt nếu là tốt như vậy giết, sao có thể tác dụng mấy vạn quân đội. Đao nhọn dòng binh đoàn 6 người, nhàn nhã ngồi ở một quán ăn nội, bên ngoài lửa đạn thanh, giống như theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có. Quán ăn đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Trương Huyền một người, xuất hiện ở quán ăn trước cửa, tức khắc hấp dẫn đao nhọn dòng binh đoàn 6 người lực chú ý. 6 người thấy chỉ có Trương Huyền một người ở chỗ này, trên mặt tất cả đều treo lên một mặt cười lạnh. Tiểu bằng hữu, làm ngươi lăn trở về đi ăn nãi, ngươi như thế nào còn tại đây chạy loạn đâu? Một người đứng dậy, nhìn Trương Huyền, nhéo nhéo quyền. Trương Huyền xoay người, đem quán ăn đại môn đóng lại. Các vị, ta có chút việc, yêu cầu hỏi một chút các ngươi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, chiều khoảng cách hắn gần nhất một người đi đến. Đao nhọn dòng binh đoàn người qua lại liếc nhau, tất cả đều đứng dậy, tiểu bằng hữu, ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi, đương bóng đá đi đá. Hy vọng đi, Trương Huyền nhún vai. Hoàng Kim cửa thành trước, ánh lửa bắn ra bốn phía, các loại tiếng giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chính là hiện tại, tề binh hét lớn một tiếng. Viên Xuất trong tay cầm một cái giản dị điều khiển từ xa, ở tề binh phát ra hét lớn đồng thời ấn xuống, liền nghe, một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bị tề binh đám người dẫn đầu chôn ở ngầm bom, tất cả đều nổ mạnh, mang theo tảng lớn ánh lửa cùng đá vụn, bọn họ thuốc nổ, chôn ở một ít không ai địa phương, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến người khác sinh mệnh, nhưng khiến cho khủng hoảng, lại là dễ như trở bàn tay, bên trong thành người, tất cả đều hô to vọt ra. Đầy đường đều là đám người. Nguyên bản mai phục tại cửa thành chuẩn bị tập kích bá kiệt lính đánh thuê đoàn, cũng bị này nổ mạnh ảnh hưởng đến. Cái nào ngu xuẩn làm, đặt mìn đoàn người phát ra gầm lên giận dữ, như vậy nổ mạnh, đem bọn họ mai phục tất cả đều quấy dày, làm nguyên bản đối bá kiệt phục kích chiến, biến thành hỗn chiến. Đừng nhìn bá kiệt bên kia ít người, nhưng này đó phục kích bá kiệt lính đánh thuê đoàn, cũng đều không phải là bền chắc như thép, đại gia suy nghĩ giết chết bá kiệt đồng thời. Càng phải đề phòng đồng hành ra tay. Khiến cho nổ mạnh sau, tề binh đám người cũng không có lại lần nữa nhiều lưu lại, xoay người hướng Hoàng Kim thành đại lao phương hướng phóng đi. Trần Quang, bên kia chuẩn bị thế nào? Tề binh một bên chạy, một bên hỏi. Không có vấn đề, ta đã cùng lão ngũ trước tiên qua lại giao hảo khí. Hảo, tề binh hít sâu một hơi, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, đều nắm chắc được, tới rồi nên liều mạng lúc. Hoàng Kim bên trong thành. Ánh lửa nổi lên bốn phía, lửa đạn thanh không ngừng. Mà ở thành chủ phủ nội, Anna chính bưng một ly rượu vang đỏ, thảnh thơi nằm ở trên sofa, hưởng thụ hai gã thị nữ mát xa. Ba địch quỳ gối Anna trước người. Anna nhẹ uống một ngụm ly chung rượu vang đỏ, ra tiếng nói, nhìn dáng vẻ, này lưỡi dao sắc bén người, đã động thủ a. Muốn tìm người ngăn lại bọn họ sao? Ba địch hỏi. Ngăn lại bọn họ làm cái gì? Anna che miệng khẽ cười một tiếng, đem người chụp tới, chính là làm cho bọn họ cứu, thông chi một chút, làm canh giữ ở trong nhà lao người tất cả đều rút khỏi đi,
làm này đó lưỡi dao sắc bén người nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi liền hảo. Minh bạch. Chương 786 nhẹ nhàng như vậy. Hoàng kim bên trong thành, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bên trong thành một mảnh hỗn loạn. Tể binh đám người tiểu tâm thả nhanh chóng đi tới hoàng kim thành đại lao nơi chỗ, mỗi người đều nín thở ngưng thần, tùy thời làm tốt liều mạng chuẩn bị. Bọn họ vốn tưởng rằng, lúc này, nhà giam khẳng định phòng thủ nghiêm mật, nhưng tới thời điểm lại phát hiện, trông coi đại lao người, bởi vì đại lao phía sau phát sinh nổ mạnh, đã tất cả đều chạy trốn đi, cả tòa đại lao nội, không có một người thủ vệ. Mấy người thật cẩn thận đi vào lao chung, nhà giam chìa khóa, còn đặt ở một bên, bọn họ đội viên lão ngũ, cùng kia đội bọn họ lần này cần nghĩ cách cứu viện nhân viên nghiên cứu, tất cả đều đãi ở lao nội, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Này! Cầm lấy trên bàn chìa khóa, Trần Quang biểu tình có chút dại ra, bọn họ đều làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng ai từng nghĩ đến, này quá trình lại là như vậy nhẹ nhàng đến bọn họ đều có một loại không chân thật cảm. Tề đội! Này sẽ không có cái gì mai phục đi. Trần Quang cầm nhà tù môn chìa khóa, cẩn thận đánh giá bốn phía. Có mai phục liền có mai phục, tổng không thể không cứu người. Tể binh từ Trần Quang trong tay lấy quá chìa khóa, phân biệt đem hai cái nhà tù mở ra, bọn họ đội viên lão ngũ cùng bọn họ là rất quen thuộc. Phía trước tể binh cùng Trần Quang tới thời điểm, cũng đều cho hắn xử xem qua sắc, lão ngũ thực mau từ nhà tù nội tìm ra một phen súng trường, tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng không nhận thức tề binh đám người, chờ tề binh bọn họ tự báo thân phận, đại gia xác nhận không có lầm sau, cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể bọn họ tại đây có bao nhiêu thảm. Trần Quang, người cùng Vĩ Cường phía trước mở đường, Viên Xuất, người cùng Lão Ngũ cản phía sau, Ôn Nhu, các người phụ trách bảo hộ tiến sĩ bọn họ, đại gia cẩn thận, này hết thảy đều không thích hợp. Tề binh hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người thong thả chiều nhà tù xuất khẩu di động, thời khắc đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện địch nhân, nhưng chờ bọn họ ra nhà tù, cũng chưa thấy được bất luận cái gì thủ vệ, thậm chí, liền nhà tù phía sau lưới sắt tường đều bị nổ tung một cái thật lớn chỗ hổng, chỉ cần bọn họ muốn chạy, hiện tại là có thể nhẹ nhàng rời đi. Này, Trần Quang nhìn nhà tù sau chỗ hổng, ra này lưới sắt tường, bọn họ liền hoàn toàn rời đi Hoàng Kim Thành, tương đương nhiệm vụ hoàn toàn kết thúc, như vậy nhẹ nhàng. Làm đã làm tốt ác chiến chuẩn bị bọn họ, có một loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác vô lực. Lần này không riêng gì Trần Quang, chính là tề binh, đều cảm giác phi thường không chân thật, nhiệm vụ lần này, thật liền đơn giản như vậy liền kết thúc. Cửa thành chỗ lửa đạn thanh còn ở không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc thanh âm sợ tới mức toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội run bần bật. Đi, tề binh vung tay lên. Đến bây giờ... Tề binh chỉ có thể đem Hoàng Kim Thành nhà giam thủ vệ định vì một đám ô hợp, cũng chỉ có cái này giải thích. Mấy người nhanh chóng rời đi Hoàng Kim Thành. Ra khỏi thành nháy mắt, Hàn Ôn Nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua trong thành. Đối với Trương Huyền, Hàn Ôn Nhu là một chút đều không lo lắng, này đó lính đánh thuê, còn sẽ không đối này địa ngục quân vương tạo thành cái gì uy hiếp, nàng trong lòng, chỉ có không tha, lần này phân biệt, lần sau gặp mặt, lại không biết sẽ là khi nào. Ôn Nhu, đi mau. Trình Thấm kéo một phen Hàn Ôn Nhu, người sẽ không ở lo lắng Trương Ước Thanh đi. Hắn người kia, căn bản không cần chúng ta trợ giúp, ta cho ngươi nói, hắn tuyệt đối không phải cái gì bình thường lính đánh thuê, hắn sở bày ra ra thực lực, cùng với từ đầu tới đuôi ổn trọng trình độ, đều không phải một cái lính đánh thuê khả năng có, chúng ta lưu lại, chỉ biết cho hắn thêm phiền toái, người nam nhân này, không đơn giản như vậy. Hàn Ôn Nhu ngoài ý muốn nhìn Trình Thấm liếc mắt một cái. Đi, Trình Thấm lôi kéo Hàn Ôn Nhu, bước nhanh rời đi. Hoàng Kim bên trong thành lửa đạn thanh, như cũ ở khai hỏa, chẳng sợ Trần Quang đám người đã rời đi Hoàng Kim thành có 1 km, như cũ có thể nghe được pháo thanh truyền đến, chẳng qua tần suất so với phía trước muốn chậm rất nhiều. Một phen cấp tốc đi tới sau, trong đội cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội thật sự kiên trì không được, tể binh hạ lệnh nghỉ ngơi 10 phút. Tể binh đứng ở một thân cây trước, trông về phía xa Hoàng Kim thành phương hướng. Ra tiếng nói, nhìn dáng vẻ, chiến đấu mau kết thúc, hy vọng nhớ Thanh huynh đệ đã đem người cứu ra a. Hoàng Kim Thành một gian quán ăn nội. Trương Huyền đem đao nhọn dòng binh đoàn 6 người thi thể chồng chất đến cùng nhau, tưới thượng dầu hỏa. Đao nhọn dòng binh đoàn 6 người đã chết, bọn họ mỗi người, đến bây giờ còn trừng lớn đôi mắt, phảng phất ở trước khi chết, gặp được cái gì thực không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Trương Huyền thở dài, ai, các ngươi trà trộn này phiến thổ địa thời điểm. Ta đã đem nơi này đi khắp,
hy vọng các ngươi kiếp sau, không cần như vậy kiêu ngạo đi, còn có, muốn tuyển đối chủ tử. Trương Huyền cầm lấy một chản dầu hỏa đèn, chiều mặt đất một tạp, hỏa tinh bậc lửa đầy đất dầu hỏa, chỉnh gian quán ăn, nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn. Trương Huyền đi ra quán ăn đại môn, ngọn lửa đã hoàn toàn thiêu lên, ở hắn phía sau, bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Ánh lửa trước, Trương Huyền đôi tay cắm túi, sân vắng tản bộ giống nhau chiều hoàng kim cửa thành trước đi đến. Anna nằm ở thành chủ phủ nội, phòng nội truyền phát tin duyên dáng âm nhạc, cùng với ngoài phòng tiếng nổ mạnh, Anna không những không có cảm thấy ồn ào, ngược lại vẫn là đầy mặt hưởng thụ. Đương lửa đạn thanh hoàn toàn dừng lại khi, Anna vừa vặn uống xong ly chung rượu vang đỏ, nàng đi đến bên cửa sổ, thành chủ phủ tầng cao nhất, làm nàng có thể duyệt biến cả tòa hoàng kim thành. Vài phút sau, ba địch khom người đi đến, đao nhọn dong binh đoàn người tới. Hảo, Anna trên mặt lộ ra vui mừng, làm cho bọn họ tiến vào. Minh bạch, ba địch gật gật đầu, đi ra ngoài. Đồng thời, Anna phất phất tay. Theo Anna phất tay động tác, có mười mấy đạo nhân ảnh, cũng từ này phòng trong đi ra ngoài, chỉnh gian phòng, chỉ còn Anna một người. Anna giáng xuống phòng ốc bốn phía màn tre, che đậy ngoài phòng tầm mắt, đồng thời mở ra treo ở nóc nhà đèn treo thủy tinh, tay cầm một lọ rượu vang đỏ, ngã vào một cái thủy tinh ly nội, một ly đảo mãn, Anna đi ngã xuống một ly. Không cần đảo quá nhiều, uống không xong, một đạo thanh âm, đột nhiên ở Anna phía sau vang lên. Này đột nhiên vang lên thanh âm, làm Anna chất chứa ý cười thiếu nhan bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể, cũng là run lên, trong tay bình rượu. Càng là rớt đến trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, bình nội rượu ngon, bắn đầy đất đều là. Anna sắc mặt tái nhợt, nàng cả người đều đang run rẩy, chậm rãi xoay người. Ở Anna phía sau, đứng chính là một người bạch nhân nam tính, có hơn 60 tuổi, tóc đã trắng ba phần. Này nam nhân trên người ăn mặc một thân màu đen quân phiệt trang, một khuôn mặt, không giận tự uy. Xa tán tướng quân, Anna trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Ta ở ngươi trong miệng, hẳn là bá kiệt tướng quân đi. Sa tán cười cười. Anna bước chân theo bản năng lui về phía sau, lại bị sa tán bắt lấy tóc, trực tiếp ấn đến trên bàn, dùng thương chống lại Anna đầu, lạnh giọng hỏi, nói. Ai làm ngươi giết ta? Ngươi cho ai bán mạng? Anna điên cuồng giãy giụa, lại không có một chút hiệu quả, là. Là lưỡi dao sắc bén. Hoa hạ lưỡi dao sắc bén làm ta làm như vậy. Chương 787 đã sớm nhìn thấu. Lưỡi dao sắc bén, sa tán bắt lấy Anna đầu cái tay kia hơi chút thả lỏng một chút sức lực. Anna điên cuồng gật đầu, đúng vậy, lưỡi dao sắc bén, bọn họ là đỉnh cấp ngầm thế lực, ta không dám đắc tội bọn họ vào thành ngày đó, còn đánh vệ binh, tướng quân, ta cũng là bị buộc a. A, sa tán khẽ cười một tiếng, nắm Anna đầu tóc, đem nàng bắt lên, theo sau dùng sức đẩy, người nói lưỡi dao sắc bén, là hắn sao? Anna bỗng nhiên ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến, Trương Huyền đang đứng ở chính mình trước mặt. Đối, Anna vội vàng đáp, tướng quân, chính là hắn. Ha ha, đối mặt Anna chỉ ra và xác nhận, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nói thật, ban đầu ta thấy ngươi thời điểm, liền cảm giác ngươi không phải cái gì người thông minh, nhưng không nghĩ tới, ngươi so với ta trong tưởng tượng, còn muốn xuẩn, dại dột nhiều, ngay từ đầu, ngươi làm người chảo hoa hạ nghiên cứu khoa học đoàn đội, chảo lưỡi dao sắc bén đội viên. Chính là tưởng dẫn lưỡi dao sắc bén tiến vào, cho các ngươi đương cái này người chịu tội thay đi. Ngươi, Anna kiều khu nhất chấn, ánh mắt lộ ra một mặt kinh hoàng. Trương Huyền nhàn nhã ngồi ở một trương trên sofa, đôi tay ôm ở cái gáy chỗ, ngay từ đầu ta liền suy nghĩ, Hoàng Kim thành người, làm gì muốn chết nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén không bỏ, đắc tội lưỡi dao sắc bén, đối với các ngươi có chỗ tốt gì, ngươi cố ý làm ba địch cho chúng ta hạ bộ, vì chính là có cái cách nói đi. Ba địch hắn bán đứng ta, Anna theo bản năng nhìn về phía ngoài phòng. Phòng ốc môn mở ra, ba địch từ bên ngoài đi đến, tiến vào cũng chỉ có ba địch một người, cũng không có cái gọi là lưỡi dao sắc bén dòng binh đoàn. Đi vào cửa ba địch, thành thành thật thật đứng ở một bên. Ngươi làm sao dám bán đứng ta, Anna hướng ba địch giống lên một tiếng. Hắn sống ở nơi này, đương nhiên rõ ràng, nghe ai nói, mới có thể sống được càng lâu, đương hắn không dám cùng ta đối nghịch thời điểm. Tự nhiên liền phải bán đứng ngươi. Trương Huyền cười cười. Cùng ngày, ba địch phát hiện tề binh đám người thân phận sau, Trương Huyền ở vũ khí cửa hàng cùng ba địch đơn độc hàn huyên trong chốc lát, cũng liền kia trong chốc lát, làm ba địch, cũng không dám nữa đối Trương Huyền sinh ra căm thù tâm lý.
Trương Huyền tiếp tục mở miệng, tam đại quân phiệt chiếm cứ Hoàng Kim Thành, là các ngươi đối ngoại cách nói, bất quá này cũng chính là một cái cách nói, chẳng sợ Quang Minh đảo chìm nghỉm đáy biển, quân phiệt cũng không có can đảm lượng đối Phí Lôi Tư gia tộc mỏ vàng động thủ. Nếu ta đoán không lầm, tam đại quân phiệt, truyền ra tin tức này, bất quá là vì bảo toàn cái này mỏ vàng, bảo hộ Quang Minh đảo xếp vào ở trong thành người đi. Trương Huyền phất phất tay, ba địch cấp Trương Huyền đổ một ly rượu vang đỏ, giao cho Trương Huyền. Trương Huyền loạng choạng ly chung rượu vang đỏ, không thể không nói, này kế hoạch là cái hảo kế hoạch, nhưng ngươi quá xuẩn, lỗ hổng quá nhiều. Có cái gì lỗ hổng? Anna lúc này phảng phất đã nhận mệnh giống nhau. Rất đơn giản, điểm thứ nhất, Trương Huyền vươn một ngón tay, lưỡi dao sắc bén người tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng bọn họ hành vi, mặc kệ ở ai trong mắt, đều tuyệt đối không phải lính đánh thuê, ngươi giả ngu giả ngơ quá mức, ngày đó tiệc tối, ta cố ý đánh chết cái kia thanh niên. Ngươi tuy rằng mặt ngoài lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, trong mắt lại kẹp ở không ít hưng phấn, nếu ta đoán không sai, liền tính ta không đánh chết hắn, ngươi cùng ngày cũng sẽ tìm cái lý do, để cho người khác lộng chết hắn, rốt cuộc đó chính là Satan an bài ở bên cạnh ngươi giám thị người của ngươi. Trương Huyền sau khi nói xong, lại lần nữa vươn một ngón tay. Điểm thứ hai, nếu Satan cùng Beo Nạp liên hợp, tin tức này, ngươi sẽ tùy ý nói cho này đó lính đánh thuê đoàn. Như vậy Bá Kiệt lại sao có thể không biết? Hắn còn sẽ ngây ngốc chờ đợi ngươi tìm người phục kích hắn sao? Ngươi có thể biết được hành động lộ tuyến, chỉ khả năng có Satan một người, kết quả là, ngươi muốn giết, đều không phải là Bá Kiệt, mà là Satan, ngươi nói cho mọi người, là Satan muốn sát Bá Kiệt, trên thực tế, bất quá là ngươi cái này bát di thái, muốn Satan mệnh. Nghe Trương Huyền nói xong, Anna sắc mặt phá lệ khó coi, nàng chính mình cũng chưa chú ý tới. Chính mình sở lộ ra điểm đáng ngờ, có nhiều như vậy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có chút người cho rằng thiên y vô phùng sự, trên thực tế ở người khác trong mắt, trăm ngàn chỗ hở, loại cảm giác này, thật giống như tiểu hài tử đối đại nhân nói dối giống nhau, tiểu hài tử cho rằng chính mình đã tìm được hoàn mỹ nhất lý do, nhưng ở đại nhân xem ra, quả thực là lại ấu trí bất quá nói dối. Đúng rồi, Trương Huyền búng tay một cái kia cái gọi là đao nhọn dòng binh đoàn. Hẳn là ngươi lưu lại dùng để giải quyết tốt hậu quả người đi, nếu có người phát hiện ngồi ở xe thiết giáp không phải Bá Kiệt, mà là Satan, đao nhọn dòng binh đoàn người, liền sẽ đem cảm kích giả toàn bộ giết chết, sau đó dẫn theo Satan đầu tới tìm ngươi. Anna nhìn chằm chằm Trương Huyền, trầm mặc thật lâu sau, theo sau thở phào một hơi, ngươi nói không tồi, đao nhọn dòng binh đoàn, thật là ta an bài, nhưng ta có một chút còn tưởng không rõ, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định, ta muốn giết là Satan. Ngươi có thể đem Satan đưa tới này tới, hẳn là không phải vừa mới phát hiện ngồi ở xe thiết giáp nội chính là hắn đi. Rất đơn giản a, Trương Huyền nhún vai, ta lúc ấy hỏi ngươi, nguyên bản thành chủ Nhậm Hương thế nào, ngươi nói Nhậm Hương đã bị Satan cầm tù lên, ngươi chỉ sợ còn không biết, Satan mệnh, chính là Nhậm Hương hai vợ chồng cứu, Satan quân đội sở dĩ ở Hoàng Kim Thành phụ cận, chính là Satan muốn báo ân, bảo hộ Nhậm Hương, hắn lại như thế nào sẽ cầm tù Nhậm Hương đâu. Ngươi cái này giả trang bát di thái, tình báo không đủ đầy đủ a. Cái gì, đứng ở Anna bên cạnh Satan, theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Mà Anna bản nhân, trong mắt tác lộ ra một mà tàn nhẫn, một sửa phía trước mềm mại bộ dáng, bàn tay thành đao, một trưởng chiều Satan bổ tới, một trưởng này, uy lực cực cường. Satan tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng dù sao cũng là thượng quá chiến trường, chẳng sợ hiện tại, thân thủ cũng so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Nhưng đối mặt Anna một trưởng này, hắn liền né tránh cơ hội đều không có. Mắt thấy Anna thủ đao đã muốn bổ tới Satan cổ, lại ở khoảng cách Satan cổ không đến 10 cm địa phương, rốt cuộc vô pháp đi tới chút nào. Anna cánh tay, bị Trương Huyền nắm chặt lấy. Satan, người bát di thái đều bị người đánh cháo, chính ngươi đều phát hiện không đến, ta xem ngươi này quân phiệt, đương thật sự là quá nhàn nhã a. Trương Huyền trêu ghẹo một tiếng, bắt lấy Anna cánh tay dùng sức phung. Anna bị một cổ cự lực ném phi, lại ở không trung liền làm hai cái lộn mèo, ổn định thân hình, này phân thân thủ, tuyệt phi một sớm một chiều là có thể luyện thành. Bị vạch trần thân phận Anna, cũng không hề che giấu, nàng cười lạnh một tiếng, hướng xa khen, xa tán, thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể tìm được như vậy một cái giúp đỡ, thật là làm ta xem thường ngươi a. Hôm nay không lấy ngươi mạng chó, lần sau, tuyệt đối tẩy ngươi. Anna tiếng nói vừa dứt. Cả người bay nhanh hướng cửa chạy trốn. Trương Huyền mặt mang mỉm cười, vươn tay phải hai ngón tay,
ở lấy bên trái trên tay cốc có chân dài nhạt nhẹ nhéo, một khối toái tiểu nhân pha lê ly Trương Huyền nhẹ nhàng bẻ xuống dưới, theo sau hướng Anna chạy trốn địa phương thuận tay bắn ra, thẳng trung Anna chân cong. Chương 788 đã nhỏ yếu, lại nhân từ. Chính bay nhanh chạy trốn Anna, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, cả người về phía trước tải đi, ở nàng chân trái chân cong, đang có một đạo thật nhỏ khẩu tử, miệng vết thương này tuy nhỏ, nhưng lại đã ngăn cách nàng chân trái khớp xương chỗ kinh mạch, Anna chân trái, đã phế đi. Cường đại quán tính làm ngã quỵ Anna hung hăng đánh vào trên cửa lớn, chân trái chân cong chỗ chuyển đến đau nhức, làm Anna không ngừng đảo hút khí lạnh, trong mắt hỗn loạn hoảng sợ. Ai, một đạo u oán tiếng thở dài, ở phòng lầu 2 vang lên, hắn nói ngươi xuẩn, thật đúng là chưa nói sai a, ngươi cảm thấy, hắn là Sa Tán tìm tới giúp đỡ. Sa Tán một cái nho nhỏ quân phiệt, có tài đức gì, có thể tìm địa ngục quân vương Sa Tăng đại nhân, tới giúp hắn, bất quá là ngươi cách làm quá ngu xuẩn, làm chúng ta quân vương đại nhân, phát hiện vấn đề mà thôi. Nghe thế u oán thanh âm vang lên nháy mắt, Anna trên mặt, không tự giác lộ ra cung kính chi sắc, đương thanh âm kia nói ra địa ngục quân vương bốn chữ khi, Anna trong mắt, tràn ngập nồng đậm sợ hãi, nàng nhìn về phía Trương Huyền, cả người đều không tự giác phát ra run rẩy, Sa Tăng. Ngươi là địa ngục quân vương Sa Tăng, ngươi không chết. Thả ngươi thí, một đạo khẽ kêu, từ trên lầu truyền đến, hắn sao có thể chết, trên thế giới này, có ai có thể giết hắn. Quỳ xuống, vả miệng. Trên lầu tiếng người âm rơi xuống nháy mắt, Anna cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, chịu đựng đau nhức quỳ gối nơi đó, giơ lên bàn tay, dùng sức chiều hướng về phía chính mình mặt đẹp, có thể thấy được, nàng ở tiềm thức chung, đã đối trên lầu kia khẽ kêu chủ nhân, nói gì nghe nấy. Một đạo mạn diệu thân ảnh, từ lầu 2 nhảy xuống, để lại cho Trương Huyền cùng Sa Tán một cái bóng dáng, tuy là quang xem này bóng dáng, đều có thể khẳng định, này tuyệt đối là một cái tuyệt sắc nữ nhân. Anna đã xem như một cái vưu vật, nhưng đặt ở nữ nhân này trước mặt, chẳng sợ chỉ là cùng với bóng dáng so sánh với, cũng so ra kém này 1/10. Nữ nhân một đầu ngân bạch tóc dài, vuông góc tới rồi vòng eo. Anna cho chính mình một cái tát sau, trong ánh mắt tràn ngập kính trọng cùng sợ hãi nhìn trước người nữ nhân. Không đủ, lại đánh. Nữ nhân đưa lưng về phía Trương Huyền hai người, thanh âm lại lần nữa vang lên. Anna lại lần nữa giơ lên bàn tay. Đối với chính mình mặt đẹp lại là một cái tát chiều đi xuống. Lại đánh, tóc bạc nữ nhân thanh âm thực lạnh nhạt. Anna lại một lần giơ lên bàn tay. Đánh, tiếp tục, không đủ vang. Đánh, tóc bạc nữ nhân thanh âm không ngừng vang lên. Anna bàn tay, chưa từng nghe qua, thanh thúy bàn tay thanh ở trong đại sảnh liên tiếp không ngừng vang lên. Có thể nhìn đến, Anna gương mặt, đã hoàn toàn sưng đỏ lên, nàng tuyến lệ cũng bị kích thích, nước mắt không ngừng chảy ra. Nhưng như cũ không ngừng quạt chính mình, giống như chấp hành nhiệm vụ người máy. Đủ rồi, tóc bạc nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng. Anna chính mãnh phiến chính mình động tác, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Nhớ kỹ, tóc bạc nữ nhân vươn một ngón tay, hắn sẽ không chết, trên thế giới này, có thể giết hắn người còn không có ra tới, đã hiểu sao? Anna mặt mang sợ hãi gật đầu. Đã hiểu liền hảo, kiếp sau, cũng muốn nhớ kỹ chuyện này. Tóc bạc nữ nhân thanh âm linh hoạt kỳ ảo, nàng vươn ngón tay kia, về phía trước phung lên, theo sau, cả người thản nhiên xoay người, mặt hướng Trương Huyền. Mà quỳ gối nơi đó Anna, tác đồng tử phát sinh khuếch tán, cả người chậm rãi về phía trước, một đầu tài đến trên mặt đất, cổ chỗ một đạo rất nhỏ miệng vết thương, mang đi nàng tánh mạng. Trương Huyền nhìn đứng ở trước mắt tóc bạc nữ nhân kia hoàn mỹ ngũ quan, chọn không ra một chút tì vết, là lướt quyến rũ dáng người, chỉ cần câu một câu tay. Chẳng sợ thánh khiết thiên thần, cũng sẽ có bị nàng kéo xuống địa ngục nguy hiểm. Trương Huyền hơi hơi há mồm, hô lên đối phương tên, Chessia. Trương Huyền ca ca, người tưởng ta sao? Chessia nghịch ngợm cười, hoàn toàn không có vừa mới đối mặt Anna khi lạnh băng, nàng thật giống như là thuần khiết đáng yêu tiên tử giống nhau. Vì cái gì? Trương Huyền ra tiếng, Chessia biến hóa, Trương Huyền đến nay mới thôi, đều không có suy nghĩ cẩn thận, cho tới nay, ở Trương Huyền trong lòng. Chessia liền cùng hắn thân muội muội giống nhau, hắn đem năm màu vương giới giao cho Chessia, bạch trì đám người, cũng tất cả đều tán thành Chessia cái này năm màu vương giới người sở hữu, nhận định Chessia vì thánh giới dưới, quang minh đảo tối cao lãnh tụ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước hết phản bội quang minh đảo, chính là Chessia. Ở Trương Huyền nhận chi chung, Chessia không phải cái loại này có dã tâm người, trước kia Chessia,
tuy rằng sẽ cùng Trương Huyền bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, trên người cũng có vô số người mệnh, nhưng, tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy, không hề nhân tính đáng nói, nàng cách làm, đã không đem mạng người để vào mắt, cho dù là vì nàng bán mạng người, cũng sẽ nói sát liền sát. Cái gì vì cái gì a? Chelsea nghiêng đầu, mắt to chớp a chớp, nhìn nàng này phiên bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, nàng ở phía trước vài giây, Phong Khinh Vân đạm lấy một người tánh mạng. Chelsea, người rốt cuộc ở vì ai làm việc? Trương Huyền tiến lên một bước, mọi người đều chờ ngươi về nhà. Khanh khách, Chelsea che miệng cười, Trương Huyền ca ca, người biết đến, ta nếu làm quyết định, liền sẽ không tùy tùy tiện tiện đi thay đổi, về nhà sự, rồi nói sau. Chelsea hướng Trương Huyền phất phất tay, theo sau đối xa khen, xa tán, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thực hảo, vừa vặn ở chỗ này đụng phải Trương Huyền ca ca, chỉ là không biết, tiếp theo, vận khí của ngươi có thể hay không có tốt như vậy, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn sống sót nga, rốt cuộc năm đó, ngươi còn mời ta ăn cơm xong đâu. Chelsea chớp mắt to, nàng bộ dáng, phá lệ đáng yêu, nhưng xem ở xa tán trong mắt, lại giống như địa ngục ma quỷ tươi cười. Thân là Quang Minh Đảo cấp dưới quân phiệt tập đoàn, xa tán rõ ràng Quang Minh Đảo mỗi người thực lực, cái này giống như thiên sứ tóc bạc nữ nhân, tuyệt đối là Quang Minh Đảo thượng, trừ bỏ địa ngục quân vương bên ngoài, để cho người sợ hãi người. Chelsea giơ lên cánh tay ngọc, ở nàng giơ lên cánh tay nháy mắt, này phòng ốc bốn phía rơi xuống đất chống đạn pha lê, cơ hồ ở cùng thời gian toàn bộ vỡ vụn mở ra. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được, Chelsea giơ cánh tay nháy mắt, khi thả ra cỡ nào đáng sợ khí, cơ hồ làm chung quanh không khí, đều sinh ra cùng tần suất chấn động, nếu loại này chấn động đem một người bao vây lại, chỉ sợ người này, sẽ ở nháy mắt, bị chấn thành thịt nát. Chelsea bước chân vừa động, cả người thản nhiên lắc mình đến ngoài phòng, sắc trời đã đen, Chelsea một đầu ngân bạch tóc dài, trong bóng đêm phá lệ thấy được. Trương Huyền ca ca, hiện tại ngươi, trở nên đã nhân từ, lại nhỏ yếu, nếu nói như vậy, nhưng thủ không được hỏa tinh nga, chỉ sợ cũng liền ngươi kia đẹp như thiên tiên lão bà, ngươi đều giữ không nổi đâu. Chelsea hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, phất phất tay, Trương Huyền ca ca, ta đi trước lạp, nhớ rõ nếu muốn ta nga. Đầy đầu ngân bạch tóc dài thân ảnh, dần dần biến mất ở bóng đêm giữa. Trương Huyền nhìn trước mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 789, chỉ là giao dịch. Buổi sáng 9 giờ, Hoa Hạ đều hải, Trúc gia trang viên. Trúc thị ở chiếm cứ nơi này sau, thực tự nhiên đem nơi này coi như bọn họ địa phương, giống như là Tô thị đem Yến Kinh Tô gia trở thành bọn họ địa phương giống nhau. Trúc tộc trưởng, người, chúng ta đã cho ngài đưa tới, chúng ta tộc trưởng cũng hy vọng, chúng ta hai tộc có thể đạt thành liên hôn trạng thái. Trúc thị chủ thính giữa, đang ngồi ở bốn người, phân biệt là vừa rồi tiếp nhận chức vụ Trúc thị tộc trưởng không lâu Trúc Phong. Cùng lúc ấy bảo hộ Trúc Phong từ thần nông giá rời đi Trúc Nguyên, cùng với Lâm Thanh Hạp, còn có một người Tô thị người tới. Vừa mới kia lời nói, đó là Tô thị người này nói, tại đây dân cư chung, Lâm Thanh Hạp thật giống như là một kiện hàng hóa giống nhau, bị bọn họ đưa tới Trúc thị, nhậm Trúc Phong xử trí. Trúc Phong trong miệng ngậm một cây thuốc lá, một đôi tiểu mị mị nhãn không ngừng ở Lâm Thanh Hạp trên người nhìn quét, từ đầu nhìn đến chân, qua lại xem cái không ngừng. Giống như là ở thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật giống nhau, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một tia đáng khinh tươi cười, có thể nhìn đến hắn miệng đầy răng vàng. Chúng ta tộc trưởng, đối Lâm cô nương vừa gặp đã thương, tự nhiên là tưởng cùng Tô thị kết minh, lần này hôn ước, chúng ta sẽ chiêu cáo cấp các thế lực lớn, mong rằng các hạ cấp quý tộc tộc trưởng tiện thể nhắn, hơn nữa thay chúng ta tộc trưởng vấn an. Trúc Nguyên mở miệng, Trúc Phong ngồi ở chỗ kia, một câu cũng chưa nói, hắn trong mắt, chỉ có Lâm Thanh Hạp. Nhất định, nhất định, Tô thị người tới, liên tục gật đầu, kia như thế, liền đa tạ Trúc Phong tộc trưởng, trình mông Trúc Phong tộc trưởng để mắt cái này nha đầu, có thể gả cho Trúc Phong tộc trưởng, chẳng sợ chỉ là làm thiếp, đều là nha đầu này phúc khí, nếu người đã đưa đến, ta liền không quấy rầy Trúc Phong tộc trưởng cùng nha đầu này ôn chuyện, về một tháng hôn sự, chúng ta Tô thị cũng muốn trước tiên chuẩn bị. Hảo, Trúc Nguyên gật đầu, ta đưa ngươi, chúc chúng ta hai tộc, hợp tác vui sướng. Trúc Nguyên đứng dậy, đem Tô thị người tới đưa đến trang viên cửa, theo sau hướng Trúc gia chủ thính trở về. Vừa tới đến Trúc gia chủ thính trước cửa, còn không có vào cửa, một đạo tiếng quát mắng, vang ở Trúc Nguyên bên tai. Ngươi hắn sao, dám phản kháng ta, có biết hay không ta là ai, ta là Trúc thị tộc trưởng. Nghe thế tiếng quát mắng nháy mắt, Trúc Nguyên sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy ra chủ thính đại môn.
liền thấy, chủ thính giữa, đã là hỗn độn một mảnh, phòng trong bàn gỗ bị hoàn toàn lật đổ trên mặt đất, trên bàn chén trà toái đầy đất đều là. Lâm Thanh Hạm đang đứng ở chủ thính chỗ ngoặt chỗ, Trúc Phong chính vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng. Tộc trưởng, đây là làm sao vậy? Trúc Nguyên vội vàng đi rồi đi lên. Bang, Trúc Phong trở tay một cái tát, chiều đến Trúc Nguyên trên mặt, quát mắng, ngươi làm sao bây giờ sự? Mau đi cho ta đem nữ nhân này trói lại, đưa ta trong phòng đi. Trúc Phong nói xong, vươn đầu lưỡi liếm môi, ánh mắt đáng khinh đánh giá Lâm Thanh Hạm. Ta nói thực minh bạch, chúng ta là hợp tác quan hệ. Lâm Thanh Hạm đứng ở chỗ ngoặt ra tiếng, ở các ngươi hoàn thành hứa hẹn ta điều kiện phía trước, không cần nghĩ chạm vào ta. Hắn sao, tiện nhân, Trúc gió lớn mắng một tiếng, ngươi cho rằng lão tử là cùng ngươi chơi đóng vai gia đình đâu. Lâm Thanh Hạm không để ý đến Trúc Phong, nàng vừa mới câu nói kia, cũng là hướng Trúc Nguyên nói, Lâm Thanh Hạm có thể nhìn ra tới, cái này Trúc Phong, bất quá chính là một cái bị hắn tra chiều hư ngu xuẩn. Trúc Nguyên lôi kéo Trúc Phong ống tay áo, tộc trưởng, chúng ta cùng Lâm cô nương chỉ là hợp tác, này liên hôn, cũng là lão tộc trưởng kế sách tạm thời, ta. Trúc Nguyên lời nói vừa mới nói một nửa, Trúc Phong lại là một cái tát múa may đi lên, thật mạnh chịu ở Trúc Nguyên sườn mặt. Trúc Phong mắng, người thiếu lấy cha ta tới áp ta, hắn đã chết, hiện tại ta mới là Trúc thị tộc trưởng, ta nói cái gì chính là cái gì, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm cái gì, minh bạch sao. Trúc Nguyên rũ tại bên người thủ hạ ý thức nhéo nhéo quyền, nhìn về phía Trúc Phong trong mắt, hiện lên một mà tàn nhẫn, bất quá thực mau, hắn nắm tay liền buông ra, tộc trưởng. Lúc này đây, chúng ta cùng Tô Thị liên hôn, không riêng gì khác thế lực nhìn, bao gồm bổn tộc người, cũng đều đang nhìn, người vừa mới bước lên tộc trưởng chi vị, trước đại môn lụa trắng còn chưa có đi rớt, người nếu hiện tại hành lạc, khó tránh khỏi sẽ bị người nhàn thoại, có rất nhiều tặc tử đều ở mơ ước tộc trưởng chi vị. Người liền trước nhẫn nhẫn đi, lấy đại cục làm trọng a. Trúc Phong nghe Trúc Nguyên nói, trong mắt không ngừng loạn chuyển, theo sau hừ lạnh một tiếng, mau chóng đem linh bài lập hảo. Trúc Phong nói xong, vung tay áo, đi nhanh rời đi chủ thính, ở ra cửa thời điểm, Trúc Phong lại một lần đánh giá Lâm Thanh Hạm, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục. Trúc Phong tuy rằng xuẩn, nhưng hắn cũng rõ ràng, cùng Trúc thị tộc trưởng chi vị so sánh với, nam nữ chi nhạc, vẫn là muốn trước nhẫn nhẫn. Thấy Trúc Phong rời đi, Trúc Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, Lâm cô nương, thật sự là xin lỗi, tộc trưởng hắn cái này tính cách, có chút cổ quái. Chỉ là ngươi hiện tại lấy như vậy thân phận gả tới Trúc thị, sợ muốn gặp phải đồ vật, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn Tô gia, nhưng ta lợi thế, không phải ta bản nhân, mà là cuối cùng kia một chương bản vẽ. Lâm Thanh Hạm mở miệng, ta sẽ phối hợp các ngươi Trúc thị cách làm, nhưng muốn cho ta nhìn đến ta muốn đồ vật. Minh bạch, Trúc Nguyên gật đầu, đại hôn lúc sau, chúng ta Trúc thị liền xuất binh có danh nghĩa, sẽ cùng Tiêu thị, cùng nhau thảo phạt Tô thị. Đến lúc đó, Tô gia chính là Lâm cô nương ngươi vật trong bàn tay. Hy vọng, Lâm Thanh Hạm gật đầu, đại hôn phía trước, ta sẽ đãi ở các ngươi Trúc thị, sẽ phối hợp các ngươi kế hoạch, nhưng ta hy vọng, ở đại hôn phía trước, không cần có người tới quấy rầy ta, ngươi minh bạch ta ý tứ. Đương nhiên, ta sẽ cùng tộc trưởng nói rõ ràng, Trúc Nguyên gật đầu, Lâm cô nương, ta đã làm nhân vì ngươi an bài hảo chỗ ở, đi theo ta. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, cùng Trúc Nguyên cùng nhau. Chiều chủ thính ngoại đi đến. Hoa hạ buổi sáng thời gian, vẫn là hoàng kim thành đêm khuya. Trương Huyền ngồi ở thành chủ phủ nội, Sa Tán cùng Ba Địch hai người, thật cẩn thận đứng ở một bên. Ba Địch dù cho đã nghĩ đến Trương Huyền thân phận sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là như vậy một cái ngoan tuyệt, thế giới ngầm quân vương, quang minh đảo chủ nhân, Sa Tăng. Các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến truyền ra chiếm cứ hoàng kim thành như vậy đồn đãi? Trương Huyền dựa vào một trương mềm mại trên sofa, hỏi. Hồi quân vương các hạ, Sa Tán khom người, ngoại giới có nghe đồn, nói ngài bị giam giữ 9 năm, người đồ vương đám người cũng táng thân thần nông giá nội, phí lôi tư đại nhân gia tộc cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, nhậm hương nữ sĩ vẫn luôn lấy quang minh đảo đại biểu thân phận đãi ở chỗ này, chúng ta sợ có người đối nàng mưu đồ gây rối, cho nên mới ra này hạ sách, ngài biết, vương sẽ dư nghiệt, đến bây giờ còn ngo ngoe dục dịch. Trương Huyền gật gật đầu, ngươi làm không tồi, bất quá Sa Tán, ngươi đã già rồi, này phiến thổ địa, không thích hợp ngươi, Chessia đã theo dõi ngươi, ngươi tìm một cơ hội, cũng nên về hưu dưỡng lão, nhiều năm như vậy kiếm tiền, cũng đã sớm kiếm đủ rồi đi, mang theo ngươi mấy cái lão bà, hảo hảo hưởng thụ nửa đời sau đi. Sa Tán nghe được lời này,
thân thể chấn động, theo sau đáp, minh bạch. Chương 790, tương lai kế hoạch lớn. Đang nói ra minh bạch hai chữ sau, Sa Tán phảng phất một chút già nua 10 tuổi, này đại biểu cho, hắn từ bỏ trong tay quyền lợi, rời đi sau, chẳng sợ có người còn kính hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hắn. Một cái thói quen có được quyền lợi người, đột nhiên mất đi này hết thảy, sẽ cảm thấy kinh hoàng. Như thế nào, luyến tiếc này hết thảy, Trương Huyền quan sát tới rồi Sa Tán trên mặt khác thường. Không dám, Sa Tán vội vàng cúi đầu. Trương Huyền duỗi người, từ trên sofa đứng lên, mở miệng nói, ngoại giới nghe đồn, ta đã bỏ tù, phải bị giam giữ 9 năm, trong khoảng thời gian này, không còn có cái gì địa ngục quân vương, ta cho ngươi lời nói, chỉ là làm một cái lão bằng hữu, cho ngươi kiến nghị, cũng không có làm ngươi nhất định phải nghe, năm đó sống sót người không nhiều lắm, ta cũng hy vọng xem các ngươi nhiều tại đây trên đời hưởng thụ mấy năm, đương nhiên, ngươi cũng có thể khi ta nói chính là thí lời nói, ta sẽ không quản ngươi. Trương Huyền đôi tay cắm túi, Triệu Thành chủ phủ ngoại đi đến, vừa đi vừa nói, Sa Tán, ngươi là cái người thông minh, tuy rằng khứu giác không bằng dĩ vãng nhạy bén, nhưng đầu óc còn không có hồ đồ, nên làm như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ. Trương Huyền vẫy vẫy tay, để lại cho Sa Tán một cái càng lúc càng xa bóng dáng. Sa Tán cùng ba địch hai người, nhìn theo Trương Huyền hoàn toàn rời đi. Chờ Trương Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt giữa, Sa Tán hướng ba địch mở miệng, ba địch đúng không? Là, Sa Tán tướng quân. Ba địch cúi đầu trả lời. Vị kia đại nhân nếu chịu lưu ngươi một mạng, thuyết minh ngươi mấy ngày nay làm không tồi, hôm nay sự nên nói như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng sao? Sa Tán mở miệng. Ba địch sắc mặt vui vẻ, vội vàng trả lời, minh bạch. Thực hảo, Sa Tán vỗ vỗ ba địch bả vai, móc ra một khẩu súng lục, người ta cũng chưa gặp qua vị kia đại nhân, ta bị Anna mưu hại, thân bị trọng thương, ngươi giết Anna. Nhưng cũng trả giá nhất định đại giới, mà ta, cũng đem Hoàng Kim Thành giao cho ngươi. Ba địch nhìn Sa Tán trong tay thương, hung hăng nuốt khẩu nước bọt, theo sau ánh mắt hung ác, từ Sa Tán trong tay đem thương tiếp nhận, nhắm ngay chính mình chân trái đầu gối, khấu động cò súng. Một trận tê tâm liệt phế thanh âm từ thành chủ phủ truyền ra, vang vọng Hoàng Kim Thành trên không. Đã đi ra thành chủ phủ Trương Huyền nghe thế thống khổ tiếng la, lắc lắc đầu, ai, Sa Tán. Ngươi như thế nào liền không nghe ta đâu, hảo hảo hưởng thụ nửa đời sau không hảo sao, bồi dưỡng một cái con rối, hưởng thụ kia một đinh điểm quyền lợi, hà tất đâu. Trương Huyền lặng yên rời đi Hoàng Kim Thành, phân biệt một chút phương hướng, Triệu Tác Tô từ Phất Lôi Sa Mạc phương hướng đi đến, Nhậm Hương tình huống, Trương Huyền đã từ Sa Tán kia hỏi ra tới, hiện tại Nhậm Hương đã không ở rừng cây, trụ vào châu Phi một cái an toàn bên trong thành, không cần Trương Huyền nhọc lòng. Trương Huyền chậm gì gì đi ở rừng rậm chung, chờ hắn xuyên qua rừng rậm khi, một mạt ánh sáng đã treo ở chân trời. Trương Huyền thường xuyên sẽ ở trên mạng nhìn đến, một ít nội tâm chung tràn ngập lãng mạn người, sẽ ở ẩm ướt bờ biển, hoặc là nguy nga đỉnh núi, chờ đợi ánh sáng mặt trời dâng lên, một đêm chưa ngủ, chỉ vì mặt trời mọc kia một khắc, nhưng cho tới bây giờ không có người, ảo tưởng quá ở trong sa mạc, xem một hồi mặt trời mọc. Đương chiều dương dâng lên kia một khắc, kim sắc ánh mặt trời chiếu vào khắp trên sa mạc, giống như thánh khiết quang huy chiếu rọi đại địa, ở kia một khắc, mọi người có thể hoàn toàn cảm nhận được này phiến thiên địa lực lượng. Vô luận cỡ nào cường đại khoa học kỹ thuật, đều không thể chiếu rọi khắp sa mạc, nhưng sơ thăng thái dương kia không đến một phần ngàn tỷ ánh sáng, liền có thể nhẹ nhàng bao trùm mọi người suốt cuộc đời cũng không thể chiếu sáng lên địa phương. Cùng trời đất này so sánh với, người cùng con kiến, lại có cái gì khác nhau? Khắp Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc, đã bị Phí Lôi Tư gia tộc mua mấy ngày thời gian, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào này phiến sa mạc giữa. Nếu hiện tại, có phía trước từng đã tới này phiến sa mạc người, lại xem trước mắt cảnh tượng, nhất định sẽ bị chấn động đến. Nguyên bản mênh mông bát ngát cát vàng, giờ phút này đã đại biến bộ dáng, vài tòa tháp cao đứng ở này cát vàng bên cạnh, cát vàng phía dưới cũng bị đào ra mấy chục điều ngang dọc đan xen thông đạo, xi măng tưới tiến thông đạo giữa, thậm chí có một tảng lớn khu vực đã nhìn không tới cát vàng bóng dáng, mà biến thành đường xi măng. Ở Phí Lôi Tư gia tộc khổng lồ tài chính hạ, không có gì là bọn họ làm không được, chỉ cần chịu tiêu tiền, đêm này bị thế nhân xưng là ngõ cụt sa mà cải tạo thành một tòa sắt thép thành thị, cũng bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Trương Huyền lúc này mới đi rồi 5 ngày thời gian, sa mạc bên cạnh liền có lớn như vậy biến hóa, này mấy ngàn người thi công đội, 24 giờ không gián đoạn vận chuyển, thả sẽ không lười biếng phạm nhàn. Công trình tốc độ phá lệ khủng bố, có thể nghĩ đến,
nếu lại có một tháng thời gian, chỉ sợ nơi này hệ thống sinh thái đều sẽ bị thay đổi, thậm chí khắp sa mạc, đều chỉ có thể nhìn đến một cái đã từng bóng dáng mà thôi. Trương Huyền điều khiển một chiếc toàn địa hình xe Việt dã, một trận mãnh nhấn ga sau, chạy vội tới trên đảo. Trương Huyền nhìn đến, trải qua này 5 ngày thời gian, trên đảo rất nhiều người, cũng dần dần thích ứng sa mạc sinh hoạt, hưởng thụ thuộc về bọn họ tắm nắng. Trương Huyền còn không có đăng đảo, mắt sắc bạch trì liền thấy được hắn, một đường chạy tới. Lão đại, nghe nói Hoàng Kim Thành bên kia đã xảy ra chuyện. Ân, đã giải quyết, không có việc gì, Trương Huyền nói. Bạch Trì nghe Trương Huyền nói như vậy, cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Đúng rồi lão đại, kia khối khu vực, người tính toán làm sao bây giờ? Bạch Trì duỗi tay chỉ một chút địa ngục nhà giam nhập khẩu vị trí, kia bị Trương Huyền hóa thành vùng cấm, thả cùng ngày màu đen bàn tay to xuất hiện một màn, làm mọi người cũng không dám tới gần nơi đó, muốn đem bốn phía phong lên sao? Phong lên, đương nhiên không được, Trương Huyền xua tay, đem đại gia kêu một tiếng, chỗ đó, phải hảo hảo xử lý một chút. Hai cái giờ sau, Phí Lôi Tư cùng Tương Lai chờ Quang Minh đảo một chúng vương giới người sở hữu, tất cả đều tụ tập ở trên đảo lâu đài cổ nội một gian trong đại sảnh. Ở bọn họ trước mặt, bày một chương thật lớn bản vẽ, là Trương Huyền vừa mới họa ra tới. Đây là một bức bản đồ, đối khắp tác tô tư phất lôi sa mạc tương lai quy hoạch. Phí Lôi Tư nhìn này có thể nói to lớn bản đồ, mặt bộ có chút dại ra, có thể làm hắn làm ra như vậy biểu tình bản đồ, nhưng không nhiều lắm thấy. Lão đại, ngươi là muốn đem nơi này, chế tạo thành một mảnh cõi yên vui à? Phí Lôi Tư nuốt nước miếng. Bạch Trì cũng có chút ngốc, lão đại, ngươi không phải là tưởng đem ngày đó người nọ, coi như chúng ta bảo hộ thần đi. Mấy người nhìn đến, Trương Huyền đối này phiến sa mạc tương lai thiết kế, cơ hồ đều là quay chung quanh kia chỗ cấm địa. Trương Huyền gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cũng không phải nói đem Huyền Thiên Đại Ca coi như chúng ta bảo hộ thần, mà là muốn đem nơi này chế tạo thành chúng ta cộng đồng gia viên. Phí Lôi Tư hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ, ta phải lại an bài một ít thi công đội tới, cứ như vậy xem, mấy ngàn người, căn bản không đủ dùng. Bạch Trì nuốt khẩu nước bọt, lão đại, ta hiện tại thật sự tò mò, này ngầm bên trong, rốt cuộc đều có cái gì? Trương Huyền nghĩ nghĩ trả lời, có một thế giới hoàn toàn mới. Chương 791, chờ người tới. Hoàn toàn mới thế giới. Đối với Trương Huyền cái này thuyết minh, mọi người đều ở nghi hoặc Trương Huyền rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Trương Huyền cười cười, dù sao, về sau các ngươi sẽ cùng bọn họ sinh ra giao lưu, đến lúc đó, không cần bị dọa nhảy dựng mới hảo a. Lúc trước, Trương Huyền bị ném vào địa ngục nhà giam, nghe được sóng tỉ bọn họ tuổi khi, kia thật là hoảng sợ, thậm chí cảm thấy những người này là liên hợp lại lừa gạt chính mình, nhưng sau lại, Trương Huyền quan sát đến, những người này nói chuyện phương thức, trong đầu lớn nhất tri thức lượng, đều là thuộc về bọn họ cái kia triều đại sau, hoàn toàn tin. Này đó sống 100-200 tuổi, thậm chí 300 hơn tuổi người, như cũ khỏe mạnh, đích đích xác xác, là vì Trương Huyền mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Một sự kiện, chỉ có không có khả năng cùng vô số khả năng. Hoặc là, thế giới này không có trường sinh người, nếu có, khẳng định không ngừng một cái. Phí Lôi Tư đem Trương Huyền sở họa này phúc bản đồ thu hảo. Trương Huyền nhìn về phía tương lai, hỏi, nghiên cứu có kết quả sao? Tương lai nhìn về phía Trương Huyền, lắc lắc đầu, bĩu môi nói, lão đại, ta tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng ngươi lần trước lấy về tới hai cái đồ vật, thật sự đã có điểm thoát ly khoa học phạm chủ ý tứ, chỉ sợ chỉ có thể dùng thần học tới giải thích, nhưng thật ra kia khối có thể cách trở khí kim loại, có chút tiến triển, lại cho ta chút thời gian, ta là có thể phân tích ra tới nơi đó mặt toàn bộ thành phần. Hảo. Trương Huyền gật đầu, người gần nhất, liền nắm chặt thời gian nghiên cứu phương diện này đồ vật, nếu có thể lượng sản loại này kim loại, đối chúng ta tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tương lai nhìn Trương Huyền đôi mắt, hít sâu một hơi, mở miệng nói, lão đại, loại này kim loại, chỉ sợ có người đã sớm lượng sản. Trương Huyền biết tương lai nói chính là cái gì, này kim loại, là lúc trước Chessia dẫn người thượng đảo khi lưu lại, Trương Huyền còn nhớ rõ, cái kia bị cải tạo Dương Hải Phong trên người. Cũng dùng cùng loại kim loại, đối phương được xưng cái gì thần thánh thiên quốc. Như thế nói, Chessia, cũng nên chính là cái kia thần thánh thiên quốc người. Về thần thánh thiên quốc tin tức, lưỡi dao sắc bén đại đội tổng đội trưởng cũng cùng Trương Huyền đạt thành hợp tác, tin tức cùng chung, bất quá không đợi Trương Huyền hảo hảo điều tra cái này thần thánh thiên quốc, liền ra thị tộc cùng thần ẩn hội việc này, phiền toái nối liền không dứt, theo nhau mà đến.
Trương Huyền lắc lắc đầu, tận lực không thèm nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Trên đảo sinh hoạt, đối rất nhiều người tới nói, là an nhàn bình tĩnh. Rốt cuộc quang minh đảo tồn tại bản thân, chính là cấp vì quang minh đảo nguyện trung thành người, cung cấp một mảnh cõi yên vui. Bất quá, cùng những cái đó bình tĩnh sinh hoạt người so sánh với, Trương Huyền đám người, liền có vẻ phi thường bận rộn. Bạch Chỉ bọn họ kiến thức tới rồi thần ẩn hội thần phạt sự cường đại, càng là nhận thức đến tự thân không đủ, cơ hồ mỗi ngày đều vội vàng tăng lên thực lực. Trương Huyền cũng là như thế, hắn mỗi một ngày, tất làm một sự kiện, chính là đem khí tưới cả người cơ bắp, đây cũng là diệt thế đổ lục mỗi ngày môn bắt buộc, mỗi lần tưới xong, Trương Huyền đều sẽ cảm giác được tự thân cơ bắp nhức mỏi, hắn minh bạch, đây là tự thân đang ở chậm rãi cường đại một loại biểu hiện. Liên tiếp hai ngày thời gian trôi qua, Phí Lôi Tư lại điều 9 chi thi công đội tiến đến, đạt tới thời thời khắc khắc, đều có thượng vạn người ở đồng thời thi công, có thể nói, mỗi một giờ, này phiến sa mạc đều ở biến hóa. Trương Huyền ngồi ở đảo Trung Cổ Bảo đỉnh tầng ban công, trong tay cầm một lon coca, thỉnh thoảng uống thượng một ngụm. Lão đại, ngươi nhớ nhà. Bạch Trì ngậm một cây xì gà, cầm một lọ tốt nhất đầu người mã, ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, ngươi mấy ngày nay, cũng không có việc gì, liền hướng phương đông xem, trước kia ngươi, cũng sẽ không như vậy a. Trương Huyền cười cười, ngươi không kết hôn, không hiểu loại cảm giác này. Bạch Trì nhìn Trương Huyền trong mắt không tự giác lộ ra kia mặt ấm áp thần sắc, hít sâu một hơi, lão đại, ta ở bên ngoài thu được một cái tin tức, ngươi muốn hay không nghe một chút. Bạch Trì nói xong câu đó, lại vội vàng nói, là về đại. Về Thanh Hạm tỷ. Bạch Trì quan sát đến, ở chính mình nói ra Thanh Hạm hai chữ khi, Trương Huyền thân thể, không tự giác hơi hơi chấn động. Ngươi nói, Trương Huyền nhìn về phía phương xa, vặn ra coca. Hè oi bức bên kia có tin tức truyền đến, Trúc Thị cùng Tô Thị tân lập tộc trưởng, tháng 1, Trúc Thị sẽ cùng Tô Thị liên hôn người, phân biệt là Trúc Thị tân nhiệm tộc trưởng Trúc Phong, cùng với. Bạch Trì nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn cho rằng, chính mình biểu đạt đã đủ rõ ràng. Một cổ xâm hàn hơi thở, nháy mắt bao trùm Bạch Trì toàn thân, chẳng sợ tại đây nóng bức sa mạc, Bạch Trì cũng không khỏi dùng mình một cái, hắn thấy được Trương Huyền mặt nếu xương lạnh, trong mắt sợ ẩn chứa sát ý, như có thực chất. Lão đại, chúng ta đều minh bạch, người lúc trước vì Trúc gia, sát thượng Trúc Thị, trận chiến ấy thành bại không biết, người sợ hãi liên lụy Thanh Hạm tỷ, chủ động làm chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng ở ngươi trong lòng, thật có thể đoạn sao? Bây giờ còn có không đến 2 tháng thời gian, nàng liền phải cùng Trúc Thị người liên hôn, hiện tại Trúc Thị, đã không đáng để lo, ngươi hoàn toàn có thể đem Thanh Hạm tỷ tìm trở về. Bao trùm Bạch Trì toàn thân kia cổ xâm hàn dần dần tan đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hiện tại còn không phải thời điểm, ta sở cố kỵ, không phải kia tam đại thị tộc, hiện tại tìm nàng, chỉ biết đem nàng cũng kéo xuống nước. Lão đại, vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào làm? Bạch Trì biểu tình tiếc nuối. Chờ, Trương Huyền ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Chờ, chờ cái gì? Bạch Trì nghi hoặc, hắn phía trước liền hỏi qua Trương Huyền như vậy vấn đề, nhưng Trương Huyền trả lời, từ đầu đến cuối chính là một chữ, chờ. Bạch Trì vừa dứt lời, phương xa, một trận cát vàng tràn ngập dựng lên. Lão đại, đã xảy ra chuyện, Phí Lôi Tư đứng ở lâu đài cổ phía dưới. Hét lớn một tiếng, thi công đội bên kia tới 2 người, không cho chúng ta khởi công. Nghe được Phí Lôi Tư thanh âm, Trương Huyền khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười, đứng lên nói, chờ người, tới. Trương Huyền cấp Bạch Trì bọn họ giao đãi một tiếng, làm cho bọn họ đãi ở trên đảo, mà chính hắn, tắc điều khiển một chiếc toàn địa hình xe Việt giã, chiều cát vàng dơ lên địa phương phóng đi. Đương Trương Huyền đi vào lúc này, nhìn đến một người thân xuyên hồng bào, một người thân xuyên áo đen người. Đứng ở Phí Lôi Tư an bài thi công đội trước. Một tòa vừa mới dựng lên tín hiệu tháp, ngã xuống cát vàng thượng. Có thể nhìn đến, này tín hiệu tháp cái đáy, đang có mấy chỗ rõ ràng uốn lượn, hiển nhiên tòa tháp này, là bị nhân lực mạnh mẽ đẩy ngã. Theo ta được biết, thần ẩn hội hẳn là có quy củ, không được ở người thường trước mặt bày ra khí lực lượng đi, hai vị này một cái là thần ẩn hội thần phạt sử, một cái là thần ẩn hội ngục tốt đại nhân, như thế nào chi pháp phạm pháp đâu. Trương Huyền thanh âm, vang ở người tới phía sau. Này nhất hồng nhất hắc hai thân xuyên trường bào người, ở nghe được thanh âm nháy mắt, ánh mắt liền chiều phía sau nhìn lại. Ngươi là người nào, thân xuyên hồng bào người ánh mắt tỏa định Trương Huyền. Ta, Trương Huyền nhún vai, từ đâu nội lấy ra một khối hình thoi lệnh bài.
Hai người nhìn đến Trương Huyền trong tay lệnh bài khi, đồng tử co rụt lại, hồng bào nhân đạo, đây là áo tang lệnh bài. Ngươi là Quang Minh đảo Trương Huyền. Ngươi nếu là Trương Huyền, hẳn là bị đánh vào địa ngục nhà giam, lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Người áo đen khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền, đồng thời trong tay tập khí. Chương 792, tới. Người áo đen ngưng khí ngón tay hướng Trương Huyền, còn có, ai làm ngươi tại đây kiến thành, ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Trương Huyền nhìn mắt áo đen ngục tốt đang ở ngưng khí tay, cười cười, hai vị, này không trách ta a, chỉ là địa ngục nhà giam mở rộng ra, bên trong người tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, ta suy nghĩ ta bị phán bỏ tù 9 năm, các ngươi cũng chưa nói nhà giam phạm vi đều là cái gì, ta liền quản gia dọn đến nơi này, không được sao. Cái gì? Thần phạt sử cùng ngục tốt đồng thời kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa ngục nhà giam mở rộng ra. Từ thành lập đến nay, liền không có người có thể rời đi địa ngục nhà giam, giờ phút này đại môn mở rộng ra. Này thần phạt sử cùng ngục tốt, tuy rằng không biết địa ngục nhà giam quan đều là người nào, nhưng tự cổ chí kim, có thể bị quan tiến địa ngục nhà giam giữa, không có một cái đơn giản hạng người, thả đều đối thần ẩn hội oán hận sâu đậm. Nếu địa ngục nhà giam thật sự đại môn rộng mở, làm bên trong những người đó ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Huyền, người không cần hồ ngôn loạn ngữ, người có biết hay không, địa ngục nhà giam mở rộng ra, ý nghĩa cái gì? Ngục tốt nhìn chằm chằm Trương Huyền, hắn tự thân cũng trông giữ một cái nhà giam, chỉ là cái kia nhà giam, căn bản so ra kém địa ngục nhà giam quan trọng. Trương Huyền vươn tay phải ngón út, đào đào lỗ tai, ta đương nhiên biết rồi. Bên trong quan người có thể tùy tiện vào ra sao, tỉ như ta hiện tại, đứng ở các ngươi trước mặt. Thần phạt sử cùng ngục tốt liếc nhau, theo sau thần phạt sử hướng Trương Huyền nói, Trương Huyền, ta hoài nghi, ngươi căn bản là chưa đi đến vào địa ngục nhà giam giữa, tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Thiết, ta lừa các ngươi làm gì? Trương Huyền trợn trắng mắt, các ngươi nếu không tin, cùng ta tới liền hảo. Trương Huyền nói, xoay người chiều Quang Minh đảo phương hướng đi đến. Thần ẩn hội hai người đi theo Trương Huyền phía sau. Ba người tốc độ thực mau, tốc độ cao nhất đi tới lên, kia chiếc toàn địa hình xe Việt dã cũng theo không kịp bọn họ ba cái. Hai vị, các ngươi hẳn là biết, địa ngục nhà giam nhập khẩu ở đâu đi. Trương Huyền đi mau đến đảo nhỏ bên cạnh thời điểm, quay đầu hỏi một tiếng. Tự nhiên rõ ràng, cho nên ngươi không cần cùng ta chơi cái gì hoa chiêu. Ngục tốt hừ lạnh một tiếng. Trương Huyền gật gật đầu, nếu biết liền dễ làm. Ba người, đi vào địa ngục nhà giam nhập khẩu. Thần phạt sử cùng ngục tốt nhìn về phía địa ngục nhà giam nhập khẩu kia phiến lưu xa thời điểm, không tự giác nuốt khẩu nước bọt. Bọn họ nơi này phiến sa mạc, bị nhân xưng chi vì ngõ cụt, nhưng cái này ngõ cụt, là hoàn toàn có thể đi ra. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn đến này phiến lưu xa, mới là chân chính có đi mà không có về, nhiều ít thực lực cường đại hạng người, vào nơi này sau, rốt cuộc vô pháp xuất hiện. Trương Huyền đột nhiên quay đầu hướng thần phạt sử cùng ngục tốt nói, hai vị, muốn cùng nhau đi xuống đi dạo sao? Cái gì, hai người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Trương Huyền là có ý tứ gì? Bên trong cảnh sắc không tồi, có hai gã tiền bối, còn thích bên trong, không muốn ra tới. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau thả người nhảy, chiều trước mặt lưu xa nhảy đi. Đương Trương Huyền chân đạp lên lưu xa thượng nháy mắt, lưu xa bắt đầu hạ phía dưới chảy xuống. Trương Huyền cả người, cũng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía dưới chìm, chỉ dùng vài giây, Trương Huyền cả người thân ảnh, liền hoàn toàn biến mất ở thần phạt sử cùng ngục tốt trước mắt. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nùng liệt nghi hoặc, hai người bọn họ khẳng định, Trương Huyền là tiến vào địa ngục nhà giam bên trong, nhưng xem Trương Huyền trên mặt biểu tình, không có chút nào lo lắng, ngược lại còn một bộ thực tự tại bộ dáng. Hai người lẳng lặng mà đứng ở này địa ngục nhà giam nhập khẩu trước. Một phút sau, một bóng người đột nhiên từ lưu xa phía dưới vọt lên. Đứng ở nhà giam nhập khẩu trước hai người theo bản năng lui về phía sau vài bước, lúc này mới thấy rõ, từ lưu xa hạ lao ra người, đúng là Trương Huyền. Hai vị, thật không đi xuống cùng nhau nhìn xem sao. Phía dưới kia hai vị tiền bối nghe nói thần ẩn hội ngục tốt đại nhân cùng thần phạt sử tới, đều thực vui vẻ đâu, bọn họ nói, các ngươi phải ngượng ngùng đi xuống, hắn sẽ tự mình đi lên thỉnh ngươi hai. Trương Huyền mỉm cười nói, không cần, ngục tốt cùng thần phạt sử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cơ hồ ở nháy mắt phóng lên cao. Thân là ngục tốt cùng thần phạt sử, bọn họ rất rõ ràng, bị nhốt ở nhà giam chung những người này, đối thần ẩn hội có bao nhiêu đại oán niệm, những người này thật muốn ra tới,
chỉ sợ sẽ xé nát nhìn thấy mỗi một cái thần ẩn hội thành viên. Trương Huyền, chúng ta sẽ làm người cùng ngươi liên hệ, đãi ở chỗ này, nếu dám rời đi, giết không tha. Ngục tốt lưu lại thanh âm này, cùng thần phạt xử cực nhanh biến mất ở chỗ này. Trương Huyền đứng ở nhà giam nhập khẩu bên, ánh mắt diễn ngược nhìn chạy trốn ngục tốt cùng thần phạt xử. Lúc trước ở thần nông giá, Chu Lam bốn gã thần phạt xử xuất hiện, rất nhiều người đều thấy được, cũng biết bọn họ chết ở thần nông giá, nhưng không ai biết, trông coi địa ngục nhà giam ngục tốt cũng chết ở nơi đó. Đương trông coi địa ngục nhà giam ngục tốt thất liên sau, Trương Huyền khẳng định, thần ẩn hội sẽ phái người tới xem, cho nên hắn cố ý thủ tại chỗ này, chờ đợi thần ẩn hội đã đến. Ban đêm, khắp sa mạc có vẻ thực yên tĩnh, nơi này không có gì chim hót trùng ve, ban đêm chỉ có gió thổi thanh âm. Phương xa, thi công đội mỏng manh gõ thanh truyền đến. Lão đại, ngươi lại phải rời khỏi sao? Bạch Trì thấy Trương Huyền đi ra đảo nhỏ, bước lên cát vàng. Đúng vậy, phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trương Huyền gật đầu, đêm nay, các ngươi hảo hảo đãi ở trên đảo, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần ra tới, minh bạch sao? Ta sẽ thông chi đại gia, Bạch Trì ứng tiếng nói. Làm tương lai đem tường thành dâng lên đến đây đi. Trương Huyền nghênh cát vàng mà đi, ta này vừa đi, khả năng thực mau sẽ trở về, khả năng thật lâu mới có thể trở về, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ, không cần xúc động, thời đại ở biến, này đã không phải chúng ta thiên hạ. Lão đại, ta hiểu được. Thăng tường đi. Tương lai, thăng tường. Bạch Trì hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Đảo nhỏ bên cạnh, màu đen dày nặng tường thành chậm rãi dâng lên, giống như nụ hoa, đem cả tòa đảo nhỏ vây quanh lên. Tường thành chậm rãi cản trở Bạch Trì tầm mắt, Bạch Trì nhìn đến Trương Huyền phất tay thân ảnh. Sa mạc trên không, sáng sủa không mây, tới rồi bầu trời đêm, trăng tròn phảng phất liền lên đỉnh đầu trên không, phảng phất giơ tay có thể với tới. Trương Huyền đứng ở địa ngục nhà giam bên cạnh, khoanh tay lập ở nơi này, tĩnh chạm, biểu tình không gợn sóng. Một giờ qua đi, hai giờ qua đi, ước chừng ba cái giờ, Trương Huyền đều bảo trì một cái tĩnh chạm tư thế, cả người phảng phất điêu khắc giống nhau. Một trận gió nhẹ phất quá. Trương Huyền không có bất luận cái gì gợn sóng biểu tình, đột nhiên treo lên một mạt mỉm cười, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói, tới. Liền ở Trương Huyền trong miệng tự rơi xuống nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Huyền trước người 20 mét chỗ, Trương Huyền thậm chí cũng chưa nhìn đến đối phương thân hình, nếu không có đối phương trên người kia cổ cường đại khí cơ, Trương Huyền đều sẽ không phát hiện. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ trên cao trung rơi xuống. Liền đứng ở chung quanh. Trương Huyền quan sát đến, đã đến, ước chừng có mấy chục người, những người này, yếu nhất, đều là ngưng khí cảnh lúc đầu, có thể thấy được, thần ẩn hội, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chương 793, Andre. Lần lượt từng thần ẩn hội người tới dừng ở Trương Huyền bên cạnh, cường đại hơi thở tràn ngập tại đây, dù cho là Trương Huyền, đều cảm nhận được một loại cường đại áp lực. Nếu là tới cái hóa hình cảnh, chỉ sợ tại đây loại uy áp hạ. Ngay cả đều không đứng được. Những người này đã đến sau, không có một người tùy tiện ra tiếng, tất cả đều an tĩnh đứng ở chỗ này, như là chờ đợi cái gì. Lại qua 10 phút tả hữu, trong không khí tràn ngập khí, như có thực chất giống nhau, may mắn Trương Huyền trước tiên làm Bạch Trì đem trên đảo tường thành dâng lên, nếu không trên đảo người, tất cả đều sẽ bị này cổ khí sợ ảnh hưởng đến. Thần ẩn hội, thành lập về công nguyên nguyên niên, địa ngục nhà giam, cũng về công nguyên nguyên niên kiến thành. Đến nay 2019 năm, tại đây 2019 năm chung, cộng đánh vào tội đồ 3924 người. Một đạo thản nhiên giọng nam, ở không trung vang lên, với bầu trời đêm bên trong quanh quẩn. Thanh âm này nghe linh hoạt kỳ ảo, lọt vào tai lúc sau, cho người ta một loại cả người thoải mái cảm giác, nghe thấy thanh âm này, liền làm người không tự giác tâm sinh hảo cảm. Một đạo có được đầy đầu tóc vàng thân ảnh, xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Người này tự giữa không trung đạp khí mà đến, chậm rãi dừng ở Trương Huyền trước người. Người này thân xuyên một thân kim sắc trường bào cùng hắn đầy đầu tóc vàng hòa hợp nhất thể, hắn thật giống như là kia đại trong rừng rậm hùng sư, tiêu sái không kềm chế được, tràn ngập vương giả chi thế. Tại đây người lộ diện lúc sau, những cái đó đã đến thần ẩn hội thành viên, tất cả đều quỳ một gối xuống đất, đem tay phải phóng với vai trái chỗ, cùng kêu lên nói, cung nghênh khống chế sử. Khống chế sử. Trương Huyền trong lòng niệm cái này xưng hô, hắn căn bản nhìn không ra trước mắt người này, rốt cuộc mạnh như thế nào, người này cho hắn cảm giác, thật giống như huyền thiên giống nhau, vô hỉ vô bi, không gợn sóng.
Địa ngục sở kiến, là đem những cái đó tội ác tày trời hạng người, giam giữ tại đây, này đó tội đồ, mỗi một cái nói ra tên thật, đều sẽ ở bọn họ cái kia thời đại, khiến cho khủng hoảng. Địa ngục xuất hiện, chính là mang cho nhân gian một mảnh tịnh thổ, ta kêu Andre, thần ẩn hội khống chế sử. Tóc vàng nam nhân, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hắn tuổi, nhìn qua có hơn 40 tuổi, ở hắn trên người, tản ra một cổ nhu hòa hơi thở, giống như là một cái trời sinh quý tộc, làm người xem một cái, liền không tự kìm hãm được muốn đi đem hắn tôn sùng là lãnh tụ. Lớn mật Trương Huyền, nhìn thấy khống chế sử, vì sao không quỳ? Một người hét lớn ra tiếng. Ta hè oi bức có câu nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Trương Huyền đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cả gan làm loạn, vừa mới người nọ cánh tay vung lên, một đạo màu vàng dòng khí thẳng đến Trương Huyền mà đến. Đây là một loại nhiều mang thổ nguyên tố khí, tại đây sa mạc mảnh đất, càng có thể phát huy ra uy lực. Này một đạo khí, cho dù là ngưng khí cao thủ, cũng muốn dùng ra 7 phần lực, mới có thể tiếp được. Tính, Andre nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem này nói yêu cầu ngưng khí cao thủ dùng ra 7 phần lực mới có thể tiếp được khí đánh tan. Nói đúng ra, Trương Huyền chỉ thu được áo tang lệnh bài, còn không có chính thức tới ta thần ẩn hội đưa tin, không cần tuân thủ quá nhiều thần ẩn hội quy củ. Andre đôi tay giao nhau đặt ở bụng hạ, ở hắn tay trái ngón trỏ thượng, mang theo một quả nhẫn, hắn tay phải một bên thói quen tính gõ tay trái ngón trỏ nhẫn, một bên mở miệng nói, Trương Huyền, người cũng biết, này thần ẩn hội. Là người phương nào sở lập? Trương Huyền cười cười, thần ẩn hội nếu là công nguyên nguyên niên thành lập, cũng chỉ có kia một người. Trương Huyền tuy rằng mặt ngoài nhìn qua vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng, lại sớm đã phiên khởi sóng to gió lớn, nếu thật là công nguyên nguyên niên người nọ, kia thật liền có chứa quá nhiều thần thoại sắc thái. Về công nguyên nguyên niên hiện thân người nọ, trên đời có quá nhiều về hắn truyền kỳ, ở hè oi bức, người này cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng ở trừ bỏ hè oi bức còn lại quốc gia, người kia, ở ghi lại chung, liền giống như sáng thế thần chi giống nhau tồn tại. Ngươi đoán không tồi, Andre gật đầu, thần ẩn hội tồn tại, thần ẩn hội xuất hiện, từ đầu đến cuối, là bảo này thế nhân an bình, nguyên niên đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ thành lập thần ẩn hội, chúng ta ngược dòng không đến, cũng lý giải không được, nhưng hiện tại, thần ẩn hội là cách trở người thường cùng khí chi gian một khối tấm ngăn, nếu khí dung nhập người thường sinh hoạt. Thế giới này sẽ biến thành gì phiên bộ dáng. Mà này nhà giam, càng là vì thế gian hòa bình mà kiến, Trương Huyền, ta thả hỏi ngươi, này địa ngục nhà giam đại môn, thật sự khai. Thật sự khai. Không, môn cũng không có khai, bọn họ còn bị nhốt ở dưới, còn đã chịu một tầng trói buộc, chỉ là ta bản nhân đặc thù, có thể tùy ý ra vào, bên trong người, căn bản chưa từng ảo tưởng chính mình còn có thể có ra tới một ngày. Trương Huyền trong đầu như vậy hướng chính mình nói. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ta. Một cái ta tự vừa mới ra, Trương Huyền bỗng nhiên đánh cái giật mình, chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào thiếu chút nữa liền đem lời nói thật nói ra. Trương Huyền nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, hắn đôi mắt theo bản năng một phiết, chợt phản ứng lại đây, Andre không ngừng gõ trên tay nhẫn, chính là ở thông qua một loại tần suất, đối chính mình tiến hành thôi miên. Người này từ vừa xuất hiện, liền lộ ra một bộ người hiền lành bộ dáng, kỳ thật. Là cái thật thật tại tại thiếu diện hổ. Trương Huyền may mắn chính mình phản ứng mau, trước kia hắn tiếp thu quá không ít loại này phản thôi miên loại huấn luyện, bằng không có khả năng thật sự liền trúng chiêu. Trương Huyền, này địa ngục nhà giam đại môn, thật sự khai sao? Andre lại ra tiếng hỏi. Trương Huyền vừa mới động tác, đều làm rất nhỏ, Andre cũng không có phát hiện Trương Huyền khác thường. Trương Huyền đơn giản tương kế tự kế, biểu tình chất phác trả lời nói, phía dưới không có vài người. Bọn họ tìm được rồi một loại phương pháp, có thể mở ra đại môn, tùy ý xuất nhập, bọn họ làm ta đãi ở chỗ này, dẫn các ngươi lại đây, bọn họ nói, muốn đem toàn bộ thần ẩn hội, nhất cử. Trương Huyền nói đến lúc này, một trận mãnh liệt dòng khí đột nhiên từ địa ngục nhà giam nhập khẩu phía trên lưu xa chỗ cuốn lên, phạm vi 10 mét lưu xa, giờ phút này dường như biển rộng lốc xoáy giống nhau, chiều một cái viên giờ bắt đầu tụ tập. Này lưu xa đột nhiên phát sinh như vậy dị biến. Tự nhiên cùng Trương Huyền phân không ra quan hệ. Hắn ở thần ẩn hội người đã đến trước, chuyên môn đi xuống một chuyến, tìm Huyền Thiên thương lượng một chút, theo sau lại chuyên môn ngưng tụ lưỡng đạo khí, giấu ở này lưu xa phía dưới. Này địa ngục nhà giam đại môn, chỉ cần bị khí ảnh hưởng, liền sẽ mở rộng ra, ngày đó Chu Lam bốn người đem Trương Huyền ném vào đi, chính là dùng khí dẫn đường nhà giam đại môn. Đường nhà giam đại môn mở rộng ra thời điểm,
bất luận kẻ nào hoặc vật đều sẽ nhẹ nhàng rơi vào đi, nhưng phía dưới người, lại ra không được. Nhưng ra không được về ra không được, tại đây cửa mở là lúc, Huyền Thiên lại nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội, tới khống chế ngoại giới khí. Cùng Trương Huyền đã sớm kế hoạch tốt Huyền Thiên, vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này, địa phương ngục nhà giam đại môn rộng mở là lúc, Huyền Thiên thanh âm, từ phía dưới vang lên. Thần ẩn hội người, trên người đều mang theo một cổ ngụy quân tử hơi thở a, làm ta cách cây số, đều cả người cảm thấy không được tự nhiên, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đến trước tìm tới, như thế, liền lưu lại đi. Chương 794, khôi phục tự do chi thân. Một con màu đen bàn tay to, tự không trung xuất hiện, có loại che trời cảm giác. Này màu đen bàn tay to xuất hiện nháy mắt, ở đây sở hữu thần ẩn hội người, đều là sắc mặt biến đổi. Bao gồm Andre, trên người bỗng nhiên phát ra một cổ cường đại khí, đem đứng ở trước mặt hắn Trương Huyền đều hoàn toàn đẩy đi ra ngoài. Trương Huyền cũng vào giờ phút này, sắc mặt biến đổi, giận dữ hét, người đối ta làm cái gì? Trương Huyền trên mặt kia một bộ tức giận bộ dáng, có thể nói là xuất diễn 10 phần, hắn một bên giống giận, một bên lại sấn loạn đem lưỡng đạo khí đánh vào lưu xa giữa, để ngừa nhà giam đại môn đóng lại. Trương Huyền làm bộ bị Andre thôi miên. Hơn nữa này nhà giam đại môn đột nhiên mở rộng ra một màn, làm Andre đám người, cơ hồ tin Trương Huyền nói, địa ngục nhà giam, thật sự mất đi hiệu lực. Không trung màu đen bàn tay to thật mạnh chiều mặt đất chụp được. Thần ẩn hội đã đến những người này, kém cỏi nhất đều là ngưng khí cảnh cao thủ, lại cũng đều vào lúc này, cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác áp bách. Andre cả người phát ra kim sắc khí mang, đồng dạng ngưng kết ra một con bàn tay to. Hướng bầu trời kia màu đen bàn tay to đối chạm vào mà đi. Chỉ là Andre ngưng tụ ra bàn tay to, so Huyền Thiên ngưng tụ ra tới, muốn tiểu rất nhiều. Ở không trung hai tay trưởng đối chạm vào trong nháy mắt, cũng không có phát sinh cái gì nổ mạnh hoặc là khí lãng linh tinh sự tình, kia chỉ kim sắc bàn tay to, cơ hồ ở nháy mắt đã bị màu đen bàn tay to áp xuống, tiếp tục chiều mặt đất mọi người mà đến. Mau, công kích hắn, Andre hét lớn một tiếng. Sở hữu thần ẩn hội thành viên, thống nhất nổi cáu, công kích Huyền Thiên màu đen bàn tay to. Đối mặt nhiều như vậy thần ẩn hội thành viên công kích, Huyền Thiên người ở mấy ngàn mét ngầm sở khống chế màu đen bàn tay to, hoàn toàn không có đã chịu một chút ít ảnh hưởng, như cũ lấy vô địch chi tư, chiều phía dưới đè xuống. Trương Huyền giờ phút này, lại từ một cái khác góc độ, hiểu biết tới rồi Huyền Thiên khủng bố. Phải biết rằng, Huyền Thiên giờ phút này còn bị nhốt ở nhà giam chung. Liền Huyền Thiên chính mình theo như lời, hắn ở nhà giam đại môn mở ra khi đối khí sinh ra cảm ứng, chỉ có rất nhỏ một tia. Đã có thể này rất nhỏ một tia, lại làm nhiều như vậy cường giả, cộng đồng chống cự đều không có hiệu quả. Trương Huyền nhìn đến, những cái đó lưu xa bắt đầu một lần nữa tụ tập, hắn lại lần nữa dẫn động dấu ở lưu xa giữa khí, địa ngục nhà giam đại môn sắp tới sắp sửa khép lại thời điểm, lại lần nữa bị Trương Huyền mở ra. Màu đen bàn tay to từ không trung áp xuống. Tới mọi người đỉnh đầu không đến 5 mét chỗ. Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, thần ẩn hội mỗi người, đều đỏ lên cổ, tới chống cự, nhưng như cũ khởi không đến hiệu quả, ở bọn họ trong mắt, có thể nhìn thấy đối tử vong sợ hãi. Trương Huyền không có ngoài ý muốn, nếu là hắn đối mặt này vô địch màu đen bàn tay to, cũng sẽ sợ hãi. Màu đen bàn tay to dần dần ép xuống. 4 mét, 3 điểm 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Kia màu đen bàn tay to, mọi người ở đây đỉnh đầu, hơi chút duỗi tay, là có thể đụng tới, tại đây mặt trên, tràn ngập tử vong hơi thở, rất nhiều người đã mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt sợ hãi. Trương Huyền nhìn một màn này, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, đủ rồi. Các ngươi đáp ứng ta ra tới sau không tùy ý giết người. Nếu các ngươi muốn trái với hứa hẹn, liền vĩnh viễn không cần nghĩ ra tới. Kia đã đem mọi người ép tới hai chân uốn lượn. Thẳng không dậy nổi eo tới màu đen bàn tay to, ở Trương Huyền thanh âm này hạ, đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Một người ngưng khí cảnh lúc đầu thần ẩn hội thành viên, ở màu đen bàn tay to biến mất nháy mắt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, hắn cả người quần áo, đều bị mồ hôi làm ướt, đây chính là một cái ngưng khí cảnh cao thủ A, đủ để thấy, hắn vừa mới thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực. Còn lại thần ẩn hội thành viên, có chút cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chút thực lực hơi cường, còn có thể đứng thẳng, nhưng đồng dạng mồm to thở hổn hển. Andre lau một phen cái trán mồ hôi, một cái lắc mình vọt tới Trương Huyền trước mặt, bắt lấy Trương Huyền cổ áo, phẫn nộ quát, nói.
ngươi ở dưới làm cái gì? Các ngươi có cái gì hứa hẹn, hắn vì cái gì sẽ nghe ngươi lời nói? Andre hiện tại bộ dáng, cùng vừa mới biểu hiện ra nho nhã, phảng phất chính là hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng người. Các ngươi đem ta quan tiến nhà giam sau, bọn họ muốn lấy ta làm lời dẫn, mở ra nhà giam đại môn, bất quá này trung gian giống như ra một ít sai lầm, dẫn tới này nhà giam nguyên bản tồn tại hạn chế, toàn bộ dung hợp tới rồi ta trên người, làm ta có thể tùy tiện khống chế nhà giam đối bọn họ trói buộc. Trương Huyền thần sắc bình tĩnh nói. Trương Huyền này phiên giải thích, là cùng Huyền Thiên cùng nhau cộng lại sau, mới nghĩ ra được. Huyền Thiên nói cho Trương Huyền, mấy trăm năm trước, đích xác có một ít tà pháp, là đem người làm lời dẫn, làm một ít cấm chế hoặc là tế phẩm linh tinh. Andre nghe được lời này, trong mắt đột nhiên tuôn ra một mạt mừng như điên, chợt lại che giấu lên, tuy rằng Andre phản ứng thực mau, nhưng vẫn là bị Trương Huyền bắt giữ tới rồi. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, liền cùng hắn đoán giống nhau, hắn sở dĩ nghĩ ra như vậy một cái cách nói, lại làm Huyền Thiên ở thời điểm mấu chốt phóng Andre đám người một con ngựa, chính là muốn gợi lên Andre trong lòng dục vọng, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Nếu không, nếu là hôm nay không mang tất cả đem Andre đám người lưu lại nơi này, chỉ sợ ngày mai, lại sẽ có cái thứ hai Andre xuất hiện, hoặc là so Andre càng khủng bố người, đối đãi thần ẩn hội loại này tổ chức, nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt, biện pháp tốt nhất là cùng chi hợp tác, đương nhiên, hợp tác khi hai bên ai càng có lợi, vậy muốn xem từng người thủ đoạn. Andre ra tiếng nói, người có thể khống chế này đó cấm chế gây đến bọn họ trên người, chúng ta đây đâu? Không được, Trương Huyền lắc đầu, ta trộm nghe được, bọn họ muốn đem ta làm lời dẫn thời điểm, tự thân là muốn cho chính mình cùng khắp nhà giam cấm chế dung hợp đến cùng nhau, cho nên này đó cấm chế, ta chỉ có thể thêm đến bọn họ trên người, đối người khác không có hiệu quả. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Andre lại hỏi. Tính thượng vừa mới đối với người động thủ cái kia, tổng cộng 27 cái. Trương Huyền nói ra cái chuẩn xác con số, hắn biết, Andre trở về, khẳng định sẽ phiên sách cổ, tới cẩn thận tuần tra phân tích địa ngục nhà giam rốt cuộc có thể thừa bao nhiêu người, hắn không có lựa Andre tất yếu, làm như vậy cũng không chỗ tốt. 27 cái, Andre dùng sức cắn hạ cái này con số, trong mắt tràn ngập dã tâm quang mang, người nói, bọn họ toàn đi ra ngoài. Không phải, đó là ta phía trước hù dọa các ngươi. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta sợ bọn họ toàn ra tới sẽ trước tiên giết chết ta, cũng chỉ thả hai người ra tới, kia hai người 3 tháng sau sẽ trở về, đổi mặt khác hai người đi ra ngoài, như vậy bọn họ cũng không dám đụng đến ta, ta nếu không thả bọn họ ra tới, bọn họ ở bên trong liền sẽ giết chết ta. Không tồi, ngươi làm thực hảo. Andre thu hồi vừa mới bạo nộ bộ dáng, vừa lòng vỗ vỗ Trương Huyền bả vai. Các người hè oi bức có câu nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, người vì chính mình mạng sống, thả ra hai người, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng chuyện này muốn xử lý như thế nào, còn phải bàn bạc kỹ hơn, người bản thân chính là thần ẩn hội bên ngoài thành viên, sự tình lần trước, ta đã biết được, là cái hiểu lầm, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, người không cần lại chịu 9 năm lao ngục tai ương, khôi phục tự do chi thân. Hiện tại cùng ta đi thần ẩn hội, nhậm chức. Chương 795 đi gặp nhà ta đại nhân. Trương Huyền đối Andre biểu hiện, một chút đều không ngoài ý muốn, nếu Andre mãnh liệt khiển trách chính mình, hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Địa ngục nhà giam, nói là đáng sợ. Cần phải biết, bên trong người, kia các đều là bọn họ cái kia niên đại cao thủ đứng đầu, phóng tới hiện tại, càng là cường đại, những người này, chính là một phen kiếm hai lưỡi, nếu có thể sử dụng đến hảo, sẽ trở thành đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thần binh. Một cái có dã tâm người, liền sẽ không từ bỏ nắm giữ này đem thần binh cơ hội. Thần ẩn hội, trải rộng toàn cầu, sao có thể là một cái không có dã tâm tổ chức? Andre nhìn về phía thần ẩn hội mọi người, mở miệng nói, ta lệnh, từ giờ phút này khởi, giải trừ Trương Huyền 9 năm nhà giam chi phạt, khôi phục tự do thân, nhậm Trương Huyền địa ngục nhà giam, ngục tốt chức, này tin tức báo cho thần ẩn hội tương ứng. Minh bạch, Andre hướng Trương Huyền cười nói, Trương Huyền, cùng ta hoàn hồn ẩn sẽ, từ hôm nay trở đi, này phiến sa mạc, không riêng gì ở thế tục thuộc về ngươi, dưới mặt đất thế giới, cũng thuộc về ngươi. Trương Huyền gật đầu, hắn đã nghĩ đến chính mình lần này muốn đi thần ẩn hội đi một chuyến, này một chuyến, cụ thể là cái gì kết quả, còn nói không tốt. Dù sao chuyến này, cùng với kỳ ngộ, cũng cùng với hung hiểm. Andre thấy Trương Huyền đồng ý xuống dưới, cũng không hề chần chờ, lớn tiếng nói, đi thôi, rời đi nơi này. Vì tránh cho không cần thiết khủng hoảng,
về địa ngục nhà giam sự tình, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Thần ẩn hội mọi người lòng còn sợ hãi nhìn mắt cách đó không xa Lưu Sa, không tự giác nuốt khẩu nước bọt, toàn bộ ngự khí, lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Đi, Andre hướng Trương Huyền nói một tiếng, người ở thần ẩn hội trên danh nghĩa lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem. Andre chưa nói cái gì quá lừa tình nói cấp Trương Huyền tẩy não, chỉ là trong lời nói một câu trở về nhìn xem, sẽ làm người không tự giác sinh ra lòng trung thành. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị nhích người khi, một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Trương Huyền trước người, đứng ở hắn cùng Andre trung gian. Người này ảnh thân xuyên áo tang, đầu đội trong túi, người này có một trương phá lệ già nua gương mặt, ánh mắt vẫn đục bất kham. Andre khống chế sự các hạ, Trương Huyền mặc kệ nói như thế nào, cũng là chúng ta hè oi bức người, lại là bị ta chiêu nhập thần ẩn sẽ chung, về tình về lý, cũng nên đi trước chúng ta hè oi bức đưa tin, trực tiếp đi theo ngươi, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Áo tang người phát ra khàn khàn thanh âm này liền phảng phất có thứ gì tạp ở cổ họng giống nhau, làm người nghe phá lệ khó chịu. Andre nhìn đến áo tang người xuất hiện, sắc mặt hơi đổi, áo tang, ta Andre làm việc, cũng yêu cầu ngươi tới quản sao. Không dám, ta bất quá là một cái du sử, tự nhiên không dám nhúng tay khống chế sự các hạ sự, chỉ là, lúc này đây, đều không phải là ta áo tang ý tứ, mà là nhà ta đại nhân, muốn gặp Trương Huyền một mặt, mệnh ta tiến đến, đem Trương Huyền mang về hè oi bức. Áo tang tháo xuống đỉnh đầu đấu lạp. Trương Huyền chú ý tới, ở Andre nghe được áo tang nói ra đại nhân nhà hắn thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, trong ánh mắt hỗn loạn thực rõ ràng kiêng kỵ. Khống chế sự các hạ. Lúc trước, Trương Huyền phản bội bỏ tù 9 năm, lý nên trải qua ta hoa hạ khống chế xử, lại bị người tự mình đánh vào địa ngục đại lao, hiện giờ, lại không cho chúng ta đem người mang về, chỉ sợ không thể nào nói nổi, này không phù hợp thần ẩn hội quy củ a. Áo tang cười lắc lắc đầu, đem trong tay đấu lạp, đưa cho Trương Huyền, người giúp ta cầm, nơi này quá nhiệt, chờ tới rồi hè oi bức, lại đem này đấu lạp mang lên đi. Áo tang này một động tác, đã đem hắn ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Hôm nay Trương Huyền, hắn thị phi muốn mang đi không thể. Áo tang, ta không hiểu ngươi ý tứ. Andre thần sắc bất mãn nhìn áo tang, ta phải cho Trương Huyền phong nhậm ngục tốt chức, ngươi hiện tại muốn dẫn hắn hồi hè oi bức, chính là không nghĩ làm hắn nhậm ta ngục tốt chức. Khống chế sự các hạ không cần hiểu lầm, ta thật không có ý này. Áo tang lắc lắc đầu, mang Trương Huyền trở về, là nhà ta đại nhân ý tứ, khống chế sự các hạ nếu có vấn đề, nhưng tùy thời cùng nhà ta đại nhân câu thông. Ta bất quá là cái chạy chân, mong rằng khống chế sự các hạ không cần khó xử ta, ta không hoàn thành nhiệm vụ, đại nhân trách phạt, ta nhưng không chịu nổi, người biết đến, nhà ta đại nhân sinh khí lên, lửa giận nhưng không hảo dễ dàng áp xuống đi, rốt cuộc ta hè oi bức người mang không trở về hè oi bức, như thế nào cũng đều không thể nào nói nổi. Áo tang lời này, không tiếng động uy hiếp Andre một chút, kia ý tứ là, đại nhân nhà hắn lửa giận, không riêng sẽ nhằm vào hắn áo tang. Càng sẽ lan tràn đến những người khác trên người. Andre ha hả cười, cũng đúng, Trương Huyền thân là hè oi bức người, này từ lao ngục ra tới, về trước một chuyến hè oi bức, cũng không gì đáng trách, bất quá áo tang, người cũng không nên đã quên nói cho tiên sinh, Trương Huyền hiện tại, đã là này địa ngục nhà giam ngục tốt, hắn đi xong hè oi bức sau, vẫn là muốn tới ta nơi này đưa tin. Đương nhiên, nhất định, áo tang hướng Andre hơi hơi khom người, theo sau nắm lên Trương Huyền cổ áo, đi. Dứt lời, áo tang mang theo Trương Huyền một hướng dựng lên, thẳng đến phương đông mà đi. Nhìn áo tang cùng Trương Huyền rời đi bóng dáng, Andre ánh mắt dần dần trở nên âm trầm lên. Khống chế sử đại nhân, này áo tang, cũng quá kiêu ngạo, ỷ vào hắn sau lưng người, cũng dám cùng khống chế sử đại nhân ngươi nói như vậy. Một người ngưng khí trung kỳ cao thủ, đi đến Andre bên cạnh, oán hận nói. Không sao cả, Andre đột nhiên cười nói, cái kia lão gia hỏa. Cũng không nhiều ít năm để sống, xem hắn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Khống chế sử đại nhân, người nói lão gia hỏa kia, vì cái gì đột nhiên sẽ làm áo tang tới tìm Trương Huyền. Ha ha, Trương Huyền từ địa ngục nhà giam chung đi ra, bên trong những cái đó đều là người nào, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, chỉ sợ còn có 200 hơn tuổi lão yêu quái, hè oi bức kia lão đông tây, lập tức liền phải xuống mổ, nếu có bao nhiêu sống mấy năm cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Andre chuyển động trong tay nhẫn. Kia Trương Huyền có thể hay không cùng lão gia hỏa kia hòa mình? Sẽ không, Andre lắc lắc đầu, này Trương Huyền, danh hào tuy thịnh, được xưng cái gì quân vương,
nhưng kia chỉ là một đám ngu muội người đối hắn xưng hô mà thôi. Người này, tâm trí không kiên, ta mới vừa chỉ là đơn giản thôi miên, khiến cho hắn trúng chiêu, hè oi bức cái kia lão gia hỏa tuy mạnh, nhưng lại cấp không được Trương Huyền cái gì thực chất tính chỗ tốt. Yên tâm đi, này Trương Huyền, sớm muộn gì sẽ tìm đến ta. Nơi xa, Áo Tang mang theo Trương Huyền nhanh chóng rời đi Andre đám người nơi địa phương. Trương Huyền, ta phát hiện ta thật là xem thường ngươi, loại này xiếc, ngươi đều dám chơi. Áo Tang từ Trương Huyền trong tay lấy quá đấu lạp, mang lên đỉnh đầu. Trương Huyền nghi hoặc, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi minh bạch, Áo Tang đột nhiên ngừng bước chân, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía Trương Huyền, kia địa ngục nhà giam, là không có khả năng mở ra, ngươi hiện tại làm hết thảy, chính là chơi với lửa. Lá gan của ngươi, so với ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, nếu hôm nay ngươi bị Andre mang đi, ngươi cảm thấy, ngươi có bao nhiêu đại khả năng, còn có thể từ thần ẩn hội đi ra. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Áo Tang, ngươi. Này đó là nhà ta đại nhân nói cho ta, đi thôi, đi gặp nhà ta đại nhân, hắn cũng đã sớm muốn gặp ngươi. Chương 796, Côn Luân. Hè oi bức đại địa, mấy ngàn năm lịch sử. Nhìn chung sách cổ, có quá nhiều cụ bị thần thoại sắc thái địa phương. Hè oi bức Côn Luân, có vạn sơn chi tổ danh hiệu, cổ kim mấy ngàn năm, này phiến núi non, chất chứa quá nhiều kỳ diệu chuyện xưa. Có truyền thuyết xưng, Côn Luân nội trụ có thiên tiên chi trường Tây Vương Mẫu, đầu người báo thân, từ hai chỉ thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương công phân trưởng nam nữ tu tiên đang dẫn việc. Ở Côn Luân, có như vậy một chỗ, được xưng là thế giới cấm địa, cũng bị công nhận vì thế giới 10 đại bí cảnh chi nhất, cái này địa phương, được xưng là Côn Luân địa ngục chi môn. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê khiến nghiêu dương, ở người chăn nuôi trong mắt, thảo nước phù sa đủ địa phương là bọn họ chăn thả thiên đường. Nhưng là ở Côn Luân Sơn sinh hoạt người chăn dê lại tình nguyện nhân không có phỉ thảo ăn xử dê bò đói chết ở trên sa mạc, cũng không dám tiến vào Côn Luân Sơn cái kia cỏ nuôi súc vật sum xuê cổ xưa mà trầm tịch thâm cốc. Địa ngục chi môn, Trương Huyền nhìn trước mắt sơn cốc, ở Áo Tang dẫn dắt hạ, hắn đi tới Côn Luân Sơn, đứng ở kia trong truyền thuyết địa ngục chi trước cửa phương. Hiện tại đã là tháng 11 trung tuần, trên núi Côn Luân, quanh năm tuyết đọng, bạch ngai một mảnh. Tại đây sơn cốc trước, Trương Huyền lại nhìn đến vô số dã thú hải cốt. Này địa ngục chi môn giữa, rốt cuộc có cái gì? Trương Huyền theo cửa cốc, nhìn về phía bên trong sơn cốc bộ, đương hắn nhìn về phía sơn cốc giữa thời điểm, thế nhưng cảm giác được một tia sợ hãi. Áo Tang lắc lắc đầu, Côn Luân Sơn, là hè oi bức 5.000 năm thần thoại hệ thống ngọn nguồn, nhìn chung cổ kim, có quá nhiều truyền thuyết, này đây nơi này làm cơ sở điểm, truyền bá ra tới, địa ngục chi môn, ta cũng chưa tiến vào quá. 30 năm trước, nơi này vẫn là tiên thảo tươi tốt, một dân chăn nuôi phóng ngựa, ham tiên thảo, đuổi mã vào bên trong sơn cốc, nhưng lại ở ngày hôm sau, bị mã chở thi thể xuất hiện ở cửa cốc, hắn trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, lại hoàn toàn mất đi tính mạng. Lấy năm đó y học thủ đoạn, căn bản vô pháp kiểm tra đo lường ra hắn tử vong kết quả. Áo Tang cấp Trương Huyền nói về địa ngục chi môn một ít ghi lại. Sau lại, có một cái thăm dò đội. Muốn tìm hiểu tử vong chi cốc bí mật, bọn họ nói, ở tiến vào tử vong chi cốc sau ngày đó chạng vạng, hậu cần đội đầu bếp đột nhiên hét lớn một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh, qua ba cái giờ mới tỉnh lại, đầu bếp tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền nói hắn bị sét đánh. Lúc ấy mọi người đều cho rằng đầu bếp là áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác, rốt cuộc cùng ngày chạng vạng, không chung có thể nói là vạn dặm không mây, đại gia ở trong cốc dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một đêm, kết quả, đương một đêm qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thăm dò đội bò ra lều trại khi, lại phát hiện, đầy đất cỏ xanh trở nên cháy đen, cả tòa sơn cốc, giống như bị sét đánh giống nhau, hoàng thổ cũng biến thành cháy đen sắc, giống như cho tàn, động thực vật cũng hoàn toàn biến mất, nơi nơi đều là ngã lăn nghiêu cùng mặt khác động vật cốt hài. Thật là trước mắt thê lương, nhưng cố tình, đêm qua ai đều không có nghe được tiếng sấm, cuối cùng dò hỏi gác đêm người, đáng kinh ngạc phát hiện, mười mấy danh kinh nghiệm phong phú cương cần. Tối hôm qua thế nhưng toàn bộ ngủ, lại tìm tên kia đầu bếp khi, đầu bếp đã cả người cháy đen, bị sét đánh đã chết. Áo Tang thanh âm khàn khàn, đang nói ra này đó ghi lại khi, cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Nếu là nửa năm trước Trương Huyền, khẳng định đối Áo Tang lời này, đương cái chê cười nghe một chút liền xong việc, nhưng hiện tại hắn, lại là đối này phiến thiên địa, tràn ngập kính sợ chi tâm. Hảo, đừng nghĩ này đó, chờ ngươi về sau có thực lực. Chính mình đi một chuyến địa ngục chi môn, có
có cái gì nghi hoặc, liền tất cả đều rõ ràng. Áo Tang vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, ở được xưng địa ngục chi môn tử vong cốc trước xoay cái phương hướng. Người nói đại nhân, vẫn luôn ở tại này trên núi sao? Trương Huyền nhìn mãn sơn tuyết trắng, hiếu kỳ nói. Trước kia đại nhân là ở tại đô thị, bất quá gần mấy năm, hắn chỉ có thể tại đây trên núi tục mệnh. Áo Tang trả lời. Tục mệnh, Trương Huyền tò mò. Chờ ngươi thấy đại nhân liền minh bạch, Áo Tang cũng không có cấp Trương Huyền nói tỉ mỉ. Côn Luân Sơn, tràn ngập thần bí sắc thái, tuy rằng ở ghi lại chung, ngọn núi này nơi trốn tràn ngập nguy cơ, nhưng như cũ sẽ có vô số người, xua như xua vịt, tiến đến trèo lên, chỉ vì xem một cái ngọn núi này cảnh đẹp. Mãn Sơn Bạch Ngai, không thể liếc mắt một cái mà biết toàn cảnh, muốn nhìn đến nơi khác phong cảnh, ngươi chỉ có thể một lần lại một lần bước lên bất đồng ngọn núi, mỗi khi ngươi lật qua một cái ngọn núi khi, ngươi sẽ cảm giác, phảng phất trước mắt thiên địa, đều hoàn toàn phát sinh thay đổi. Khả năng ngươi trước một giây, còn đạp lên hoàng thổ thượng, đương ngươi lật qua một ngọn núi khi, ngươi dưới chân, sẽ bất chi bất giác biến thành tuyết trắng, biến thành mùa đông kỳ dị cỏ xanh. Nơi này không có cảnh, bởi vì ngươi nhìn đến mỗi liếc mắt một cái, đặt ở bên ngoài, đều là sẽ làm người xếp hàng tới chụp ảnh lưu niệm cảnh đẹp. Trương Huyền cùng Áo Tang hai người, bước chậm tại đây Côn Luân Sơn nội. Nếu không có quen thuộc nơi này người mang, lần đầu tiên đã đến người, có 80% tỷ lệ, sẽ tại đây Côn Luân trung lạc đường. Này Sơn trong cơ thể tràn ngập một loại rất cường đại tử tính, sẽ hoàn toàn quấy nhiễu đến kim chỉ nam tử tính, vô pháp thông qua ngoại giới thiết bị tới phân biệt phương hướng, mà bò đến đỉnh núi, không riêng sẽ nhìn đến một tầng càng so một tầng cao ngọn núi, còn sẽ bị quay quanh sườn núi chỗ mây mù che đậy tầm mắt. Trương Huyền đi theo Áo Tang, ước chừng tại đây Côn Luân nội, đi bộ 3 cái giờ. Một mạt gió lạnh thổi qua, tuy là Trương Huyền thể chế, đều cảm giác được một tia hơi lạnh. Nơi này độ ấm thực không thích hợp, Trương Huyền nói. Nơi này liền không có thích hợp địa phương. Áo Tang hình như có sở chỉ trả lời một tiếng, hảo, phía trước chính là đại nhân nơi địa phương, ngươi vào đi thôi. Áo Tang bước chân một đốn. Trương Huyền nhìn đến, ở chính mình chính phía trước, có một cái sơn động. Trong sơn động bộ đen nhánh, lại không biết vì sao, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một mạt trong suốt sắc thái. Trương Huyền đi phía trước một bước, chỉ cảm một cổ gió lạnh, từ trong sơn động thổi quét mà đến, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này độ ấm, đến có lẽ hạ 30 độ. Trương Huyền hô một hơi, có thể nhìn đến rõ ràng hà hơi. Đương Trương Huyền lui về phía sau một bước, độ ấm lại khôi phục bình thường rất nhiều. Nói, nơi này liền không có không thích hợp địa phương. Áo Tang lại lần nữa ra tiếng, đi thôi, đại nhân đã đang đợi ngươi. Trương Huyền gật gật đầu, chiều huyệt động nội đi đến. Đối với Áo Tang người này, Trương Huyền không có gì hảo cảm, cũng không cảm thấy có cái gì phản cảm, lấy Trương Huyền cá nhân kinh nghiệm tới xem, Áo Tang là sẽ không hại chính mình, cho nên hắn cũng không có nhiều ít do dự. Huyệt động nhập khẩu đỉnh tầng, đổi chiều mấy cây thạch nhũ. Nhập khẩu con đường cũng không san bằng, gồ ghề lồi lõm. Có chút địa phương còn có nhô lên nham thạch tầng ngoài kết có một tầng băng xương, cho nên ở bên ngoài nhìn qua mới có thể thỉnh thoảng nổi lên một tia trong suốt. Đi đến huyệt động nội, Trương Huyền có thể cảm giác được, nhiệt độ không khí lại giảm xuống một mảng lớn, chính mình cả người lông tơ không tự giác dựng thẳng lên. Nếu là một người bình thường đi vào tới, ăn mặc áo lông vũ, mang theo mặt nạ bảo hộ, đều có thể cảm giác được lông mũi bị đông lạnh trụ. Chương 797, trong núi vô nhật nguyệt. Trương Huyền đi đường thời điểm, phát hiện chính mình tiếng bước chân phi thường mỏng manh, này không phải hắn cố ý vì này, mà là này huyệt động quá sâu, tiếng bước chân truyền đi vào, quanh quẩn không ra. Trương Huyền theo bản năng nắm thật chặt cổ áo tử, này cũng không sẽ khởi đến cái gì chống lạnh tác dụng, theo hắn càng ngày càng thâm nhập này chỗ huyệt động tầng ngoài đã có thể rõ ràng nhìn đến trong suốt băng thể. Trương Huyền ha ra một hơi, cảm khái nói, một chỗ huyệt động. Bên trong nhiệt độ không khí thế nhưng so bên ngoài thấp thượng mấy chục độ, thiên nhiên kỳ diệu, thật là làm người vô pháp nắm lấy. Đích xác, một đạo mỏng manh thanh âm, đột nhiên từ huyệt động nội vang lên, đáp lại Trương Huyền, sư phụ ngươi lục diễn, suốt cuộc đời, chỉ vì truy tìm thế giới này căn nguyên, vốn nên vì đương thời thiên kiêu, chấn thức cổ kim hắn, liền vì này một mục tiêu, kết quả là, tan đi tam đóa bạch liên, hóa thành một đống bạch cốt, ôm hận mà đi, hiện giờ. Chỉ có số ít người biết hắn tên họ. Trương Huyền cũng không có bởi vì đột nhiên vang lên thanh âm mà cảm thấy kinh ngạc linh tinh, hắn vốn là biết này trong động có người, nghe đối phương nói,
Trương Huyền hỏi, người nhận thức Lục lão nhân. Nếu dựa theo bối phận nói, người nên gọi ta một tiếng sư thúc, vào đi, ta biết người có rất nhiều sự tình muốn hỏi, ta hiện tại trạng huống, không tiện đi ra ngoài. Đối phương thanh âm có vẻ thực mỏng manh. Trương Huyền hơi chút chần chờ một phen, liền nhanh hơn bước chân, nhanh chóng chiều huyệt động nội đi đến. Theo Trương Huyền thâm nhập, huyệt động nội hàn khí càng ngày càng cường, liền ở Trương Huyền đều thắng không nổi, bắt đầu hàm răng run lên thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền ở nhìn đến người này ảnh nháy mắt, đột nhiên sửng sốt. Bởi vì người này ảnh, thật sự là quá quỷ dị. Ở huyệt động chỗ sâu trong, có một trương giường băng, này đạo nhân ảnh liền ngồi ở giường băng thượng, là một cái lão nhân, hắn tóc tái nhợt, dáng người khô gầy, ngay cả hốc mắt đều ao hãm đi vào, ánh mắt phi thường vẩn đục. Như thế nào, có phải hay không thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới áo tang trong miệng đại nhân, sẽ là như vậy một phen bộ dáng. Lão nhân nhếch miệng cười, chỉ là hắn nhếch miệng động tác, đặt ở hắn thân thể này thượng, có vẻ phi thường quỷ dị. Đích xác thực ngoài ý muốn, Trương Huyền không có che giấu ý nghĩ của chính mình, gật đầu nói. Đây cũng là không có cách nào, lão nhân cười khổ một tiếng, tự giới thiệu một chút đi. Ta danh Sở Tranh, cùng sư phụ ngươi Lục Diễn, từng bái ở cùng môn hạ, hắn là sư phụ nhất đắc ý đệ tử, thực lực cũng nhất mạnh mẽ, mà ta, ban đầu bất quá là một cái đánh tạp, sư phụ xem ta đáng thương, thu ta đương đệ tử, xem như sư môn giữa, kém cỏi nhất một người. Trương Huyền hơi há mồm, vừa muốn lên tiếng, liền bị Sở Tranh đánh gãy, ta biết, ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá ta thời gian không nhiều lắm, tại đây phía trước, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu còn có thời gian, ta sẽ đem ta biết đến, tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi hỏi, ngươi hay không thật vào địa ngục nhà giam? Sở Tranh vẫn đục hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu, ta đích xác đi vào, lại ra tới. Ha ha ha, quả nhiên, Sở Tranh cười lớn một tiếng. Lúc trước, chúng ta rất nhiều người đều ở kỳ quái, thị tộc vô số thiên kiêu, đều tưởng bái ở sư huynh môn hạ, nhưng sư huynh cố tình lựa chọn ngươi như vậy một người bình thường. Ngay cả luyện khí pháp môn đều không truyền cho ngươi, nhìn dáng vẻ, sư huynh đã sớm lường trước đã có như vậy một ngày, kia địa ngục nhà giam, chỉ có ngươi có thể mở ra a. Trương Huyền mày nhăn lại, ánh mắt nghi hoặc, ta không rõ ngươi ý tứ, ngươi nói Lục lão nhân cố ý không truyền cho ta khí, là biết ta muốn vào địa ngục nhà giam, hắn sao có thể biết? Ngươi hỏi ta cũng không biết. Sở Tranh lắc đầu, sư huynh bản lĩnh, cho dù là ta cái này làm sư đệ, cũng chỉ có thể nhìn lên. Chỉ sợ chờ ngươi một ngày nào đó đạt tới sư huynh cái kia cảnh giới, là có thể minh bạch chưa, ta hỏi ngươi, ở địa ngục nhà giam chung, ngươi có thể thấy được đến một người kêu Huyền Thiên người. Trương Huyền cả kinh, ngươi nhận thức hắn. Huyền Thiên, năm nay đã 390 tuổi, trước mặt người này muốn nhận thức Huyền Thiên nói, chẳng phải là nói, hắn tuổi. Xem ngươi phản ứng, hẳn là nhìn thấy Huyền Thiên, hắn lúc trước, chính là có thể cùng sư phụ ngươi tranh hùng nhân vật A, chỉ tiếc. Bị thần ẩn hội âm một tay, trục xuất đến địa ngục bên trong. Sở Tranh tiếc hận một tiếng. Ý của ngươi là, Lục lão nhân, cũng 300 hơn tuổi. Trương Huyền có điểm ngốc, hắn lúc ấy, chỉ cho rằng Lục Diễn bất quá hơn 60 tuổi, hơn nữa lão nhân kia, phong cách hành sự cổ quái, thích trò đùa dai, liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, thế nhưng là sống mấy trăm năm lão quái vật. Sở Tranh lắc lắc đầu, nói đúng ra, sư huynh tổng cộng sống 421 năm. Nếu không có hắn cuối cùng vô tâm luyện khí, một lòng đều ở thăm dò này tự nhiên căn nguyên mặt trên, hiện tại hắn, còn có bó lớn thời đại, không giống ta, bất quá 364 tuổi, cũng chỉ có thể dựa vào này hàn băng động, tới kéo dài thân thể hủ bại, kéo dài hơi tàn thôi, buồn cười, ta vốn tưởng rằng, tới rồi khống linh cảnh, cũng đã có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng hiện tại mới biết, này hết thảy, bất quá là ta ánh mắt thiển cận mà thôi. Khống linh cảnh sau, là cái gì? Trương Huyền hỏi. Ngươi không cần biết, Sở Tranh lắc đầu, ngươi nếu có thể từ địa ngục nhà giam ra tới, ngươi đi lộ, cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, biết quá nhiều, đối với ngươi bất quá là một loại trói buộc mà thôi, Trương Huyền, ta hôm nay kêu ngươi tiến đến, chỉ có một chuyện. Sơn động ngoại, áo tang đứng yên tại đây. Đãi sắc trời hoàn toàn ám hạ, Trương Huyền mới từ huyệt động chung đi ra. Phải đi sao, áo tang hỏi. Không đi, Trương Huyền lắc lắc đầu, muốn tại đây đãi một đoạn thời gian. Bao lâu, ta đi mua chút vật tư, áo tang cất bước phải đi. Ngươi đều dùng lâu cái này tự, nhìn dáng vẻ, ngươi biết Sở Tranh kêu ta tới mục đích. Trương Huyền nói một tiếng, lại quay người đi trở về trong động.
Áo Tang nhìn Trương Huyền bóng dáng biến mất ở cửa động, lắc lắc đầu, miệng ngoan cố tiểu tử. Cổ có trong núi vô nhật nguyệt vừa nói. Ở Côn Luân chỗ sâu trong, có hai người sẽ thường xuyên bồi hồi với Sơn Gian, một người đầu đội đấu lạp, một người tuổi trẻ bất quá hơn 20 tuổi, như nhàn vân giã hạc giống nhau, vật đổi sao rời, nhật nguyệt biến ảo, này lưỡng đạo thân ảnh mỗi ngày, liền tại đây Côn Luân bên trong, không chịu thế tục hỗn loạn. Này nhoáng lên, đó là hơn 40 cái ngày đêm. 12 tháng 25 hào, một hồi đại tuyết, bay xuống cùng Ngân Châu. Đây là Ngân Châu năm nay trận đầu tuyết, người trẻ tuổi sôi nổi kêu gọi Giáng sinh đã đến, từng cây điểm xuyết tinh xảo cây thông Noel thượng, treo đầy tinh xảo tiểu lễ vật. Lâm Thị Tập Đoàn, Bí thư Lý Na gõ khai Tần Nhu văn phòng đại môn, Tần Tổng, lần này lễ Giáng sinh, tính toán như thế nào an bài? Năm rồi Lâm Tổng đều như thế nào làm? Tần Nhu ôm trong lòng ngực mỗi ngày, hỏi. Năm rồi có loại này ngày hội nói, giống nhau là liên hoan đoàn kiến, bất quá Lâm Tổng năm nay không ở, chúng ta cũng không biết nên như thế nào an bài. Như vậy đi, Tần Nhu duỗi tay gõ cái bàn, Lâm Thị cùng chúng ta hằng viễn cùng nhau đoàn kiến đi, đến nỗi Lâm Tổng nàng, quá đoạn thời gian, hẳn là liền đã trở lại. Hảo, ta thông chi đi xuống, đa tạ Tần Tổng. Bí thư Lý Na khom lưng, rời đi văn phòng. Tần Nhu đem trong lòng ngực mỗi ngày phóng tới trên mặt đất. Nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phiêu tuyết, Lâm Thanh Hạm khoảng cách lần trước rời đi, đã qua đi hơn một tháng, Tần Nhu căn bản không biết Lâm Thanh Hạm đi nơi nào, ngày thường liên hệ thời điểm, Lâm Thanh Hạm liền nói cho Tần Nhu nói nàng ở đi công tác, khảo sát hạng mục. Tần Nhu mụ mụ, Thanh Hạm mụ mụ cùng Trương Huyền ba ba đi đâu a? Mỗi ngày tưởng bọn họ, mỗi ngày lôi kéo Tần Nhu vạt áo, chu lên cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề nói. Bọn họ. Tần Nhu nhìn ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu, bọn họ lập tức liền đã trở lại. Chương 798, hôn lễ ngày. Ở hè oi bức, trên mạng vẫn luôn đều có một cái thực chịu tranh luận vấn đề, đó chính là, phương Nam mùa đông, rốt cuộc lạnh hay không? Ở rất nhiều người phương Bắc trong mắt, phương Nam là một năm đều bốn mùa như xuân bộ dáng, rốt cuộc tới rồi mùa đông, phương Bắc bình quân nhiệt độ không khí, là so phương Nam muốn cao. Nhưng chân chính đi phương Nam qua mùa đông mới có thể biết, phương Nam mùa đông, so phương Bắc càng thêm gian nan. Hải Thành. Lâm Thanh Hạm bọc lên một cái cửu nhung áo khoác, đi ở Hải Thành đầu đường, thỉnh thoảng sẽ đã chịu một hai người chỉ trỏ trỏ, trong miệng nói tàn nhẫn linh tinh nói, rốt cuộc có rất nhiều người, là không đành lòng dùng động vật da lông làm thành áo khoác. Hải Thành nhiệt độ không khí so Ngân Châu muốn cao thượng một ít, nhưng bởi vì không khí ướt át nguyên nhân thể tán nhiệt tính gia tăng. Rét lạnh truyền tính gia tăng, dẫn tới nơi này so nhiệt độ không khí thấp hèn phương Bắc còn muốn không chịu nổi. Hơn nữa nơi này, có rất nhiều nhân gia là không có máy sưởi, qua mùa đông toàn dựa điều hòa cùng thảm điện. Lâm Thanh Hạm ở Hải Thành, đã đãi mấy chục thiên. Trong khoảng thời gian này, nàng không có lại quan tâm sinh ý thượng sự, ngược lại nhìn qua, so trước kia nhàn nhã rất nhiều. Chỉ là, dĩ vãng Lâm Thanh Hạm tuy vội, nhưng trong mắt trước sau là mang theo ý cười. Ở nàng trên mặt, có thể nhìn đến đối tương lai chờ mong. Mà hiện tại, Lâm Thanh Hạm ánh mắt bình đạm, vô hỉ vô bi, phảng phất bất luận cái gì sự, đều làm nàng nhất không nổi hứng thú tới, kia phân đối tương lai chờ mong, cũng đã sớm biến mất vô tung. Lâm cô nương, khoảng cách đại hôn còn có hơn 10 ngày thời gian, yêu cầu thông chi người nhà của ngươi sao? Một người trúc thị nữ nhân, đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, nói thật dễ nghe, nàng là bảo hộ Lâm Thanh Hạm an toàn, nhưng thực tế thượng. Chính là giám thị Lâm Thanh Hạm, phòng ngừa nàng chạy trốn. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc đầu, Tô thị người tới là được. Hảo, chúng ta đây liền thông chi các thế lực lớn, vừa mới Trúc Nguyên tiên sinh đã cho ta biết, hôn kỳ định ở một tháng số 8. Các ngươi nhìn an bài liền hảo, Lâm Thanh Hạm mặt vô biểu tình đáp. Hải Thành Trúc gia, chủ thính giữa. Trúc Nguyên ngồi ở một trương bàn dài trước, nhìn trên bàn đủ loại văn kiện. Đều là Trúc Thị vào đời trong khoảng thời gian này gặp được vấn đề, tất cả đều từ hắn tới xử lý. Phanh một tiếng, chủ thính đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nghe thấy này mở cửa động tĩnh, không cần xem, Trúc Nguyên đều biết tới chính là ai. Tộc trưởng, Trúc Nguyên nhìn từ cửa đi vào tới Trúc Phong, hơi hơi mỉm cười, cũng không có đứng dậy. Trúc Nguyên, ta hỏi ngươi, ai làm ngươi đem hôn kỳ đính đến số 8? Chờ một tháng nhất hào liền đem hôn sự cho ta làm. Trúc Phong vẻ mặt bực bội nói, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia mạn diệu thân ảnh từ trước mắt trải qua,
Cái này làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức liền làm hôn sự, ủng mỹ nhân nhập hoài. Trúc Nguyên mỉm cười nói, tộc trưởng, còn không đến thời điểm, hơn nữa thời gian này, là cùng Tô Thị cùng nhau thương lượng, ngươi liền chờ một lát mấy ngày hảo. Chờ, Trúc Phong trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, bước đi đi lên, một tay đem Trúc Nguyên trước mặt bàn dài ném đi, bàn dài thượng những cái đó về Trúc Thị phát triển văn kiện, tán đầy đất đều là, Trúc Nguyên, ngươi làm rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chỉ là ta Trúc Thị dưỡng một con chó, là cha ta lúc trước đáng thương ngươi, đem cầu thực thưởng cho ngươi một ít, ta muốn ngươi làm, là nghe ta nói, không phải cho ta để ý kiến, minh bạch sao. Một tháng nhất hào, ta liền phải kết hôn, ngươi muốn lại vô nghĩa, liền cút xéo cho ta. Trúc Nguyên cúi đầu, ánh mắt âm trầm đáp, minh bạch, tộc trưởng. Nhớ kỹ, ngươi là một con chó, không nên có tư tưởng. Trúc Phong vỗ vỗ Trúc Nguyên mặt, xoay người ra chủ thính. Cũng liền tại đây một ngày, vô số phong thiệp mời, từ Trúc Thị, đưa hướng hẻ oi bức các đại địa hạ thế lực. Hiện tại, hẻ oi bức ngầm thế lực, cơ hồ lấy tam đại thị tộc, cùng với đô thành tam đại thế gia là chủ. Đã từng ngầm thánh địa Quang Minh đảo, cho tới bây giờ, đã không có người lại đàm luận. Ở Tây Bộ Lục Địa có tin tức truyền đến, Quang Minh đảo xếp vào ở Hoàng Kim Thành chung quanh tam đại quân phiệt, đã hoàn toàn phản bội, ở Hoàng Kim Thành đảo khách thành chủ, đối mặt tam đại quân phiệt cách làm, Quang Minh đảo không có một chút phản ứng, có nghe đồn xưng, 10 vạn địa ngục hành giả, đã toàn bộ cởi giáp về quê. Hiện tại, ngay cả nguyên bản nguyện trung thành Quang Minh đảo người đều phản bội, Quang Minh đảo tình cảnh, có thể nghĩ. Thế giới ngầm, mọi người trà dư tử hậu đàm luận, càng nhiều, đều là tam đại thị tộc. Đối với tam đại thị tộc thực lực, hè oi bức các thế lực lớn, cũng là các có lý do thoái thác. Có người nói, Tô Thị người mạnh nhất, bởi vì lúc ấy ở thần nông giá, Trúc Thị cùng Tiêu Thị liên hợp, đối Tô Thị động thủ. Cũng có người nói, Trúc Thị hiếu thắng, rốt cuộc Trúc Thị chiếm cứ chính là Hải Thành, hơn nữa Trúc Thị lúc trước, là trực tiếp đổ Trúc gia, nhưng Tô Thị, lại là cùng Tô gia bình thường ở chung. Đến nỗi Tiêu Thị, không ai làm ra đánh giá, ở lần trước cổ võ thế gia đại hội sau, Tiêu Thị cơ hồ lại không lộ quá mặt, vẫn luôn có vẻ rất điệu thấp. Các thế lực lớn, tại đàm luận tam đại thị tộc rất nhiều, cơ hồ đem toàn bộ tâm tư, đều đặt ở luyện khí thượng. Có chút thế lực, vì càng tốt luyện khí, càng là cho thấy chính mình muốn bám vào thị tộc dưới, hiện giờ, tam đại thị tộc, đều có không ít phụ thuộc. Đương nhiên, cũng có người đối thị tộc loại này ngoại lai thế lực cảm thấy phản cảm. Càng có rất nhiều dựa vào ở đô thành tam đại thế gia phía dưới. Như thế, hiện tại hè oi bức thế giới ngầm, liền xuất hiện rất có ý tứ một màn. Toàn bộ thế giới ngầm, từ nguyên lai một mảnh tán xa, chia làm hai cái phe phái. Một cái, là phụ thuộc vào tam đại thị tộc phe phái, một cái khác, còn lại là phụ thuộc vào cổ võ thế gia cổ võ phe phái. Hai đại phe phái người ai cũng không phục ai, cách không kêu gào quá không ít lần, nhưng lại không nhúc nhích qua tay. Thứ nhất, phía chính phủ bạch bào khách đã nói, cấm ở Thái Dương chiếu dọi phiến đại địa này khi động thủ. Thứ hai, hiện tại đại gia, đều ở luyện khí lúc đầu, tất cả đều đang sở tác giai đoạn, ai đều không có làm tốt cùng người khác sinh ra xung đột chuẩn bị, cho nên, đại gia cũng chỉ là cách không khẩu hải mà thôi, gặp mặt thời điểm, cho nhau còn đều là một bộ cười hì hì bộ dáng. Này hai loại phe phái thế chân và thế cục, ai cũng không biết có thể liên tục bao lâu, đại gia rõ ràng. Trừ phi có một cái như là Quang Minh đảo như vậy thế lực đứng ra, lấy quét ngang hết thảy chi tư, làm mọi người thần phục, nếu không, không ai có thể chỉnh hợp này hai đại phe phái. Chính là, thế gian chỉ có một Quang Minh đảo, hiện giờ đã ngã xuống, hơn nữa, lấy hiện giờ tình huống tới xem, Quang Minh đảo thực lực, bãi ở tam đại thị tộc trước mặt, vẫn là không đủ xem, trừ phi địa ngục quân vương hiện thực, 10 vương có thể sống lại. Hiện tại đô thành tam đại gia, cũng bất quá là ở ngạnh chống. Nếu không có lúc trước thần nông giá sơn cốc sụp xuống, mai táng mười mấy tên tam đại thị tộc ngự khí hảo thủ, đô thành tam đại gia, căn bản vô pháp cùng thị tộc chống lại, kia một hồi mai táng, suy yếu thị tộc thực lực, cho đại gia có thể thở dốc cơ hội. Trúc thị thiệp mời một phát, cơ hồ mỗi một cái thế lực, đều ở chuẩn bị hạ lễ, chuẩn bị đi trước Hải Thành. Trúc thị tộc trưởng hôn lễ ngày, cuối cùng định ở một tháng nhất hào. Chương 799, dư nghiệt không được đề. 12 tháng 26 hào, hè oi bức khắp nơi ngầm thế lực, bắt đầu chiều Hải Thành hội tụ. Về Trúc thị tộc trưởng Trúc Phong muốn đại hôn một chuyện, đều cho độ cao coi trọng. 12 tháng 27 hào, đã có rất nhiều ngầm thế lực ở Hải Thành tập kết,
Trúc Thị cũng không có cấp bình thường ngầm thế lực chuẩn bị phòng cho khách, sở hữu trước tiên đã đến khách khứa, đều ở tại khoảng cách Trúc Thị không xa khách sạn giữa. Ở 27 hào đêm đó, Trúc Thị phụ cận khách sạn liền toàn bộ đầy ngập khách. 12 tháng 28 hào, thật lớn hỉ tự dán đầy toàn bộ Trúc Thị, một cái thảm đỏ, từ Trúc Thị chủ thính trước, vẫn luôn phô đến trang viên 2 km bên ngoài trên đường lớn, khí phái phi phàm. 12 tháng 29 hào, Tô Thị đã đến, Tô Thị tân nhiệm tộc trưởng Tô Sa Phàm, chính là nguyên tộc trưởng Tô Văn Hiến trưởng tử, lần trước cổ võ thế gia đại hội, hắn cũng không có tham gia. Tô Thị tới đây, tổng cộng mang đến 127 người, trong đó có 8 gã ngự khí cao thủ, 2 gã hóa hình cảnh, càng có 1 người, sắp đạt tới ngưng khí. Từ lần trước thần nông giá một trận chiến sau, thì tộc ngưng khí cao thủ bị hoàn toàn mai táng, hiện tại mau nhập ngưng khí người, liền có thể xưng được với là thị tộc đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây là bãi ở bên ngoài đệ nhất nhân, các thế lực lớn cũng đều rõ ràng, lần trước thần nông giá mai táng, khẳng định không phải thị tộc toàn bộ cao thủ, thị tộc giữa, tuyệt đối còn có thực lực cao cường giả trấn thủ trong tộc, loại này cao thủ, số lượng khẳng định sẽ không quá nhiều, đều thuộc về thị tộc che giấu lực lượng, không đến vạn bất đắc dĩ khi, là sẽ không lộ diện. Tô Thị mang đến những người này, hướng hè oi bức các đại địa hạ thế lực thể hiện rồi thị tộc tự tin, chẳng sợ trải qua thần nông giá một trận chiến tổn thất thảm trọng, như cũ có thể có nhiều như vậy đã có thể ngự khí cao thủ. Trái lại các đại địa hạ thế lực, hiện tại được xưng luyện khí nhanh nhất một người, bất quá vừa mới tiến vào ngự khí, đối khí nắm giữ, còn thực đông cứng. 12 tháng 30 hào, Tây đều Tiêu Thị tới Hải Thành, cũng mang đến vài tên ngự khí cao thủ. Đến tận đây, tam đại thị tộc ở Hải Thành tề tụ, tam đại thị tộc ngự khí cao thủ, mang cho các đại địa hạ thế lực cực đại cảm giác áp bách. 12 tháng 31 hào, là bổn năm cuối cùng một ngày, cũng là Lâm Thanh Hạm khoảng cách thành hôn trước cuối cùng một ngày. Trúc Thị con cháu, ở trang viên trước cửa đãi khách. Đô thành tam đại ra đến. Một đạo tiếng quát, từ Trúc Thị trang viên trước cửa vang lên. Cơ gia, Bạch gia, Khương gia, phân biệt ở cơ thủ một, Khương Thần. Cùng mây trắng thiên dẫn dắt hạ đã đến, mỗi nhà đều có chứa trăm tên đệ tử. Tuy rằng ngầm thế lực chia làm hai phái, nhưng tình huống hiện tại, các thế lực lớn, trường hợp công phu vẫn là phải làm đến. Trúc Thị trang viên rất lớn, rất nhiều ngầm thế lực chủ yếu thành viên, cũng đều ở hôm nay vào trang viên, đêm nay liền sẽ ở tại trong trang viên, tham gia ngày mai hôn lễ. Ở trang viên nội một chương bên ngoài bàn dài thượng, vài tên ngầm thế lực chủ yếu thành viên đang ngồi ở cùng nhau, thấp giọng trò chuyện cái gì. Các ngươi có biết hay không, Trúc Phong tộc trưởng muốn cưới đến người, chính là lúc trước địa ngục quân vương nữ nhân A. Ai, việc này ai không biết, nhưng Quang Minh đảo đã chìm nghỉm biển sâu, người đồ vương đám người táng thân thần nông giá, địa ngục quân vương bị giam giữ 9 năm, trên thế giới này, lại vô Quang Minh đảo. Đại gia nói chuyện đều cẩn thận một chút đi, hiện giờ qua đi thời gian dài như vậy. Này thế giới ngầm, sớm đã không phải Quang Minh đảo chúa tể thế giới, nói cho các ngươi một tin tức, không riêng gì chúng ta hẻ oi bức có thị tộc xuất hiện, ở quốc gia khác, cũng có cổ xưa thần bí thế lực thò đầu ra, rất nhiều một bậc thế lực, đều bị dọn dẹp, thế giới này, đã sớm thời tiết thay đổi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng lúc trước địa ngục quân vương, lấy vương giả chi tư buông xuống, nhấc lên thánh chiến, quét ngang lục hợp bát hoang, đương có thiên hạ vô địch chi tư, ta tin tưởng. Chẳng sợ thế giới này biến thiên, chỉ cần cấp địa ngục quân vương thời gian, hắn vẫn như cũ có thể quân lâm thiên hạ, các ngươi cũng không nên đã quên, hắn tuổi tác, nhưng mới hơn 20 tuổi. Ai, một người thở dài một tiếng, đạo lý tuy rằng là như vậy cái đạo lý, chúng ta đều biết địa ngục quân vương thực lực cùng tiềm lực, hắn nếu có thể trở về, chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, nhất định có thể áp đảo thị tộc phía trên, chính là, hắn bị giam giữ 9 năm A. 9 năm là cái gì khái niệm, chờ hắn ra tới. Sớm đã thiên địa biến ảo, cảnh còn người mất. Bạch Giang Nam cho chúng ta luyện khí khả năng, người đồ vương đám người cho chúng ta tranh thủ rời đi thần nông giá cơ hội, nếu không có bọn họ, chúng ta căn bản không thấy được xoay người khả năng, hiện tại chỉ biết bị thị tộc nô dịch, nếu ngày nọ địa ngục quân vương có thể trở về, ta tất nhiên muốn đi theo địa ngục quân vương tả hữu. Không tôi, ta chờ hiện tại phụ thuộc vào đô thành tam đại gia, còn không phải là đang chờ đợi như vậy một ngày sau, ta luôn có một loại dự cảm. Quân vương, sẽ trở về, hơn nữa này đây vương giả chi tư trở về. Không, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, không phải dự cảm, là nhất định, nam nhân kia, hắn nhất định sẽ trở về. Vài tên đang ở nói chuyện phiếm ngầm thế lực thành viên quay đầu vừa thấy,
liền thấy một người thân xuyên màu trắng nhung bảo quyến rũ nữ nhân, bước gót sen đi tới. Hoa hồng trắng, một người kêu ra nữ nhân tên. Nói chuyện nữ nhân, đúng là thứ mân lãnh thụ. Hoa hồng trắng nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, các ngươi không có chính diện thẳng ứng quá nam nhân kia, đương các ngươi chính diện tiếp xúc hắn khi, liền sẽ cảm giác được, hắn hình như là một tòa nguy nga núi lớn, trên thế giới này, giống như không có hắn làm không được sự, chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền sẽ cho người ta một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm cảm, hắn nhất định sẽ trở về, nhất định. Nghe hoa hồng trắng nói, vừa mới nói chuyện phiếm mấy người, trong ánh mắt đều mang theo vài phần kích động, bọn họ không có phụ thuộc vào thị tộc, mà là lựa chọn dựa vào đô thành tam đại gia, nguyên nhân là cái gì, nguyên nhân chính là không nghĩ xem này đột nhiên toát ra thị tộc đăng đỉnh. Nếu nam nhân kia sẽ trở về, lấy hắn thủ đoạn, thị tộc sớm muộn gì sẽ bị hắn đạp lên dưới chân. Đang ở mấy người trong lòng tràn ngập mong đợi khi, một đạo tiếng quát từ bên cạnh vang lên. Các ngươi nói cái gì đâu? Mọi người đồng thời quay đầu lại, liền thấy một người trung niên nữ nhân, bước nhanh đi tới. Nhìn đến tên này trung niên nữ nhân, mấy người trên mặt đồng thời lộ ra khinh thường. Nữ nhân này, tên là Trần Phượng Á, vốn là nhị cấp ngầm thế lực phi hồng lãnh tụ phu nhân. Lúc trước thần nông giá một trận chiến sau, thị tộc tổn thất thảm trọng, hướng các đại địa hạ thế lực tung ra cành ô liu, không có một cái ngầm thế lực hưởng ứng thị tộc, kết quả Trần Phượng Á ám sát rất chồng, mang theo toàn bộ phi hồng, đầu nhập vào thị tộc, bị thị tộc hứa lấy quyền cao sau, mang theo thị tộc cao thủ, ức hiếp không ít ngầm thế lực, dẫn tới càng ngày càng nhiều ngầm thế lực đỉnh không được áp lực, hướng thị tộc quy phục, cuối cùng hình thành hiện tại hai cái phe phái thế cục. Chúng ta nói cái gì, quan ngươi chuyện gì? Một người ngầm thế lực thủ lĩnh hướng Trần Phượng Á khó chịu nói. Ha ha, Trần Phượng Á cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu tùy tiện tâm sự, ta là quản không đến, nhưng ta vừa mới, giống như nghe nào đó người, nhắc tới Quang Minh đảo Dư Nghiệt. Trần Phượng Á một bước đạp đi lên, lớn tiếng nói, hiện giờ này thế giới ngầm, là chúng ta thị tộc thế giới ngầm, kia Quang Minh đảo, cùng thị tộc đại nhân so sánh với, liền cẩu đều không bằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 800, quân vương trở về. Trần Phượng Á thanh âm này rất lớn, làm rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Nghe tới Trần Phượng Á trong miệng câu kia Quang Minh đảo liền cẩu đều không bằng khi, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra tức giận ánh mắt, vừa vặn ở Trúc thị nội, lại là giận mà không dám nói gì. Nhưng thật ra thị tộc người nghe được lời này, trên mặt đều lộ ra phi thường vừa lòng, cùng lẽ ra nên như vậy thần sắc. Trần Phượng Á nhìn đến thị tộc nhân trên mặt vừa lòng sau, hướng những người đó lấy lòng cười cười. Hoa hồng trắng bên cạnh một nam nhân trung niên mở miệng nói, Trần Phượng Á, ta nếu nhớ rõ không tồi nói, lúc trước ngươi cùng ngươi lão công bị nước ngoài thế lực đuổi giết, là địa ngục hành giả cứu các ngươi một mạng đi. Nếu không có Quang Minh đảo, ngươi ở 4 năm trước, hẳn là đã bị người cầm đi uy cầu. Trần Phượng Á nghe được lời này, đôi tay tới eo lưng thượng cắm xuống, ngươi ý tứ, ta còn muốn đối Quang Minh đảo mang ơn đội nghĩa lạc. Quang Minh đảo không cần ngươi mang ơn đội nghĩa, nhưng ngươi nếu có một chút cảm ơn chi tâm, liền không cần như vậy đi chửi bới. Trung niên nam nhân quát. Thôi bỏ đi, hoa hồng trắng lắc lắc đầu, nàng Trần Phượng Á nếu là có cảm ơn chi tâm, cũng sẽ không chính tay đâm chồng, có người cho ta lộ ra, lúc ấy nàng lão công, là bởi vì cái kia đoạn rớt chân trái mới không có thể chạy trốn, mà cái kia chân trái, là lúc trước vì cứu Trần Phượng Á mới đoạn, loại người này, sớm đã lợi dục huân tâm. À. Trần Phượng Á lộ ra chẳng hề để ý bộ dáng, Quang Minh đảo 4 năm trước là đã cứu ta, bất quá đó là 4 năm trước, nếu muốn tìm ta đối bọn họ mang ơn đội nghĩa, liền đi tìm 4 năm trước ta đi. Nghe Trần Phượng Á nói, hoa hồng trắng lắc lắc đầu, nàng biết, cùng loại người này giảng này đó, là vô dụng, cái gì kêu vô sỉ, Trần Phượng Á bản nhân, có thể bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Phượng Á, hiện tại nhậm ngươi bừa bãi, có ngươi hối hận thời điểm. Tên kia trung niên nam nhân chỉ vào Trần Phượng Á, oán hận nói. Nga, Trần Phượng Á lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng, ta rất tò mò ngươi nói ta hối hận thời điểm, là cái gì? Đương nhiên là địa ngục quân vương trở về ngày đó, trung niên nam nhân theo bản năng kích động hô lên. Không xong, hoa hồng trắng thấp giọng kinh hô. Địa ngục quân vương 4 chữ, ở các đại thị tộc trong mắt, tuyệt đối là cấm kỵ, không được bất luận kẻ nào nhắc tới. Sốt cuộc. Mặc kệ địa ngục quân vương nguyên bản danh vọng, vẫn là người đồ vương đám người ở Quang Minh đảo mai táng mười mấy tên thị tộc cường giả, này đều làm hai bên chi gian có không giải được thù hận.
Giờ phút này trung niên nam nhân ở Trúc Thị lớn tiếng hô lên địa ngục quân vương trở về, thị tộc có thể nào nguyện ý. Một người Trúc Thị thanh niên, lập tức bước nhanh đi tới, quát lớn nói, ai ở hồ môn loạn ngữ. Là hắn, Trần Phượng Á lập tức đón đi lên, cấp thị tộc người chỉ nói, chính là bọn họ, ở kia không ngừng trò chuyện về Quang Minh đảo dư nghiệt sự, nên chu. Trúc Thị thanh niên đi đến trung niên nam nhân trước người, dùng một bộ chất vấn ngữ khí hướng trung niên nam nhân nói, chính là các ngươi Liêu. Là lại như thế nào? Trung niên nam nhân thở sâu, ưỡn ngực, chúng ta tâm sự quá khứ lão bằng hữu, các ngươi Trúc Thị cũng muốn quản sao? Trúc Thị thanh niên khinh miệt cười, ngươi Liêu có thể, nhưng ta không muốn nghe, minh bạch sao? Đây là ta Trúc Thị quy củ, đừng nói là ngươi, chính là cái kia cái gọi là địa ngục quân vương thân đến, cũng đến tuân thủ ta Trúc Thị quy củ. Trúc Thị thanh niên lời này, nói khí thế lăng nhân, nói cho mọi người, liền tính là đại gia chờ mong cái kia địa ngục quân vương thật sự từ nhà giam ra tới, cũng đến thành thành thật thật nghe theo Trúc Thị nói. Đang lúc này, một đạo tiếng quát, từ Trúc Thị trang viên cửa vang lên. Ta nãi địa ngục quân vương Sa Tăng, muốn ta thiệp mời, không nhìn xem ngươi là thứ gì. Này nói tiếng quát vang lên nháy mắt, làm Trúc Thị trang viên nội mọi người, thân thể đồng thời chấn động. Địa ngục quân vương Sa Tăng. Vốn nên bị giam giữ 9 năm địa ngục quân vương Sa Tăng, thế nhưng xuất hiện. Tam đại thị tộc, cùng với phụ thuộc vào tam đại thị tộc dưới ngầm thế lực, đều là sắc mặt biến đổi, theo sau vẻ mặt trịnh trọng chiều trang viên cửa đi đến. Mà hoa hồng trắng này đó bám vào đô thành tam đại gia hạ ngầm thế lực, còn lại là lạ mặt vui mừng, bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ, địa ngục quân vương trở về sẽ là khi nào, không nghĩ tới, nhanh như vậy địa ngục quân vương liền tới rồi. Quân vương vừa hiện. Thị tộc thật dám lại như vậy hung hăng ngang ngược sao? Phải biết rằng, người đồ vương đám người, liền mai táng tam đại thị tộc đứng đầu cường giả, càng không cần đề kia tòa đảo chủ nhân. Địa ngục quân vương hiện thân tin tức, cơ hồ ở mười mấy giây, liền thông qua di động chở các loại thông tin con đường, truyền bá đi ra ngoài, những cái đó đang ngồi ở Trúc Thị người trong nhà, cũng tất cả đều đã chịu tin tức, có người hỉ có người ưu rời đi phòng, bước nhanh chiều Trúc Thị trước cửa đi đến. Hoa hồng trắng đám người dắt tay nhau đi hướng Trúc Thị trang viên đại môn, mỗi người trên mặt, đều tràn đầy hưng phấn. Trong khoảng thời gian này tới, thị tộc cấp các đại địa hạ thế lực mang đến áp lực thật sự là quá lớn, làm mỗi người đều cảm giác, có một khối cự thạch rớt lên đỉnh đầu, hơn nữa không biết này khối cự thạch sẽ khi nào rơi xuống, đem chính mình tạp cái tan xương nát thịt. Mọi người ở đi hướng trang viên cửa trên đường, thậm chí đều ở ảo tưởng từ từ sẽ phát sinh cái gì, địa ngục quân vương lấy vô địch chi tư. Quét ngang thị tộc, đem chính mình nữ nhân mang đi. Đang lúc đại gia còn ở ảo tưởng khi, một trận cười ầm lên thanh, từ trang viên cửa vang lên. Ha ha ha, địa ngục quân vương, cười chết lão tử, ha ha ha. Chưa đủ lông đủ cánh địa ngục quân vương. Tiểu bằng hữu, người cao trung tác nghiệp viết sao? Mau trở về làm bài tập đi, bằng không lão sư nên thỉnh ngươi ra trường. Không được, lão tử nước mắt mau bị cười ra tới. Này một trận cười ầm lên thanh vang lên, làm hoa hồng trắng đám người trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Trần Phượng Á thanh âm lớn tiếng vang lên, tiểu bằng hữu, ngươi này bắt trước một chút đều không giống A, nếu là thật sự địa ngục quân vương, đã đến sau căn bản sẽ không la to, mà là sẽ quỳ gối cửa, giống cái chó Nhật giống nhau, khẩn cầu thì tộc các đại nhân chịu cho hắn một cái đường sống. Ha ha ha, lời này nói không tồi, nếu là thật sự địa ngục quân vương tới, chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng. Tuyệt không sẽ giống người giống nhau như vậy hô to gọi nhỏ. Các loại trào phúng thanh âm vang lên. Hoa hồng trắng đám người vừa thấy, đứng ở Trúc Thị trang viên cửa, tự xưng là địa ngục quân vương người, là một cái nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Người này, rất nhiều người đều có ấn tượng, là Khương gia một cái vãn bối, tên là Khương Lương. Khương Lương từ khi ra đời, tinh thần phương diện liền có chút vấn đề, khi thì sẽ làm ra một ít làm người không thể tưởng tượng sự tình. Hắn là cái gì tính cách, ngay cả Khương gia người đều sợ không rõ ràng lắm, thỉnh rất nhiều bác sĩ tâm lý đều xem không tốt. Nhưng có thể khẳng định chính là, Khương Lương là địa ngục quân vương tuyệt đối fan, hắn tuy rằng thần kinh không rõ, nhưng lại có thể rõ ràng nói ra địa ngục quân vương mỗi một chuyện thích, hơn nữa thường xuyên sẽ đem chính mình đại nhập đi vào, ảo tưởng chính mình chính là địa ngục quân vương bản nhân. Ai cũng không dự đoán được, vừa mới như là một trận cuồng phong, thổi quét toàn bộ trang viên quân vương trở về tin tức. Thế nhưng là một tên mao đầu tiểu tử trò khôi hài. Chương 801, cắt đoạn tóc đen. Trúc Thị trang viên trước cửa trò khôi hài thực mau liền kết thúc.
Khương gia Khương Lương là cái dạng gì người, này đó ngầm thế lực, nhiều ít cũng đều có chút nghe thấy. Khương gia, xem trọng các ngươi người, đây là Trúc thị, không phải các ngươi có thể hô to gọi nhỏ địa phương, thì tộc đại nhân bất hòa nhà các ngươi tên ngốc này giống nhau so đo, không đại biểu các ngươi Khương gia có thể tại đây làm càn. Trần Phượng Á lớn tiếng nói. Trúc thị, Khương gia một người cười nói, nào đó người, cấp thị tộc đương cầu, liền bắt đầu chó cậy thế chủ, ngươi cho rằng, thị tộc sẽ vì một con chó, cùng ta Khương gia khai chiến. Ngự khí cao thủ, ta Khương gia đều không phải là không có. Trần Phượng Á nghe được lời này, lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới một người Trúc thị đệ tử trên người, kết quả đối phương xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chó cậy thế chủ, cũng muốn một vừa hai phải, lại một đạo thanh âm vang lên. Tưởng kỵ đến Khương gia trên đầu, nào đó người, ta xem là quá nhận không rõ hiện thực. Từng đạo thanh âm vang lên, Trần Phượng Á vội vàng thấp hèn đầu, xám xịt thoán đi, không dám lại có một câu vô nghĩa. Khương gia Khương Lương làm ra trò khôi hài, làm trang viên cửa tụ tập rất nhiều người. Phóng nhãn nhìn lại, tam đại thị tộc chủ yếu thành viên, cơ hồ đều tới rồi, này cũng làm mọi người minh bạch, ở tam đại thị tộc trong lòng, đối địa ngục quân vương, vẫn như cũ phi thường coi trọng. Địa ngục quân vương tuy đã biến mất 2 tháng thời gian, quang minh đảo tuy đã chìm nghỉm đáy biển, nhưng uy danh còn tại, chỉ là không biết, này uy danh còn có thể tàn lưu bao lâu, là 1 tháng, vẫn là 2 tháng. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, quang minh đảo liền phải bị người hoàn toàn quên đi đi. Trúc thị trang viên trước cửa, cao quải đèn lồng màu đỏ, Trúc thị thành viên, cũng đều ăn mặc dùng màu đỏ tơ lụa chế thành trang phục, thị tộc hôn lễ, không có bất luận cái gì phương Tây sắc thái, tràn ngập hè oi bức cổ phong. 12 tháng 31 hảo vãn, 10 giờ. Sắc trời đã đen. Lâm Thanh Hạm ngồi ở một cái trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, trong gương nàng, tuy là thiếu nhan như hoa, nhưng lại có một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Ngoài phòng, một tiếng ta là địa ngục quân vương tiếng la truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai. Lâm Thanh Hạm biểu tình không hề gợn sóng, nàng ở chiều nay nghe được lời này thời điểm, nội tâm kích động mừng như điên, có thể làm biết này bất quá là một cái Khương gia hài tử trò khôi hài sau, nàng tự giễu cười. Hắn đã bị đóng 9 năm, sao có thể sẽ xuất hiện đâu? Lâm Thanh Hạm dương đầu, ném khởi sau đầu 3000 tóc đen, nhu thuận tóc đẹp bị Lâm Thanh Hạm chộp vào trong tay. Trầm mặc thật lâu sau, Lâm Thanh Hạm cầm lấy đặt ở bàn trang điểm bên một phen kéo. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhẹ nhẹ đoạn xử lý với trên mặt đất. Tóc đen, cũng khâm phục ti, cắt đoạn tóc đen 3000, quên mất tình ti một sợi. Đáng thương người ta hữu danh vô thật. Hy vọng 9 năm sau, người còn nhớ rõ ta. Lâm Thanh Hạm đi đến giá áo trước, nhìn treo ở trên giá áo đỏ thấm phượng bào, cánh tay múa may gian, hồng bào bọc thân. Này hồng bào, nãi Trúc thị vì này chuẩn bị hôn bào. Mấy cái giờ sau, hải thành trên không, bốc cháy lên hoa Mỹ pháo hoa, không điểm thời gian, mọi người đều ở chúc mừng tân một năm đã đến. Mặc kệ là các đài truyền hình lớn, vẫn là bản địa một ít cửa hàng, đều ở tổ chức vượt năm điển lễ. Trúc Phong ngồi ở một gian trong đại sảnh, trên mặt tràn đầy vui mừng, chỉ cần lại quá một ngày, hắn liền có thể hoàn toàn được đến cái kia làm chính mình tâm động không thôi nữ nhân, cái này làm cho hắn phá lệ hưng phấn, đã là gấp không chờ nổi. Tân một năm, đã là buông xuống. 1 tháng nhất hào, buổi sáng 5 giờ, trời còn chưa sáng, Trúc thị trang viên nội gà trống đều còn không có đánh minh, một trận khua chiêng gõ trống thanh, liền ở Trúc thị trang viên nội vang lên, các tân khách bị này gõ la thanh đánh thức. Ra cửa vừa thấy, ở Trúc gia trang viên nội, đã phô hảo một mảnh thảm đỏ hai sườn, là từng trương bàn bát tiên, trên bàn phóng trái cây kẹo mừng. Buổi sáng 6 giờ, sắc trời hơi lượng, một thân màu đỏ hỉ bào Trúc Phong, cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng, trước ngực treo từ màu đỏ tơ lụa biên chế mà thành hoa hồng, hắn hướng người nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng, nhìn qua phá lệ biệt nữ. Lâm Thanh Hạm trụ địa phương, ở Trúc gia trang viên một khắc đầu. Màu đỏ thảm vẫn luôn từ Trúc Phong dưới chân, chạy dài qua đi. Phu nhân, ngài này tóc, một người chuyên viên trang điểm đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau, vì Lâm Thanh Hạm quấn lên tóc, ngọn tóc chỗ đứt gãy, làm chuyên viên trang điểm ngây người một chút. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt gương, không nói gì. Chuyên viên trang điểm thấy Lâm Thanh Hạm không hé răng, cũng thông minh không có hỏi lại, đem Lâm Thanh Hạm đầy đầu tóc đẹp thật cẩn thận bàn hảo, mang lên mũ phượng, phủ thêm lụa đỏ, chờ đợi Trúc Phong đã đến. Buổi sáng 7 giờ, hải thành thời tiết ẩm ướt, trong không khí ẩn chứa nồng đậm lạnh lẽo.
cũng may tiến đến khách khứa, kia đều là thực lực cao cường hạng người, giá lạnh hè nóng bức cũng nhiều có thể nhẫn nại. 18 thất cao đầu đại mã, tiến lên ở Trúc thị trang viên thảm đỏ thượng, Trúc Phong khí phách hăng hái cưỡi ở đại mã thượng, không ngừng đối thảm đỏ hai sườn khách khứa ôm quyền. Ở thảm đỏ hai sườn, cũng không ngừng vang lên chúc mừng linh tinh thanh âm. Đỉnh đầu kiệu 8 người nâng đi theo 18 thất cao đầu đại mã phía sau, đại kiệu nạm có viền vàng, thượng khảm hoa hồng. Tổng cộng 18 danh kim đồng ngọc nữ, đi ở đại kiệu phía sau, không ngừng hướng hai bên sái ra hoa tươi. Tù và ốc kèn sô na thanh không ngừng vang lên, tràn đầy một bộ hỉ khí dương dương không khí. Trúc Phong cười phá lệ vui vẻ, dọc theo đường đi đều nhe răng. Tô thị người, Trúc ở Trúc gia trang viên một cái khác phương hướng, làm nhà mẹ đẻ người, sớm liền tại đây chờ đợi. Tô thị tân nhiệm tộc trưởng Tô Sa Phàm, cũng ăn mặc mặc trường bào. Tô Du làm Lâm Thanh Hạm trưởng bối, thân xuyên màu đen thường phục, cùng Lâm Thanh Hạm đãi ở một gian phòng trong. Lâm Thanh Hạm mang màu đỏ khăn voan, ngồi xếp bằng ở trên giường, màu đỏ hỉ bào từ nàng trên người, trải ra tại thân hạ, hỉ bào thượng từ tơ vàng tú thành phi phượng, đây là đủ để cho đại bộ phận nữ nhân vì này điên cuồng phượng bào, đột hiện viêm hoàng cổ phong chi mỹ. Buổi sáng 8 giờ, 18 thất cao đầu đại mã đi vào Tô thị sở trụ địa phương. Pháo thanh bùm bùm vang lên, khua chiêng gõ trống thanh truyền vào nhà nội. Trong phòng chỉ có Tô Du cùng Lâm Thanh Hạm hai người. Tô Du thở dài một hơi, Thanh Hạm, ta thật không rõ, ngươi lúc trước vì cái gì phải làm như vậy lựa chọn, cùng Trúc thị hợp tác, không khác bảo hổ lột ra, này làm hại, là chính ngươi a. Lâm Thanh Hạm mở miệng, cứu cứu, mỗi người làm lựa chọn không giống nhau, yêu cầu đồ vật cũng không giống nhau. Ai, Tô Du lắc đầu, hắn nhìn không tới Lâm Thanh Hạm giấu ở khăn voan hạ biểu tình. Ngoài cửa pháo tiếng vang triệt thật lâu mới kết thúc, theo một trận khua chiêng gõ trống thanh cùng với chúc mừng thanh. Một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên, đi vào ngoài cửa. Tô Du cùng Lâm Thanh Hạm nơi này gian phòng ốc, cửa phòng bị người từ bên ngoài thật mạnh đẩy ra. Liền thấy Trúc Phong mắng một ngụm răng vàng, đầy mặt hưng phấn vọt tiến vào, lão bà, ta tới đón ngươi lạp, ha ha ha. Trúc phấn chấn ra cuồng thiếu, hắn chờ đợi ngày này, thật là đợi lâu lắm, từ thấy Lâm Thanh Hạm, hắn mỗi đêm đều ở ảo tưởng ủng mỹ nhân nhập hoài kia một khắc. Trúc tộc trưởng, còn không có bái đường thành thân. Này xưng hô, còn kêu không được a. À. Tô Du bồi khuôn mặt nhỏ nói. Đi ngươi sao, Trúc Phong một chân đá vào Tô Du ngực, ngươi tính cái thứ gì, nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Chương 802, hành lễ ngày. Tô Du bị Trúc Phong một chân đá phiên trên mặt đất, lại là một câu cũng không dám nhiều lời. Phong nhi, không được vô lễ. Một người Trúc thị trung niên nam nhân quát lớn một tiếng, đây chính là Thanh Hạm trưởng bối, về sau cũng là ngươi cứu cứu. Lễ tiết phương diện này, người cần phải làm tốt. Trúc Phong nhìn mắt nói chuyện trung niên nam nhân, cúi đầu, là, đại bá. Ân, trung niên nam nhân gật gật đầu, lại nhìn về phía Tô Du, ra tiếng nói, Tô Du đúng không, Tô gia người, ngươi tuy là Thanh Hạm cứu cứu, nhưng cũng muốn minh bạch, cái gì kêu tôn ti, chúng ta Trúc thị tộc trưởng, còn không tới phiên ngươi loại này mặt hàng tới nói, minh bạch sao? Không hiểu quy củ đồ vật, Tô thị tân nhiệm tộc trưởng Tô Sa Phàm đi đến. Thần sắc bất mãn hướng Tô Du quát, cút cho ta đi ra ngoài. Tô Sa Phàm nói xong, không có lại xem Tô Du liếc mắt một cái, hướng Trúc Phong nói, Trúc tộc trưởng, xin bớt giận, đừng làm một cái dâu ria người hỏng rồi chúng ta hai nhà quan hệ. Trúc Phong vẫy vẫy tay, cười lớn một tiếng, ha ha, Tô tộc trưởng, hôm nay là ta đại hỷ chi nhật, liền không cùng loại người này chấp nhặt, tới, đón dâu. Trúc gió lớn vung tay lên, lập tức đi lên tới 6 gã tuổi thanh xuân thiếu nữ. Các thiếu nữ vây đến mép giường, phát ra điểm mỹ thanh âm, phu nhân, nên lên kiệu. Hai gã thiếu nữ duỗi tay, nâng Lâm Thanh Hạm. Phượng bào phết đất, tán thành hình quạt, đi hướng ngoài phòng. Trúc Phong nhìn Lâm Thanh Hạm kia mạn diệu dáng người, không tự giác liếm liếm môi. Theo một trận khua chiêng gõ trống thanh, Lâm Thanh Hạm ngồi trên trong kiệu, che hạ kiệu mành, kiệu 8 người nâng bị người một lần nữa nâng lên. Trúc Phong khí phách hăng hái cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng, đầy mặt đều là ý cười. Xem này họ Trúc, cười thật ghê tởm. Khách khứa tịch, một người nhỏ giọng mở miệng. Hư, ngươi không muốn sống nữa. Người nọ mới vừa mở miệng, đã bị người bên cạnh vội vàng che miệng lại. Ta cho ngươi nói, giống Trần Phượng Á người như vậy nhưng không ở số ít, hiện tại đều trộm nhìn chằm chằm chúng ta, không chừng khi nào liền đi cấp thị tộc A-dua. Thật là một đám rác rưởi.
Nói chuyện người nọ ánh mắt tức giận, lúc trước, thì tộc tưởng tượng cẩu giống nhau đi nô dịch chúng ta, là quang minh đảo người cho chúng ta luyện khí cơ hội, làm chúng ta có xoay người khả năng, bọn họ khen ngược, chủ động đi cấp thị tộc đương cẩu, quả thực làm ta buồn nôn. Hảo, thiếu sinh điểm khí đi, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, bọn họ nguyện ý cấp thị tộc đương cẩu, chờ quân vương trở về kia một ngày, có bọn họ hối hận thời điểm. Quân vương, trước hết nói chuyện người nọ trong miệng lẩm bẩm này hai chữ, trong mắt mang theo một mạt mong đợi, quân vương thật sự còn có thể trở về sao? Nhất định có thể, mặt khác một người vô cùng khẳng định nói, năm đó hắn lật đổ vương sẽ, nhấc lên thánh chiến, còn thế giới ngầm thế lực một cái thái bình, nếu hắn trở về, tất nhiên có thể đem thị tộc đạp lên dưới chân. Hy vọng đi. Đại gia trong miệng nói quân vương nhất định sẽ có trở về một ngày, mong đợi như vậy một ngày, nhưng trên thực tế, này đó bất quá là bọn họ cho chính mình tự mình an ủi mà thôi, làm chính mình tại đây thị tộc đương quyền thống trị hạ, vì ảm đạm không ánh sáng tương lai, tăng thêm một tia sắc thái. Quân vương nếu thật sự trở về, kia đã qua 9 năm. 9 năm sau sự, ai lại nói rất đúng đâu, khả năng quân vương đã bị ma bình góc cạnh, vô lực tiếp thu sự thật. Nhìn Trúc Phong kia phúc khí phách hăng hái bộ dáng, rất nhiều người đều là trong lòng tức giận. Mọi người nhìn kia kiệu tám người nâng chung nữ nhân, có người hâm mộ nàng gả cho Trúc thị tộc trưởng, về sau có được một người dưới, vạn người phía trên địa vị, nhưng có người cũng ở tiếc hận, này rõ ràng là một hồi Trúc thị cùng Tô thị giao dịch, gả cho Trúc Phong, bất quá là bị Tô thị coi như một kiện thương phẩm thôi. Trúc Phong dọc theo đường đi đều mắng hắn kia khẩu răng vàng, phi thường đắc ý. Thổi kèn đánh trống thanh âm vang lên một đường. Ở thảm đỏ phía trước, dựng một tòa đài cao, làm kết hôn chi dùng. Hai nhà trưởng bối, phân biệt ngồi trên đài cao hai bên, ở bọn họ phía sau, có một mặt màu đỏ rực bối cảnh tường, trên tường viết một cái đại đại hỷ tự. Này tràn ngập hoa hạ cổ phong hôn lễ, muốn bái thiên địa, bái cao đường, đối bái ba cái lưu trình. Trúc Phong cưỡi cao đầu đại mã đến mang đài cao trước, nhẹ nhàng nhảy, người liền thượng đài cao. Nạm vàng lụa đỏ đại kiệu bị người đặt ở đài cao bên, kiệu mành xốc lên, khoác khăn voan Lâm Thanh Hạm từ trong kiệu đi ra, từ hai gã thiếu nữ nâng, chậm rãi đi lên đài cao. Hồng bào phết đất, rơi dụng hình quạt, tẫn hiện đoan trang vinh hoa cảm giác. Một trận gió lạnh phất quá, thổi bay Lâm Thanh Hạm trên đầu khăn voan, làm màu đỏ khăn voan hướng Lâm Thanh Hạm phía sau lao đi. Lâm Thanh Hạm vội vàng xoay người, vươn nhu đề, chụp vào bay đi khăn voan. Trong mắt mang theo một mạt kinh hoàng. Chính là này quay người lại, làm sở hữu khách khứa, mặc kệ nam nữ, đều có một loại kinh diễm cảm giác. Hoa lệ thả cao quý mũ phượng mang ở nữ nhân đỉnh đầu, không những không hiện đột ngột, ngược lại có một loại hoàn mỹ phù hợp cảm, nàng tóc đẹp quấn lên, lộ ra trơn bóng cái trán, giống như mỹ ngọc giống nhau, không hề tì vết. Nữ nhân kia trương tuyệt mỹ dung nhan, căn bản không cần nùng trang diễm mạt, chỉ cần hóa chút trang điểm nhẹ. Liền có khuynh thành chi tư, nàng ánh mắt lộ ra kia mạt kinh hoàng, làm người xem ở trong mắt, trong lòng lại là không ngọn nguồn tê dần. Như vậy một nữ nhân, liền phải bị Trúc Phong loại người này, cưới vào cửa chung, nàng vốn nên thuộc về kia quang minh đảo chủ nhân, chỉ có như vậy nam nhân, mới có thể nghênh thú như vậy nữ nhân, cũng chỉ có như vậy nữ nhân, mới có thể xứng đôi như vậy nam nhân. Một mắt khuynh người thành, lại mắt khuynh người quốc, một người tuổi đại chút lão giả thở dài. Khó trách Trúc Phong như thế nôn nóng muốn cưới vợ, như vậy nữ nhân, hận không thể lập tức ủng nàng nhập hoài. Đang lúc Lâm Thanh Hạm phải bắt được bị gió lạnh xốc phi khăn voan khi, một con bàn tay to từ bên cạnh duỗi tới, Trúc Phong một tay đem khăn voan đoạt qua đi. Trúc Phong bắt lấy khăn voan, đặt ở trước mũi, dùng sức hít sâu một hơi, lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Ha ha ha, không cần Phong Nhi động thủ, ông trời liền đem này khăn voan nhấc lên, nhìn dáng vẻ. Thanh Hạm cùng nhà của chúng ta Phong Nhi, đó là trời đất tạo nên một đôi, liền ông trời đều gấp không chờ nổi đồng ý a. Trúc Phong đại bá ngồi ở đài cao trưởng bối vị thượng, cười lớn một tiếng, đây là ông trời cũng nguyện ý tác hợp chúng ta hai nhà. Không tồi, Tô thị một người tuổi hơi dài người cũng ra tiếng, nếu ông trời đều cố ý thành toàn việc này, vậy mau chóng bắt đầu đi. Khua chiêng gõ trống thanh lại lần nữa vang lên, các loại chúc mừng thanh âm, cũng từ các tân khách trong miệng phát ra. Này đó sốt ruột chúc mừng, tất cả đều là phụ thuộc vào thị tộc sinh tồn ngầm thế lực. Đến nỗi những cái đó dựa vào đô thành tam đại gia ngầm thế lực, tất cả đều mặc không lên tiếng. Hảo, nếu ông trời đều thành toàn, chọn khi không bằng đâm khi, giờ phút này đó là giờ lành, hành lễ đi. Chúc gió lớn bá bàn tay vung lên.
một người thân xuyên màu đỏ bà mối phục bà lão đi lên đài tới. Hôm nay, Trúc Thị Trúc Phong, Tô Thị Lâm Thanh Hạp, sinh thần bát tự phù hợp, vì thiên tạo chi đối, đương kết phi liên lý. Bà lão nói một nửa, liền nghe một đạo thanh âm, ở dưới đài vang lên. Không, ta Quang Minh Đảo, phản đối. Chương 803, ta nói, Quang Minh Đảo không đồng ý. Một câu Quang Minh Đảo phản đối, thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng lại làm ở đây mỗi người, đều cảm giác trái tim run rẩy. Chỉ vì, Quang Minh Đảo ba chữ, thật sự là quá cụ đại biểu tính. Một người nhìn qua chỉ có 15 đến 16 tuổi mao đầu tiểu tử, ăn mặc một thân màu xanh lá nhung bào, đứng ở dưới đài. Khương gia, các ngươi hồ nháo, cũng muốn phân cái trường hợp. Một người đỉnh cấp ngầm thế lực người cầm lái lớn tiếng nói, hiện tại hắn dựa vào thị tộc, đã dám cùng Đô Thành Tam đại gia như vậy nói chuyện, hiện tại là Trúc Phong tộc trưởng đại hôn là lúc, quản hảo nhà các ngươi cái này thần trí không rõ người. Vừa mới một câu Quang Minh Đảo, sợ tới mức bọn họ chân đều có điểm nhũn ra. Ngồi ở hôn lễ trên đài cao Trúc Gió Lớn Bá, cùng với Tô Thị trưởng bối, cũng đều vẻ mặt bất mãn nhìn dưới đài Khương Lương. Khương thần, hài tử không hiểu chuyện, người này đương trưởng bối cũng không hiểu sự sao. Trúc Gió Lớn Bá mở miệng nói, hiện tại là chúng ta Trúc Thị tộc trưởng hành lễ là lúc, chẳng sợ các ngươi Khương gia lão gia tử tới, cũng không thể nói tùy ý hô to gọi nhỏ, này một cái vãn bối, có gì tự tin, ở ta Trúc Thị nói ra nói như vậy. Ta xem, có thể là chúng ta gần nhất quá bình tĩnh, làm đến một ít âm mưu a cầu tưởng nhảy dựng lên. Tô thị trưởng bối cũng ra tiếng. Khương thần ngồi ở phía dưới, cười lạnh nói, các ngươi Trúc Thị thành các ngươi hôn, nếu trong lòng vô quỷ, gì sợ chúng ta nói cái gì? Chính là a, nếu làm người bằng phẳng nói, người khác nói cái gì lại có cái gì đâu. Như thế nào, các ngươi thị tộc người, còn không cho chúng ta cổ võ thế gia người ta nói lời nói không thành. Cơ gia cơ thủ một cũng ra tiếng nói. Thị tộc thật là thật lớn uy phong a, liền ngôn ngữ tự do đều phải hạn chế chúng ta, sợ tới mức ta run bần bật. Mây trắng thiên đồng dạng ôm ngực cười lạnh nói. Tam đại cổ võ thế gia người phụ trách trong lòng rất rõ ràng, ở người khác ngày đại hôn, chính mình vãn bối như vậy hô to gọi nhỏ đích xác không hợp lễ nghĩa, nhưng này đại hôn người hiện tại là Trúc Thị, như vậy nhà mình tiểu bối hô to gọi nhỏ, liền không có gì vấn đề. Nghe tam đại gia thanh âm, Trúc Gió Lớn Bá hừ lạnh một tiếng, Đô Thành tam đại gia, các ngươi hôm nay nếu là tới hạ lễ, chúng ta hoan nghênh, nếu là tới quấy rối, chúng ta Trúc Thị, còn không phải các ngươi có thể dương oai địa phương. Nơi này hai chữ rơi xuống, một cổ vô hình uy áp, chiều Đô Thành tam đại gia nơi địa phương thổi quét mà đi. Đồng thời, thị tộc bên kia, có mười mấy người, đứng dậy. Khách khứa sở ngồi yến hội bàn, bị phô ở đại lộ trung gian thảm đỏ ngăn cách, ngồi ở thảm đỏ bắc sườn, đều là Đô Thành tam đại gia cùng với dựa vào tam đại gia ngầm thế lực. Mà ngồi ở thảm đỏ nam sườn, còn lại là thị tộc thế lực. Thị tộc bên kia đứng lên hơn 10 người, tất cả đều là ngự khí cao thủ. Này hơn 10 người ngự khí cao thủ sở tản mát ra cường đại khí thế, làm những cái đó bình thường ngầm thế lực sắc mặt trắng bệch. Hừ! Khương thần hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một phách cái bàn, Đô Thành tam đại gia bên này, cũng đứng lên hơn 10 người, đồng dạng phát ra một cổ vô hình khí, tới đối kháng thị tộc ngự khí cao thủ. Nguyên bản thị tộc tuyệt đối nghiền áp một màn, ở Đô Thành tam đại gia bên này người đứng lên sau, lập tức biến thành cân đối thế cục. Thấy cổ võ thế gia bên này cũng có mười mấy danh ngự khí cao thủ, bám vào tam đại gia bên này ngầm thế lực tất cả đều đại tùng một hơi, đồng thời trong lòng cũng ở cảm khái tam đại gia tự tin cường đại. A, à, Trúc Gió Lớn Bá khẽ cười một tiếng, các ngươi tam đại gia lần này, liền khống binh sử đều mang ra tới sao? Ý tứ các ngươi tam đại gia, tưởng ở hôm nay cùng chúng ta thị tộc biểu hiện chút cái gì? Khương thần dựa vào ghế dựa thượng, hơi hơi mỉm cười, cổ có thị tộc mấy trăm, hiện tại chỉ có mấy chục. Nga, cho nên đâu, Trúc Gió Lớn Bá rất có hứng thú hỏi. Cho nên thuyết minh này thị tộc, đều không phải là không thể diệt. Khương thần bỗng nhiên đứng dậy. Cuồng vọng, Trúc Gió Lớn Bá cũng bỗng nhiên đứng lên. Cùng thời khắc đó, phụ thuộc vào hai phái các đại địa hạ thế lực, cũng đồng thời đứng dậy. Hai bên tại đây nháy mắt dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp liền phải khai chiến chi thế. Hảo, hảo, đều là người trưởng thành rồi, xin bớt giận. Tiêu thị tân nhiệm tộc trưởng Tiêu Kỳ An mở miệng, hắn tính nét liền giống như Tiêu Minh Hiền giống nhau, trên mặt vô hỉ vô ưu, thật muốn đánh lên tới, hôm nay nhưng không tránh được đổ máu người chết, các vị đừng làm hỉ sự biến thành tang sự a, chư vị không vì chính mình suy xét,
cũng muốn vì ở đây còn lại người suy xét. Lễ trên đài, Lâm Thanh Hạm nhấp nhấp môi đỏ, hướng Khương Thần đám người hơi hơi khom người, các vị tiền bối, lần này thành hôn, là ta Tô thị cùng Trúc thị chi gian sự tình, còn thỉnh các vị tiền bối không cần cản lại, tôn trọng ta lựa chọn. Lâm Thanh Hạm lời này vừa ra, Khương Thần đám người, đều có chút phát ngốc. Đang nghe nói buổi hôn lễ này là lúc, cơ hồ mỗi người, đều phỏng đoán Lâm Thanh Hạm là bị bức bách, này bức bách có hai cái nguyên do, đệ nhất, Tô thị cùng Trúc thị kết minh, đệ nhị, Lâm Thanh Hạm nguyên bản là địa ngục quân vương nữ nhân, giờ phút này gả vào Trúc thị, chính là thị tộc muốn hoàn toàn đem quang minh đảo đạp lên dưới chân. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thanh Hạm thế nhưng là tự nguyện. Khương Thần đám người liếc nhau, không nói chuyện nữa, bọn họ rất kỳ quái, Lâm Thanh Hạm vì sao sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Đứng ở lễ dưới đài Tô Du, nghe trên đài Lâm Thanh Hạm nói, trên mặt toàn là chua xót, chỉ có hắn rõ ràng, Lâm Thanh Hạm vì sao sẽ gả cho Trúc Phong, chính mình cái này cháu ngoại gái, đối nam nhân kia ái, thật sự quá sâu, không tiếc hủy hoại chính mình, cũng muốn làm đắc tội nam nhân kia người, trả giá đại giới, nàng đây là chơi với lửa, chơi hỏa hậu quả, đó là tự thiêu. Trúc tiền bối, tiếp tục hành lễ đi, này đại hỷ chi nhật, hết thảy lấy hỷ sự làm trọng a. Tiêu Kỳ An hướng Trúc Gió Lớn Bá nói. Trúc Gió Lớn Bá hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, phất phất tay, thị tộc bên kia người, cũng tất cả đều đến trên chỗ ngồi làm tốt. Đô thành tam đại gia bên kia, cũng là tại vị trí ngồi hảo. Tiếp tục đi, Trúc Gió Lớn Bá hướng lễ trên đài bà mối mở miệng. Bà mối gật gật đầu, ra tiếng nói, ngày hoàng đạo, hai người duyên trời tác hợp, phúc lộc uyên ương, vĩnh kết đồng tâm, hôm nay liền cảnh, nhất bái thiên địa. Bà mối hướng phương đông một lóng tay. Trúc Phong gấp không chờ nổi mặt hướng phương đông, thật sâu cúc một cung. Lâm Thanh Hạm đồng dạng mặt hướng phương đông, nhìn kia dâng lên ánh sáng mặt trời, nhoẻn miệng cười, này tươi cười chung, vứt đi nàng đối về sau nhân sinh toàn bộ hy vọng, này cười, lại hình như là một loại giải thoát. Lâm Thanh Hạm hơi hơi khom người, nhằm phía phương đông. Không thể bái, ta nói, ta quang minh đảo không đồng ý. Dưới đài Khương Lương, lại lần nữa phát ra âm thanh, hắn một bước nhảy lên lễ đài, giống lớn nói, ta nãi địa ngục quân vương Sa Tăng, địa ngục hành giả, nghe ta hiệu lệnh, chém hết Trúc thị toàn viên. Địa ngục hành giả, nghe ta hiệu lệnh, diệt trước mắt chi địch. Người đồ, ta muốn người giết trên đài người này. Tai biến, ta muốn người tá này Trúc thị đại kỳ. Hải thần, ta muốn người quét sạch này hết thảy. Tương lai, ta muốn người mai táng này Trúc thị. Tàn sát, ta muốn này thị tộc, phiến giáp không lưu. Nguyệt thần, ta muốn quang minh đảo ánh sáng, chiếu rọi phiến đại địa này. Chương 804, lĩnh mệnh. Khương Lương đứng ở trên đài, phát ra như vậy cuồng loạn tiếng hô. Này tiếng hô, nếu thật là địa ngục quân vương phát ra, kia chắc chắn sẽ làm nhân tâm sợ run rẩy. Nhưng hôm nay, này tiếng hô xuất từ Khương gia một người thần trí không rõ vãn bối, nghe đi lên, liền phá lệ buồn cười. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to từ thị tộc bên kia truyền đến, Trần Phượng Á lớn tiếng nói, địa ngục quân vương. Quang minh đảo, thật lớn uy danh, còn tuyên bố muốn tiêu diệt thị tộc. Ta sớm nói, người diễn không đủ giống, nếu thật là địa ngục quân vương tới, sẽ giống điều cẩu giống nhau vẫy đuôi lấy lòng, nào dám như vậy hô to gọi nhỏ. Quang minh đảo, đã sớm chìm vào vực sâu đáy biển quang minh đảo, nơi đó, liền ánh mặt trời đều không thể chiếu xạ đi vào, gì nói quang minh đảo quang mang. Gì nói chiếu rọi đại địa, ta xem, kia quang minh đảo chìm vào đáy biển lúc sau, đã kêu nước bùn đảo đi, trên đảo khẳng định tất cả đều là nước bùn, ha ha ha. Buồn cười quang minh đảo. Lại không cần đề này đó nhảy nhót vai hề. Thị tộc bên kia, từng đạo thanh âm vang lên, cố tình này đó thanh âm, còn không phải thị tộc người phát ra, mà là những cái đó đi theo thị tộc ngầm thế lực theo như lời. Đô thành tam đại gia người, nghe nói như vậy, cảm thấy một trận bi ai. Năm đó, quang minh đảo lật đổ vương sẽ, còn toàn bộ thế giới ngầm một cái thái bình. Năm đó, quang minh đảo quân lâm thiên hạ, một hồi thánh sẽ, bát phương hành hương, người nào dám không tôn. Nhưng hiện tại, quang minh đảo bất quá chìm nghỉm hai tháng, những người này, liền thành này phúc sắc mặt, bọn họ đã là quên, năm đó là ai cho bọn họ một phần thái bình, cho bọn họ nơi nương náu. Đối mặt thị tộc bên kia tiếng cười nhạo, trên đài Khương Lương, giống như không có nghe được giống nhau, hắn đỏ lên cổ, như cũ ở lớn tiếng hò hét, quang minh đảo tương ứng, nghe ta hiệu lệnh, dám nhục ta quang minh đảo người, chết. Ha ha ha,
Trần Phượng Á đứng ở yến hội bên cạnh bàn, tiếp tục cười to, ta liền nhục ngươi Quang Minh Đảo lại như thế nào, Quang Minh Đảo, bất quá một đám heo chó hạng người, ta liền đứng ở chỗ này, ai có thể đối ta như thế nào, ai lại. Trần Phượng Á nói một nửa, lại đột nhiên ngừng. Có thể nhìn đến, Trần Phượng Á mở to hai mắt nhìn, miệng cũng đại đại mở ra, vô lực động, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, ánh mắt của nàng trung mang theo hoảng sợ, đồng tử ở chậm rãi khuếch tán. Giống như hải dương giống nhau màu xanh biển mũi đao, tự Trần Phượng Á ngực chui ra, mũi đao thượng thanh máu, làm Trần Phượng Á trong cơ thể máu tươi, giống như suối phun giống nhau sái ra. Ở Trần Phượng Á phía sau, không biết khi nào xuất hiện một người bạch nhân đầu chọc đại hán. Đầu chọc đại hán dùng sức đem cắm ở Trần Phượng Á giữa lưng lưỡi dao rút ra, một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy, Trần Phượng Á cả người, cứng đờ hướng phía trước phương tài đi. Bạch nhân đầu chọc đại hán duỗi tay, lau đi lưỡi dao thượng máu tươi, ra tiếng nói, Quang Minh Đảo Hải Thần, lĩnh mệnh. Một phen loan đao, mang theo hình cung dòng khí, xông thẳng thị tộc bên này yến hội bàn mà đến, loan đao xẹt qua, mang theo một mảnh huyết vụ, không ít ba gã thực lực thấp hèn thị tộc thành viên. Bởi vì trốn tránh không vội, bị bay tới loan đao ngăn cách hít hầu, máu tươi phun đi ra ngoài. Loan đao xoay tròn một vòng sau, thật mạnh cắm ở yến hội trên bàn. Quang Minh Đảo tàn sát, lĩnh mệnh, Alex từ bên cạnh đi tới, nắm lên loan đao, thị huyết liếm liếm môi. Màu đen hồng mang, từ chân trời đánh úp lại, phảng phất một đạo màu đen tia chớp, thẳng đến kia lễ đài mà đi. Liền nghe phanh một tiếng trầm vang. Một phen toàn thân màu đen đại đao. Cắm ở lễ đài bối cảnh trên tường kia thật lớn hỷ tự thượng, hỷ tự bị từ trung gian chát khai, rơi rụng hai bên. Một bóng người, từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên đạp lên chát ở bối cảnh trên tường thân đao thượng, Quang Minh Đảo người đồ, lĩnh mệnh. Trúc thị trang viên bốn phía, là thật dày tường vây, làm cho cả trúc thị trang viên tự thành nhất thể. Giờ phút này, trên tường vây phương, dâng lên rậm rạp pháo quản, này tối om pháo quản, tản ra túc sát chi ý. Tất cả đều nhắm chuẩn thị tộc kia nhất phái hệ người. Một người thân xuyên bạch y thiếu nữ ngồi ở trên tường vây, đong đưa hai điều thon dài đùi đẹp, Quang Minh Đảo tương lai, lĩnh mệnh. Trúc thị trong trang viên ương, một cây viết có trúc tự đại kỳ đón gió phấp phới. Một người thân xuyên hồng bào, đầy đầu tóc đỏ người, đi đến này đại kỳ bên cạnh, theo sau dùng sức một xả, trúc thị đại kỳ, bị hoàn toàn xé dập nát. Quang Minh Đảo tai biến, lĩnh mệnh. Trúc thị đại môn bị người từ bên ngoài thật mạnh oanh khai, một thân xuyên màu tím váy dài thành thục mỹ nữ, thong thả ung dung tự cửa đi tới, nàng tựa như ngày đó cung giữa nguyệt thần, mang cho người một cổ tịch mịch cảm giác. Tại đây váy tím mỹ nữ phía sau, đi theo lần lượt từng mặt mang màu đen mặt quỷ mặt nạ người, bọn họ nện bước thống nhất, trừ bỏ tiếng bước chân bên ngoài, không có phát ra bất luận cái gì tạp âm. Này đó mặt mang màu đen mặt nạ người, thật giống như trong truyền thuyết tử thần giống nhau, bọn họ mỗi người trên người đều tản ra một cổ làm người tim đập nhanh hơi thở, này hơi thở không phải đến từ chính thực lực của bọn họ, mà là nguyên tự với bọn họ ánh mắt. Giấu ở màu đen mặt quỷ mặt nạ hạ bọn họ, thấy không rõ biểu tình, nhưng kia lộ ra một đôi mắt, toàn thấu phát ra nùng liệt sát ý, bọn họ nhìn về phía những cái đó thị tộc người, phảng phất là đang xem một đám người chết. Váy tím mỹ nữ rút ra một phen roi dài, dùng sức múa may, roi dài mang theo một trận tiếng sét đánh vang. Quang Minh Đảo Nguyệt Thần, lĩnh mệnh. Này nhất thời khắc, mặc kệ là đứng ở lễ trên đài thị tộc một chúng, vẫn là lễ dưới đài phương khắp nơi thế lực, đều có chút phát ngốc. Quang Minh Đảo Vương Giả, hiện thân. Không có khả năng, trúc gió lớn bá sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất bạch trì, các ngươi hẳn là đã sớm đã chết ở thần nông giá. Những cái đó đi theo thị tộc ngầm thế lực, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, đã xác định chết đi người lại lần nữa xuất hiện. Này đó, đều nãi Quang Minh Đảo Vương Giả. Quang Minh Đảo Vương Giả uy nghiêm, đã sớm đã thâm nhập bọn họ trong lòng. Khi cho rằng này đó Vương Giả đã thân chết thời điểm, bọn họ trên mặt toàn là khinh thường, mà khi Vương Giả hiện thân, bọn họ ngay cả đại khí, cũng không dám xuyễn một chút. Không chết lại như thế nào, một cái ngầm thế lực mà thôi, chúng ta thị tộc, còn không sợ này đó ngầm thế lực. Lễ trên đài, Tô thị trưởng bối đứng dậy. Một cổ cường đại khí ở trên người hắn lan tràn, hắn là ngưng khí cảnh cường giả, một đám con kiến, cũng dám tới, liền lại sát một lần hảo. Không tồi, lại sát một lần, trúc gió lớn bá trên người, đồng dạng phát ra một cổ cường đại khí. Lễ dưới đài phương, những cái đó vẫn luôn đứng ở đô thành tam đại gia nhất phái ngầm thế lực, lúc này tất cả đều vẻ mặt phấn khởi,
nhìn Quang Minh đảo chư vương xuất hiện, bọn họ căn bản không cách nào hình dung nội tâm giữa hưng phấn, duy lấy hành động, tới biểu hiện này cổ phấn khởi chi tình. Huynh đệ tỷ muội nhóm, chộp vũ khí, đồ thị tộc. Đồ thị tộc. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc không cần nhịn, nói cho các ngươi, thị tộc người toàn bộ chết vào thần nông giá, nhưng Quang Minh đảo chư vương, tất cả đều lông tóc không tổn hao gì. Một người rít gào ra tiếng, hắn là lúc trước còn lưu tại thần nông giá, gặp qua Trương Huyền trong đó một người. Chương 805, Quang Minh đảo, tập kết. Tiểu tử, ta trước giết ngươi. Trúc gió lớn bá nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một cổ cường đại khí, thẳng đến đứng ở nơi đó Khương Lương mà đi. Tiểu Lương, chạy mau. Khương gia một người kinh hô một tiếng, bọn họ không nghĩ tới Trúc thị người lại là như vậy vô sỉ, trước hướng một cái hài tử ra tay. Khương thần ở trước tiên, liền chấp động thân hình, chiều Khương Lương phóng đi, muốn bảo hạ Khương Lương. Đối mặt vò tới Trúc gió lớn bá, Khương Lương trên mặt không hề sợ hãi, hướng này quát, cuồng vọng hạng người, ta nãi địa ngục quân vương Sa Tăng, tìm chết. Khương Lương nhéo lên nắm tay, dùng sức chiều Trúc gió lớn bá huy đi. Trúc gió lớn bá cười nhạo một tiếng, ta xem là ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, Trúc gió lớn bá cũng đã vò tới Khương Lương trước người. Chiều Khương Lương hung hăng tạp ra một quyền. Khương thần cũng vào giờ phút này đuổi tới, hắn duỗi tay thành trưởng, chiều Trúc gió lớn bá chộp tới, còn không chờ hắn đụng tới Trúc gió lớn bá, nguyên bản vọt mạnh mà đến Trúc gió lớn bá, lại giống như một viên đạn pháo giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở sau người bối cảnh trên đài, dựng lên bối cảnh đài, bị Trúc gió lớn bá đâm cho dập nát. Rất nhiều người, tại đây một khắc, đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Khương Lương. Ai cũng không nghĩ tới, bị thua, thế nhưng là Trúc thị ngưng khí cường giả. Khương gia Khương thần dừng thân hình, hắn không có đi xem Khương Lương, mà là nhìn về phía Khương Lương phía sau người. Một đạo màu đen thanh niên thân ảnh, giờ phút này liền đứng ở Khương Lương phía sau, hắn thân xuyên một thân màu đen trường bào, sườn mặt như đao tước dìu khắc giống nhau, một đôi mắt thâm thúy như hải, ở hắn tay trái ngón trỏ thượng, mang một quả ám kim sắc nhẫn, đó là thuộc về Quang Minh đảo chủ nhân nhẫn, thánh giới. Thanh niên nhìn về phía trước, hơi hơi há mồm, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai, Quang Minh đảo, tập kết. Thanh niên xuất hiện, làm cho cả Trúc thị trang viên nội mọi người, đều giống như bị điện đánh giống nhau, cả người run lên, lăng tại chỗ. Kia một tiếng tập kết, làm rất nhiều người, đều nhìn không được trong mắt nước mắt. Quang Minh đảo biến mất trong khoảng thời gian này, bọn họ đã chịu quá nhiều áp bách, bọn họ gặp phải thị tộc áp lực. Mỗi ngày cảm giác đều là dày vò, bọn họ có một số người, liền nằm mơ đều ở ảo tưởng, quân vương, rốt cuộc khi nào có thể về. Lễ trên đài kia thân xuyên phượng bào nữ nhân, ở thanh niên xuất hiện lúc sau, nàng ánh mắt, liền không còn có rời đi quá thanh niên, nàng mắt đẹp chung, mang theo một phần không thể tin tưởng, mang theo một phần mông lung, mang theo một phần mừng như điên, dư lại 7 phần, toàn là ủy khuất. Những cái đó đi theo thị tộc ngầm thế lực, thì tại giờ khắc này. Sắc mặt trắng bệch, mặt xám như cho tàn, đây là một cái đã sớm ở bọn họ đáy lòng cắm rễ người, mang cho bọn họ, là vô cùng áp lực, hắn thật giống như là một tòa bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua núi lớn, vô luận ai ở trước mặt hắn, đều phải quỳ phục. Địa ngục quân vương, Tô gia đứng ở lễ trên đài trưởng bối gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, vừa mới Trúc gió lớn bá là như thế nào bay ngược đi ra ngoài, ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng. Một cái ngưng khí cảnh cao thủ như thế nhẹ nhàng đã bị người oanh phi, Tô gia tên này trưởng bối, cũng có thể tưởng tượng đến trước mặt người này thực lực, tuyệt phi chính mình có thể chống lại. Lão đại, người đã trở lại, Bạch Trì kinh hỉ nhìn Trương Huyền. Một đêm kia, Trương Huyền làm hắn dâng lên Quang Minh đảo tường thành. Nửa đêm, Bạch Trì nghe được tường thành ngoại chuyện tới tiếng giống giận, kia che trời tế nguyệt màu đen bàn tay to ở trên đảo đều có thể xem rành mạch, theo sát, Trương Huyền liền biến mất vô tung. Này vừa đi, đó là hơn một tháng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ trước người Khương Lương bả vai, ngươi là địa ngục quân vương, nói, ngươi muốn giết ai? Ta muốn giết hết này Trúc thị toàn bộ, Khương Lương lớn tiếng nói. Hảo, vậy sát này Trúc thị toàn bộ, Trương Huyền mỉm cười, đi thôi, trước giết hắn. Trương Huyền duỗi tay một lóng tay vừa mới bị hắn oanh phi Trúc gió lớn bá. Khương Lương dùng sức gật gật đầu, đi nhanh chiều Trúc gió lớn bá đi đến. Trúc gió lớn bá vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, liền xem Khương Lương một quyền hướng chính mình huy tới. Trúc gió lớn bá sắc mặt biến đổi, hắn sợ không phải Khương Lương, mà là Khương Lương phía sau người, liền ở vừa mới,
hắn đã tự mình cảm nhận được chính mình cùng trước mặt cái này áo đen thanh niên chi gian chênh lệch, chính mình nén giận một quyền, lại tao ngộ một cổ chính mình căn bản không thể địch nổi lực. Ở Khương Lương huy quyền đồng thời, Trương Huyền cũng là một quyền chém ra. Một cổ vô hình khí phát ra mà ra, thẳng đến trúc gió lớn bá mà đi. Trúc gió lớn bá mắt mang sợ hãi, đôi tay hộ ở trước ngực, liền nghe răng rắc một tiếng, trúc gió lớn bá hai tay lấy một loại quỷ dị phương thức trở nên vặn vẹo, hắn ngực cũng hoàn toàn sụp đổ đi xuống, máu loãng cơ hồ ở đồng thời từ trúc gió lớn bá trong miệng phun ra. Sụp đổ đi xuống xương ngực, đã hoàn toàn chát xuyên trúc gió lớn bá trái tim, ai tới đều cứu không được hắn. Trương Huyền ở Khương Lương phía sau ra tiếng, cái tiếp theo, giết ai? Giết hắn, Khương Lương lại nhìn về phía Tô Thị tên kia trưởng bối. Hảo, vậy giết hắn. Trương Huyền đi theo Khương Lương phía sau, đi hướng Tô Thị tên kia ngưng khí cảnh cao thủ. Tô Thị tên này ngưng khí cảnh cao thủ, trơ mắt nhìn trúc gió lớn bá ở Trương Huyền một quyền dưới xương ngực sụp đổ, trong mắt không còn có vừa mới hô lên ngầm thế lực mà thôi cái loại này coi khinh cảm giác, trái lại tràn ngập sợ hãi. Bên kia, Bạch Trì đám người, cũng múa may trong tay lưỡi dao sắc bén, sát hướng thị tộc người. Đô thành tam đại gia, cùng với phụ thuộc vào tam đại gia dưới những cái đó ngầm thế lực, càng là phát ra giống to thanh, cùng Nguyệt Thần đến mang vô số địa ngục hành giả cùng nhau, chiều thị tộc phe phái sát đi. Những cái đó phụ thuộc vào thị tộc ngầm thế lực, giờ phút này liền lòng phản kháng đều không có, rốt cuộc, hiện tại đứng ở bọn họ mặt đối lập, chính là địa ngục quân vương A. Đừng giết ta! Đừng giết ta, ta sai rồi, ta đáng chết a. Vừa mới còn đối Quang Minh đảo phát ra cười nhạo tiếng động đỉnh cấp ngầm thế lực lãnh tụ, giờ phút này quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc kêu. Thị tộc thực lực, ở thần nông giá một trận chiến, đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ, Trương Huyền cường thế ra tay, chảm rớt trúc thị cùng Tô thị các một người ngưng khí cảnh cường giả, còn lại người, ở Bạch Trì chờ Quang Minh đảo vương giả dẫn dắt hạ, căn bản không hề chống cự chi lực. Cơ hồ mỗi một giây, đều có thị tộc người, nằm trên mặt đất, vĩnh thế trầm miên. Tộc trưởng, đi trước, Trúc Nguyên nhanh chóng vào tới trên đài, kéo Trúc Phong, liền phải chạy trốn. Không đi, ta không đi. Trúc Phong một phen ném ra Trúc Nguyên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, ta muốn cưới lão bà, người đem nàng cũng mang đi. Tộc trưởng, hiện tại không phải thời điểm, đi mau a. Trúc Nguyên đầy mặt nôn nóng, xem trong sân thế cục, hôm nay... Trúc thị là tuyệt đối muốn hủy hoại, không riêng Trúc thị, ngay cả Tô thị, cùng với Tiêu thị, đều không thể thiện. Tam đại thị tộc giữa, cùng Quang Minh đảo thù hận sâu nhất, đó là Trúc thị. Trúc thị sát Trúc gia mãn môn, cùng Quang Minh đảo từng có đại chiến, lại từng công nhiên sát hướng Quang Minh đảo, giờ phút này Quang Minh đảo lấy vương giả chi tư trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng việc này có can hệ giả. Lão bà, ta muốn ta lão bà, Trúc Phong duỗi tay đi bắt Lâm Thanh Hạm. Một đạo ám kim sắc quang mang hiện lên, Trúc Phong vươn bàn tay, xoạch một tiếng rớt đến trên mặt đất, máu loãng chảy đầy đất. Tin tưởng ta, người đi không xong. Trương Huyền đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người, nhìn Trúc Phong, ánh mắt kia, liền giống như xem một cái người chết. Chương 806, ta ghen tị. Trúc Nguyên cùng Trúc Phong đứng chung một chỗ, đương Trương Huyền ánh mắt nhìn qua khi, Trúc Nguyên chỉ cảm thấy hôm nay càng thêm giá lạnh, chính mình phảng phất đặt mình trong với động băng giống nhau. Toàn thân đều ở đánh lạnh run. Trúc Nguyên không ngừng một lần nghe nói qua địa ngục quân vương chi danh, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn phía trước vẫn luôn đều rất kỳ quái, bởi vì hắn nghe nói, địa ngục quân vương bất quá là cái hơn 20 tuổi thanh niên, như thế nào sẽ làm nhắc tới người của hắn, đều phát ra từ nội tâm lộ ra cung kính thần sắc. Hôm nay, Trúc Nguyên rốt cuộc cảm nhận được, trước mặt người này mang cho chính mình áp lực, so lão tộc trưởng mang cho chính mình áp lực, còn muốn đại. Chẳng sợ làm không chết không ngừng địch nhân, ở trước mặt hắn, cũng làm chính mình thăng không dậy nổi một chút lòng phản kháng. Trúc Phong tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ tay của hắn chỗ, chính không ngừng mạo máu tươi, sát. Trúc Nguyên, cho ta làm thịt hắn, mau. Trúc Phong khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt điên cuồng chảy xuống. Trúc Nguyên không để ý đến Trúc Phong tiếng kêu thảm thiết, hắn cái trán toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, nhìn Trương Huyền, Trương tiên sinh, ta biết chúng ta Trúc thị. Trúc Nguyên lời nói mới nói một nửa, liền thấy Trương Huyền ánh mắt từ chính mình trên người rời đi. Ở Trương Huyền ánh mắt rời đi nháy mắt, Trúc Nguyên đại tùng một hơi, liền ở vừa mới, hắn cảm giác chính mình thở dốc đều có chút khó khăn. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía trên, cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, hẳn là kiện hỷ sự,
hà tất lén lút, lại không lộ mặt đâu. Chê cười, trên bầu trời, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một người thân xuyên màu đỏ áo choàng người ngự khí mà đến, ngươi Trương Huyền, trái với quy định, với này Thái Dương chiếu rọi là lúc, công nhiên phát động chiến tranh. Thân xuyên màu đỏ áo choàng người từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở Trương Huyền trước người 10 mét chỗ. Trúc thị trong trang viên, hai bên người như cũ tại tiến hành chém giết. Trương Huyền nhún vai, có điểm kỳ quái, hè oi bức cửu cục định ra quy củ, thần ẩn hội khi nào muốn tuân thủ, chẳng lẽ, ngươi làm hè oi bức khu vực thần phạt xử, còn ở cửu cục kiêm chức. Trương Huyền, ta tới, đều không phải là cùng ngươi chơi loại này văn tự trò chơi, ta muốn ngươi, lập tức đình chỉ chiến đấu. Hồng bào người mở miệng, lấy ta hè oi bức khu thần phạt xử, thù dương thân phận. Nha, Trương Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, thù dương. Nguyên lai là hè oi bức khu thần phạt xử, phía đông khu vực làm chủ đại nhân, thất kính a. Thù Dương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Trương Huyền, người không cần thiết làm ra này dối trá bộ dáng, Andre khống chế sử đại nhân tin tức, chúng ta đều thu được, người tuy rằng đảm nhiệm mục tốt chức, nhưng người này chức vị, là như thế nào tới, người trong lòng phi thường rõ ràng, bất quá là có chút kỳ ngộ, này còn không phải người có thể ở trước mặt ta bừa bãi tư bản, ta lặp lại lần nữa, đình chỉ chiến đấu. Thả Trúc thị người. Ta muốn nói không đâu. Trương Huyền nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thù Dương, dựa theo quy củ, Trúc thị khinh nhà ta người, ta làm thịt bọn họ, lại như thế nào? Quy củ, Thù Dương cười lạnh một tiếng, muốn nói quy củ, này Lâm Thanh Hạp, là tự nguyện gả vào Trúc thị, người tưởng trả thù, cùng Trúc thị lại có gì quan hệ? Trương Huyền nghe được lời này, một sửng sốt, theo sau dùng một loại lầm bầm lầu bầu ngữ khí nói, đúng vậy, này cùng Trúc thị lại có quan hệ gì đâu? Cuối cùng một lần cảnh cáo, thả Trúc thị người, Thù Dương hét lớn một tiếng. Hành đi, Trương Huyền buông tay. Trúc Nguyên nghe được lời này, sắc mặt vui vẻ, lôi kéo đứt tay Trúc Phong, đi nhanh chiều Thù Dương kia đi đến. Giết hắn a, Trúc Nguyên, giết hắn cho ta a. Trúc Phong còn ở giống to, cổ tay hắn chỗ vết máu đã ngừng, rốt cuộc là Trúc Hoa Thái thân tử, tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng cũng có vài phần thực lực, đạt tới ngự khí. Đô thành tam đại gia cùng những cái đó ngầm thế lực, ở tàn sát rất nhiều, nhìn đến bên này một màn, đều có chút ngạc nhiên, địa ngục quân vương, khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ quân vương còn ở đã chịu thần ẩn hội ước thúc? Tộc trưởng, đi trước, Trúc Nguyên dùng sức kéo một phen Trúc Phong, đi hướng Thù Dương bên kia. Thù Dương đứng ở Trương Huyền đối diện 10 mét ngoại, vẻ mặt đắc ý nhìn Trương Huyền, khóe miệng tràn đầy người thắng tươi cười, trong mắt toàn là châm chọc. Liền ở Trúc Nguyên cho rằng sự tình đã kết thúc là lúc, một đạo ám kim sắc quang mang, đột nhiên từ hắn trước mắt hiện lên. Ngay sau đó, Trúc Nguyên liền trơ mắt nhìn đến, chính mình bên cạnh, nguyên bản còn ở giống to kêu to muốn giết chết Trương Huyền Trúc Phong, thanh âm đột nhiên im bặt. Một trụ máu tươi bỗng nhiên phun ra, Trúc Phong đầu, giống như bóng cao su giống nhau, rớt đến trên mặt đất, lăn xuống vài vòng, Trúc Phong đôi mắt còn mở to, trên mặt biểu tình, vẫn là kia phó muốn giết người dữ tợn. Trúc Phong cổ chỗ phun ra máu tươi, sái Trúc Nguyên vẻ mặt. Trương Huyền, Thù Dương hét lớn một tiếng. Trương Huyền tản mất trong tay ám kim trường kiếm, hơi hơi mỉm cười, việc này là cùng Trúc Thị không có gì quan hệ, nhưng là đâu, xin lỗi, ta ghen tị, lão bà của ta gả bào, chỉ có thể vì ta xuyên. Trương Huyền nói xong lời này, một bước tiến lên trước, giống lớn nói, Quang Minh đảo tương ứng nghe lệnh, chém hết này trang viên nội, hết thảy cùng thị tộc có quan hệ người, dám ngăn trở giả. Giết không tha. Lĩnh mệnh. Một trận đồng thời tiếng hô, từ trang viên nội vang lên. Đô thành tam đại gia, cùng với những cái đó ngầm thế lực, nhìn thấy như vậy một màn, nhìn Trương Huyền trong mắt kia cổ túc sát, nghe địa ngục hành giả nhóm tiếng hô, trong lòng cảm khái. Địa ngục quân vương, như cũ là cái kia địa ngục quân vương. Toàn bộ Trúc Thị trang viên, lâm vào nghiêng về một phía tàn sát, không riêng gì Trúc Thị, tính cả đã đến Tô Thị cùng Tiêu Thị thành viên. Cũng đều trốn bất quá đi. Địa ngục hành giả, nghe theo quân vương chi lệnh, hoàn toàn không có thương hại đáng nói. Ngày thường, địa ngục hành giả có thể là bất luận cái gì một loại chức nghiệp, bọn họ có thể là cứu người bác sĩ, có thể là thư kiện luật sư, cũng có thể là ven đường một cái người vệ sinh, mà khi quân vương hạ lệnh kia một khắc khởi, bọn họ liền biến thành hành tẩu tại đây thế gian tử thần, là nhất vô tình đao phủ, quét sạch tre ở quân vương trước mặt, hết thảy địch nhân. Thù Dương nhìn chung quanh chém giết, sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới, cái này Trương Huyền, thế nhưng như vậy làm lơ chính mình,
hắn bất quá là một cái bằng vào kỳ ngộ lên làm ngục tốt, tại đây phía trước, hắn vẫn là một cái tội đồ, hắn dựa vào cái gì, làm lơ chính mình này hẻ oi bức phía đông thần phạt làm chủ. Lửa giận ở Thù Dương trong lòng thiêu đốt. Trương Huyền, ta muốn mạng ngươi. Thù Dương hét lớn một tiếng, thân hình vọt tới trước. Nhưng này Thù Dương thân hình mới động, liền bị một người chắn xuống dưới. Thân xuyên áo tang, đầu đội đấu lạp thân ảnh xuất hiện ở Thù Dương trước mặt. Áo tang, như thế nào, người muốn cản ta? Thù Dương nhìn chằm chằm trước mắt người. Ha ha, áo tang phát ra khàn khàn thanh âm, cản ngươi đảo không đến mức, ta chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi hiện tại muốn đối ngục tốt động thủ, ở ngươi đụng tới hắn trong nháy mắt, đã có thể chớ có trách ta dựa theo quy củ làm việc. Thù Dương nắm tay nhéo, hảo, các ngươi thực hảo, chuyện này, chúng ta chờ xem. Thù Dương tay áo vung, ngự khí rời đi. Áo tang ha hả cười, đồng dạng rời đi nơi này. Chương 807, về sau đều không xa rời nhau. Không có thần ẩn hội can thiệp, hôm nay kết quả, chú định sẽ không lại có biến số. Nguyên bản là Trúc Thị Hỷ Yến, Trương Huyền đã đến, càng vì nơi này tăng thêm một mạt màu đỏ, chẳng qua này hồng, là bị máu tươi tràn ngập hồng. Tiếng kêu còn tại tiếp tục. Trương Huyền xoay người, nhìn thẳng phía sau nữ nhân. Trước một giây còn không ai bì nổi, sát khí tung hoành địa ngục quân vương, ở nhìn đến nữ nhân nháy mắt, cả người sát khí tiêu tán vô tung. Trương Huyền há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, hắn bên ngoài dùng tên giả Trương Ức Thanh, đủ để chứng minh đối nữ nhân này tưởng niệm, rời đi trong khoảng thời gian này, hắn không có lúc nào là không tưởng niệm trước mắt khả nhân nhi. Mà khi nhìn thấy Lâm Thanh Hạm khi, Trương Huyền giống như là kia mới vừa có ngây thơ chi tình ngây ngô thiếu niên nhìn thấy ái mộ người giống nhau. Lại có một loại không biết như thế nào mở miệng cảm giác. Lâm Thanh Hạm gỡ xuống trên đầu mũ phượng, ném động bị nàng thân thủ cắt đoạn tóc đẹp, cởi ra trên người màu đỏ phượng bào, lộ ra phượng bào hạ màu trắng tú phục, hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không ôm ta, còn đang suy nghĩ cái gì? Một đôi cường hữu lực bàn tay to, đem Lâm Thanh Hạm cả người khóa ở Trương Huyền dày nặng ngực thượng. Ở cảm nhận được trước người nam nhân ôm ấp độ ấm nháy mắt, một hàng thanh lệ theo Lâm Thanh Hạm hốc mắt chảy ra. Trương Huyền đi rồi trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Hạm chua xót, người khác căn bản thể hội không đến, nàng liền nói, đều không biết nên tìm người nào nói hết, chỉ có thể yên lặng thừa nhận này hết thảy. Từ Lâm Thanh Hạm ban đầu đã chịu Tô Thị uy hiếp, nàng tính toán chủ động từ bỏ Trương Huyền, lại đến mặt sau, ngoại giới truyền đến tin tức, Quang Minh đảo hủy diệt, quân vương đã chết, Lâm Thanh Hạm đem chính mình nhốt ở trong phòng. Mỗi một phút một giây đều tại tiến hành tự mình thôi miên. Hai tháng trước, Lâm Thanh Hạm ở Thần Nông Giá nghe nói Trương Huyền không chết tin tức, khi đó nàng thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng Trương Huyền bị quan 9 năm tin tức, lại một lần làm nàng lâm vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng chung Lâm Thanh Hạm, không tiếc chọn dùng loại này chơi với lửa có ngày chết cháy phương thức tới làm Trúc Thị cùng Tô Thị trả giá đại giới, không tiếc hủy hoại chính mình nửa đời sau, cũng muốn vì 9 năm sau Trương Huyền, lưu một cái lộ. Hiện giờ Trương Huyền lấy vương giả chi tư trở về, dọn sạch thị tộc. Tại đây một khắc, Lâm Thanh Hạm mấy tháng tới trong lòng ủy khuất, toàn bộ phát ra ra tới, đây là nàng từ ký sự khởi, lần đầu tiên nằm ở một người nam nhân ngực chỗ, như vậy rơi lệ, cũng chỉ có Trương Huyền một người, có thể làm Lâm Thanh Hạm tìm được như vậy cảm giác an toàn, đem hắn coi như một chỗ cảng. Trương Huyền khẽ vuốt Lâm Thanh Hạm tóc đẹp, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm tóc đẹp cuối khi, hơi hơi sửng sốt, lão bà, người đầu tóc. Ngại trường, cắt, Lâm Thanh Hạm một phen đẩy ra Trương Huyền, từ Trương Huyền trong lòng ngực bò lên, đem tóc đẹp giấu ở cổ sau, dùng một bộ ngang ngược kiêu ngạo ngữ khí hướng Trương Huyền nói, ngươi này không nói một tiếng, nói đi là đi, hiện tại biết đã trở lại, tính toán như thế nào bồi thường ta. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, phảng phất lại về tới lúc ban đầu quen biết khi bình đạm sinh hoạt, vừa mới trải qua giết chóc trường hợp đã là hồi lâu phía trước, hắn gãi gãi đầu, lão bà. Người nói, người nghĩ muốn cái gì bồi thường. Lâm Thanh Hạm đôi tay ôm ngực, đem đầu vặn đến một bên, hiện tại liền muốn cho ta nói. Mỹ đến ngươi, ta phải hảo hảo tưởng, ngươi liền chờ xem. Không thành vấn đề, Trương Huyền vỗ bộ ngực, cười hắc hắc, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể làm được, đúng rồi lão bà, người này thân quần áo. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm trên người màu trắng tú phục, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Này tú phục phần eo, còn hệ một cái vải bố mang. Lâm Thanh Hạm ngữ khí bình đạm nói, ta hôm nay phải gả người, nơi này, chính là cho ngươi mặc tang phục, vốn định từ hôm nay trở đi, ta
ta coi như ngươi Trương Huyền đã chết. Lâm Thanh Hạm lời nói vừa mới nói xong, đã bị Trương Huyền bắt lấy nhu đề, vừa nhấc đầu, liền xem Trương Huyền chính đầy mặt thâm tình nhìn chằm chằm chính mình. Trương Huyền đột nhiên lộ ra như vậy thâm tình ánh mắt, làm Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, dùng sức đem tay nhỏ hướng ra vừa kéo, nhưng thế nào đều chịu không ra, bị Trương Huyền gắt gao bắt lấy. Ngươi làm gì a ngươi? Lâm Thanh Hạm hờn dỗi một tiếng. Lão bà, Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm nhu đề gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi, từ hôm nay trở đi, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ không lại rời đi ngươi, ta bảo đảm. Trương Huyền không có gì quá sâu lời âu yếm, nhưng chính là như vậy leng keng hữu lực bảo đảm, thắng qua bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt. Ban đầu, Trương Huyền muốn rời đi Lâm Thanh Hạm, là vì đem nàng bảo vệ lại tới. Làm người sẽ không đem nàng cùng chính mình liên hệ đến cùng nhau, nhưng Trương Huyền phát hiện, chẳng sợ chính mình rời đi, cũng khởi không đến bảo hộ Lâm Thanh Hạm tác dụng, như thế như vậy, chi bằng đại gia cùng nhau thừa nhận. Lâm Thanh Hạm thấp hèn đầu, nhìn Trương Huyền bắt lấy chính mình kia chỉ bàn tay to, xoay ngược lại chính mình nhu nhược bàn tay, cùng Trương Huyền 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao dán ở bên nhau. Trương Huyền vừa muốn lên tiếng, liền nghe Trúc Thị ngoại, truyền đến một đạo thanh âm. Thanh âm này như chuông lớn giống nhau, đinh tai nhức óc. Quang Minh Đảo, dừng tay đi, các ngươi giết đã đủ nhiều. Một đạo mặt mang mặt nạ bảo hộ màu trắng thân ảnh, từ Trúc Thị trang viên ngoài tường nhảy dựng lên, ở đối phương trong tay, còn kiềm giữ một phen màu bạc trường thương. Là Bạch Bào Khách. Tại đây thân ảnh xuất hiện nháy mắt, đã bị người nhận ra thân phận của hắn. Là Cửu Cục Bạch Bào Khách. Hắn cũng ra mặt. Bạch Bào Khách xuất hiện. Làm mọi người không tự giác ngừng tay chung động tác, không đơn thuần chỉ là bởi vì Bạch Bào Khách thực lực cường đại, càng bởi vì Bạch Bào Khách đại biểu, chính là hẻ oi bức Cửu Cục. Bạch Bào Khách còn không có rơi xuống đất, liền dùng sức ném trong tay ngân thương hung hăng cắm ở Trương Huyền trước người không đến 2 mét chỗ, thương thân không ngừng phát ra lay động, sinh ra ảo ảnh. Địa ngục quân vương, người ở thần nông giá, chém giết tam đại thị tộc mấy chục cao thủ, hiện giờ lại đem Trúc Thị sở hữu ngự khí cao thủ tàn sát. Tô thị cùng Tiêu thị hôm nay xuất hiện chủ yếu thành viên cũng toàn táng tại đây, có cái gì thù hận, cũng nên giải khai, lại sát đi xuống, không thích hợp. Bạch Bào Khách rơi xuống đất mở miệng. Trương Huyền ánh mắt quái dị nhìn mắt chăn cháo che mặt Bạch Bào Khách, phất tay ngừng Bạch Chỉ bọn họ động tác. Nếu Trương Huyền không tỏ thái độ, chẳng sợ Thiên Vương lão tử tới, Bạch Chỉ đám người, cũng sẽ như cũ chấp hành Trương Huyền mệnh lệnh. Gia chủ, này Bạch Bào Khách, là cái gì thân phận a? Khương Thần bên người, một người thấy Bạch Bào Khách nói, thế nhưng có thể làm Trương Huyền thay đổi thái độ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không rõ ràng lắm, Khương Thần lắc lắc đầu, Bạch Bào Khách là Cửu Cục người, làm hè oi bức thần bí nhất bộ môn, Cửu Cục trưởng quản toàn bộ hè oi bức ngầm thế lực, bao gồm chúng ta cổ võ thế gia, cùng với thị tộc, đều phải tuân thủ Cửu Cục quy củ, cụ thể Cửu Cục có bao nhiêu cường đại, vẫn luôn là một cái mê, Bạch Bào Khách hiện tại đại biểu cho Cửu Cục nói chuyện, chẳng sợ địa ngục quân vương. Cũng muốn nghe thượng vừa nghe a. Khương Thần bên người người này cứng họng, thị tộc có bao nhiêu cường, hắn đã gặp được, thả hắn nghe nói, Trúc Thị, Tô Thị cùng Tiêu Thị này tam tộc, ở thị tộc chung chỉ là lót đế tồn tại, mặt trên còn có càng cường thị tộc. Liền những cái đó thị tộc, đều phải tuân thủ Cửu Cục quy củ, Cửu Cục cường đại, có thể nghĩ. Chương 808, ta có một điều kiện. Hiện giờ, Bạch Bào Khách đại biểu Cửu Cục nói chuyện. Cửu Cục nói, địa ngục quân vương sẽ nghe sao? Không chỉ có là Khương gia người hướng gia chủ dò hỏi Bạch Bào Khách lai lịch, cũng có người khác, hỏi ra tương đồng vấn đề. Đương biết kia thần bí Cửu Cục sau, mỗi người, đều từ Bạch Bào Khách trên người cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Bạch Bào Khách đi đến Trương Huyền trước người, lạnh lùng nói, địa ngục quân vương, người cách làm, đã vượt rào, nhưng niệm ở sự gia có nguyên nhân, lần này sự tình, ta không cùng ngươi so đo, mang theo người của ngươi, đi thôi. Bạch Bào Khách nói chung, mang theo một loại mãnh liệt tự tin. Những cái đó bị giết quăng mũ cởi giáp thị tộc thành viên, ở nhìn đến Bạch Bào Khách sau, đều như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, tất cả đều chiều Bạch Bào Khách bên này tránh tới, cho rằng Bạch Bào Khách có thể bảo chính mình chu toàn. Bạch Chỉ đám người, còn lại là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, gom lại Trương Huyền phía sau. Một người đi theo thị tộc ngầm thế lực thành viên hít sâu một hơi, thật tốt quá, Bạch Bào Khách ra tới, địa ngục quân vương tuy mạnh. Nhưng tổng không thể không đem Cửu Cục để vào mắt đi. Khẳng định muốn nghe Cửu Cục. Cửu Cục người tới, xem địa ngục quân vương còn như thế nào kiêu ngạo.
Nói chuyện những người này, bổn đều ở Quang Minh Đảo lãnh đạo hạ, có một mảnh sống ở nơi, ở nghe được Quang Minh Đảo chìm nghỉm tin tức sau, bọn họ trước tiên phản cốt, giờ phút này lại đem Quang Minh Đảo đặt ở một cái ác nhân thân phận thượng. Bạch bào khách trên người, tràn ngập một cổ cường đại khí. Trương Huyền nghiêng đầu, nhìn trước mặt bạch bào khách, trong giây lát, cánh tay giò ra, thẳng tắp hướng tới bạch bào khách trên mặt mặt nạ bảo hộ chộp tới. Bạch bào khách sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Bạch bào khách tốc độ là mau, nhưng Trương Huyền tốc độ càng mau. Đương bạch bào khách lui về phía sau ra hai bước khi, chỉ cảm thấy trước mặt chợt lạnh, hắn mang ở trên mặt mặt nạ bảo hộ, bị Trương Huyền hoàn toàn gỡ xuống. Bị gỡ xuống mặt nạ bảo hộ bạch bào khách, liền giống như một cái chấn kinh tiểu tức phụ giống nhau, vội vàng duỗi tay che lại đôi mắt dưới hạ nửa khuôn mặt. Trương Huyền bĩu môi, được rồi, đừng che, ta đều thấy. Trương Huyền lời này vừa mới nói xong, liền thấy bạch chỉ một cái bước nhanh vọt đi lên, một cái tát chịu đến bạch bào khách cái ót thượng, lớn tiếng nói, ha ha ha. Sư huynh, ta liền nói sao thời gian dài như vậy không thấy ngươi, cảm tình ngươi gia nhập hè oi bức cửu cục a. Còn làm thân như vậy trang bức trang phục. Sư huynh, bạch chỉ đối bạch bào khách xưng hô cùng thái độ, làm ở đây các đại địa hạ thế lực, cùng với thị tộc còn sót lại, đều trừng lớn đôi mắt. Ở hè oi bức cổ võ đại hội cái kia đêm mưa, bạch bào khách có bao nhiêu khí phách, bọn họ rất nhiều người đều kiến thức tới rồi, một người một thương, đứng các đại thế gia cùng với thị tộc phía trên, tuyên bố ba điều quy củ. Chẳng sợ tam đại thị tộc lão tộc trưởng cũng không dám nói một cái không tự, đó là kiểu gì khí phách, đồng dạng làm người ý thức được bạch bào khách cường đại cùng cửu cục uy hiếp lực. Nhưng còn bây giờ thì sao, Quang Minh Đảo người đồ vương thượng tới, không nói hai lời liền cấp bạch bào khách cái ót một cái tát. Lại nghe người ta đổ vương nói, hiển nhiên là không đem bạch bào khách đưa người ngoài, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bạch bào khách có chút ngượng ngùng hướng bạch chỉ cười cười. Ta nói sư huynh, người hiện tại lá gan cũng quá lớn đi, mông trương mặt liền dám cùng ta lão đại nói như vậy a. Bạch chỉ nhìn từ trên xuống dưới bạch bào khách. Bạch bào khách cười nịnh một tiếng, duỗi tay gãi gãi đầu, mở miệng nói, ta cũng không nghĩ sư thúc có thể nhận ra tới ta a. Người một mở miệng. Ta liền nhận ra tới ngươi, Trương Huyền ra tiếng nói. Sư thúc, bạch bào khách đối Trương Huyền xưng hô, làm nguyên bản đã trừng lớn đôi mắt mọi người, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều đột ra tới. Bạch bào khách kêu địa ngục quân vương kêu sư thúc, đây là tình huống như thế nào? Cứ nghe, bạch Giang Nam đã từng thu một cái đồ đệ. Cơ gia cơ thủ một mở miệng nói, hắn này một câu, xem như vì ở đây mọi người giải thích nghi hoặc. Bạch Giang Nam, chính là lục diễn đệ tử ký danh. Tuy rằng là ký danh, nhưng nhập môn so địa ngục quân vương sớm, cũng có thể coi như là địa ngục quân vương sư huynh. Kia bạch Giang Nam đồ đệ, kêu địa ngục quân vương, từ bối phận đi lên nói, kia đó là sư thúc. Trương Huyền nói, người lúc trước không nói một tiếng rời đi, nguyên lai là gia nhập cửu cục, nhìn dáng vẻ, người trưởng thành thực mau a, năm đó thực lực của ngươi so với ta còn kém một chút, hiện tại hẳn là đã là ngưng khí hậu kỳ đi. Đúng vậy, bạch bào khách gật gật đầu. Thật là ngưng khí hậu kỳ, bất quá cùng sư thúc ngươi so còn kém rất nhiều, sư thúc ngươi ngút trời chi tư, theo ta được biết, sư thúc ngươi tiếp xúc khí hẳn là mới không đến nửa năm thời gian, nhưng ta căn bản nhìn không ra thực lực của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã đi ra ngưng khí. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Dựa theo bình thường thực lực tới nói, Trương Huyền hẳn là thuộc về mới vừa vào ngưng khí cảnh không lâu, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu, ở Huyền Thiên đám người huấn luyện hạ. Đã có thể hoàn toàn nghiền áp ngưng khí cao thủ, hơn nữa Trương Huyền luyện khí phương thức đặc biệt, bạch bào khách nhìn không ra thực lực của hắn cũng thuộc bình thường. Bạch chỉ đám người, nghe được bạch bào khách nói nhưng thật ra cảm giác không có gì, rốt cuộc Trương Huyền cường đại, đã sớm thâm nhập bọn họ trong lòng, chẳng sợ bạch bào khách nói Trương Huyền hiện tại đã thiên hạ vô địch, bạch chỉ đám người cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc biểu hiện, bọn họ sớm đã thói quen Trương Huyền cường đại rồi. Nhưng bạch bào khách nói nghe vào này các đại địa hạ thế lực trong tai, lại là làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Khoảng cách thần nông giá sự, đã qua đi 2 tháng thời gian, này 2 tháng tới, các đại địa hạ thế lực đều đang sở tác luyện khí phương pháp, nhưng tiến độ nhanh nhất một người, cũng bất quá vừa mới ngự khí, liền này, đã bị người coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng này tuyệt đỉnh thiên tài cùng địa ngục quân vương một so, thật giống như là một cái ngu xuẩn, này tuyệt đỉnh thiên tài 2 tháng mới ngự khí. Muốn đạt tới ngưng khí cảnh, kia không biết muốn năm nào tháng nào. Mà địa ngục quân vương, nửa năm thời gian, đã vượt qua ngưng khí cảnh, so sánh với dưới, này chi gian chênh lệch,
giống như thiên địa. Hôm nay ngươi là đại biểu cửu cục tới cấp ta truyền đạt mấy tin tức này. Trương Huyền nhìn về phía Bạch Bào Khách, hỏi. Đúng vậy, Bạch Bào Khách gật đầu, sư thúc, cửu cục biết những việc này nguyên do, hôm nay sự, cửu cục có thể coi như không phát sinh, nhưng hy vọng ngươi lưu này Tam thị một cái đường sống, thị tộc không thể biến mất. Bạch Bào Khách nói xong, tiến lên hai bước, lấy cực thấp thanh âm đối Trương Huyền nói, sư thúc, lần này là sư phụ ta để cho ta tới tìm ngươi, hắn mặt sau sẽ cùng ngươi liên hệ. Trương Huyền gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, lớn tiếng nói, ha ha, nếu là ngươi mở miệng, kia này mặt mũi, cần thiết phải cho. Trương Huyền nói xong, ánh mắt nhìn quét một vòng, hôm nay này đó thì tộc còn sót lại, không giết cũng thế. Trương Huyền lời này nói xong, ở đây này đó thì tộc còn sót lại người, toàn nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư thúc, Bạch Bào Khách hướng Trương Huyền ôm quyền. Trương Huyền chuyện vừa chuyển, bất quá, ta có cái điều kiện. Sư thúc ngươi nói, Bạch Bào Khách cung kính nói. Trương Huyền một bước tiến lên trước, đi hướng trời cao, liền giống như đi ở một tầng vô hình cầu thang thượng, đồng thời mở miệng, hắn thanh như chuông lớn, rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai, từ hôm nay trở đi, này hè oi bức cổ võ, thị tộc, toàn muốn lấy ta Trương Huyền là chủ, từ hôm nay trở đi, ba ngày nội, ta muốn sở hữu thế lực người cầm lái, tới ta Trương Huyền trước mặt, một đám đưa tin. Như có không từ giả, chảm. Chương 809, lại về rồi. Trương Huyền lập với trời cao, bế nghĩa tứ phương. Ánh mắt nhìn quét chỗ, bị hắn sở xem người, theo bản năng thấp hèn đầu, đây là tiềm thức chung thần phục. Ba ngày, Trương Huyền vươn ba ngón tay, này ba ngày, ta liền ở chỗ này, chờ các ngươi. Trương Huyền nói xong, phía dưới mọi người, những cái đó thế gia cùng đi theo thế gia ngầm thế lực, trên mặt tất cả đều lộ ra tươi cười. Quả thực như bọn họ sở hy vọng như vậy. Quân vương trở về, muốn đem thị tộc, đạp lên dưới chân. Bạch Bào Khách lớn tiếng mở miệng, thế giới ngầm, có thế giới ngầm quy củ, tự nhiên cũng muốn có một cái quy củ chế định giả, quy củ đã định, hay không tuân thủ, chúng ta cửu cục mặc kệ, vẫn là câu nói kia, thế giới ngầm ân oán, ở mặt trời xuống núi lúc sau, tùy các ngươi giải quyết. Bạch Bào Khách thanh âm rất lớn, mọi người đều nghe được rõ ràng, cũng minh bạch Bạch Bào Khách ý tứ, chỉ cần là ở mặt trời xuống núi sau, thế giới ngầm đấu tranh. Cửu cục là sẽ không can thiệp, kia nói cách khác, ở kia Thái Dương xuống núi sau, Quang Minh đảo nếu thật làm ra cái gì tàn sát việc, không bao giờ sẽ có người ra mặt. Ta thứ mân, nghe quân vương chi lệnh, Hoa Hồng Trắng cái thứ nhất ra tiếng. Hoa Hồng Trắng vừa ra thanh, còn lại các đại địa hạ thế lực, cũng đều không có khả năng lại bảo trì trầm mặc. Hoa Hồng Trắng thanh âm, liền giống như tiết hồng thủy van giống nhau, một chút liền mở ra miệng cống, các loại thanh âm ùn ùn không dứt. Thanh âm tuy nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là hướng Quang Minh đảo tỏ lòng trung thành. Nghe các đại địa hạ thế lực nói, Bạch Bào Khách đem ánh mắt phóng tới tam đại thị tộc còn thừa nhân thân thượng, các ngươi ba cái thị tộc, ý hạ như thế nào? Bạch Bào Khách thanh âm vừa mới lạc, Trúc Nguyên liền gấp không chờ nổi đáp, ta Trúc Thị, nguyện trung thành Quang Minh đảo. Trúc Nguyên nói xong, mặt hướng Trương Huyền, quỳ một gối xuống đất, chủ động bày ra hạ vị giả tư thái. Các ngươi đâu? Bạch Bào Khách lại nhìn về phía Tô Thị cùng Tiêu Thị dư lại người. Tô Thị cận tồn mấy người qua lại liếc nhau sau, toàn học Trúc Nguyên bộ dáng, đồng thời quỳ một gối xuống đất, Tô Thị, nguyện trung thành Quang Minh đảo. Tô Thị quỳ xuống này mấy người, trong mắt đều mang theo bất đắc dĩ, bọn họ thật sự thực không nghĩ tiếp thu chuyện như vậy, nhưng không tiếp thu phương pháp lại là cái gì. Tô Thị tiền nhiệm tộc trưởng Tô Văn Hiến với thần nông giá bị trảm, đương nhiệm tộc trưởng vừa mới tiền nhiệm không bao lâu, lại bị chém rơi đầu. Giờ phút này chỉ có một khối vô đầu thi thể nằm ở một bên, bọn họ tin tưởng, hiện lại nếu không tỏ thái độ, đêm nay, Quang Minh đảo liền sẽ đại quân tiếp cận, diệt Tô Thị. Trúc Thị cùng Tô Thị tất cả đều tỏ thái độ, Tiêu Thị tự nhiên cũng không có khả năng độc thân mà lui, bọn họ đồng dạng quỳ một gối xuống đất. Đến tận đây, tam đại thị tộc, toàn bộ chịu thua. Những cái đó phụ thuộc vào thị tộc ngầm thế lực, lúc này ruột đều hối thanh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới địa ngục quân vương có thể nhanh như vậy liền trở về, hơn nữa lấy như vậy cường thế tư thái, trực tiếp nghiền áp thị tộc. Ba ngày thời gian, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, ba ngày về sau, không có tới đưa tin ngầm thế lực, về sau liền không cần thiết tồn tại, là tự hành giải tán, vẫn là ta giúp các ngươi giải tán, các ngươi chính mình lựa chọn. Trương Huyền nói xong, trở xuống mặt đất, sát Lâm Thanh Hạm tay, ôn nhu nói, lão bà, tân niên ngày đầu tiên. Chúng ta đi xem này hải thành cảnh đẹp đi. Hảo, Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng gật đầu,
phản bắt lấy Trương Huyền. Trương Huyền nắm Lâm Thanh Hạm tay, ở một chúng ngầm thế lực chú mục hạ, bước nhanh đi ra Trúc Thị Trang Viên. Đã lâu không gặp hắn như vậy cường thế a. Cơ thủ thở dài một tiếng, Quang Minh Đảo thành lập chi sơ, hắn một người lực áp thế giới các quốc gia thế lực, khi đó hắn kiểu gì khí phách, ta muốn tuổi trẻ mấy chục tuổi, chỉ sợ đều nhịn không được muốn cùng hắn cùng nhau chinh chiến, bất quá mặt sau nhật tử, hắn vẫn luôn đều thực bình đạm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hắn cái dạng này đâu. Không phải hắn tưởng bình đạm, mà là hắn muốn cho chính mình ái người bình đạm. Khương Thần lắc lắc đầu, một cái đã từng đứng ở thế giới đỉnh núi cường giả, như thế nào sẽ là một cái tình nguyện bình phàm hạng người, nếu là như vậy, hắn cũng không tư cách đứng ở thế giới đỉnh núi. Cho tới nay, hắn bất quá là ở làm một cái quyết định, là mang theo ái nhân cùng nhau dừng chân với đỉnh núi, hoặc là xa vào với đáy biển. Đáng tiếc, Mây Trắng Phi lắc lắc đầu, hắn quyết định này chính mình đều còn không có tưởng hảo, liền có người giúp hắn làm, yên lặng qua đi địa ngục quân vương, chỉ biết so dĩ vãng càng thêm đáng sợ, xem đi, nhiều nhất lại bình tĩnh 4 tháng thời gian, 4 tháng sau, còn có thị tộc muốn xuất thế, bất quá theo ta phỏng chừng, những cái đó ngạo khí 10 phần thị tộc, ở xuất thế là lúc, tất nhiên sẽ lọt vào mãnh liệt đả kích. Đã nhìn ra, cơ thủ một mở miệng, địa ngục quân vương đã đứng ở loại này độ cao, hắn tuy rằng thân là hoa hạ cổ võ người thủ hộ, bất quá chúng ta cũng không thể toàn dựa vào hắn, chúng ta tam đại gia, cũng muốn nỗ lực a, lão gia tử đã nói, việc này giải quyết, liền trở về thỉnh binh. Giống nhau, Mây Trắng Phi mở miệng. Vậy nhìn xem, chúng ta tam đại thế gia, rốt cuộc là nhà ai trước có thể đi ra tân bắt binh sử đi, ha ha ha. Khương Thần cười lớn một tiếng. Đô thành tam đại gia người, ở một trận trong tiếng cười lớn, rời đi nơi này. 3 ngày thời gian, nói mau cũng mau. Người thường còn đắm chìm ở nguyên đán tiết ngày nghỉ không khí giữa, Trúc Thị Trang Viên ngạch cửa, này 3 ngày đã bị san bằng. Hè oi bức các thế lực lớn người, sôi nổi tới nơi này đưa tin, phải hướng địa ngục quân vương tỏ lòng trung thành, đáng tiếc, bọn họ đi vào nơi này người, liền Trương Huyền mặt cũng chưa nhìn thấy. Nơi này hết thảy sự tình, đều là từ Bạch Trì đám người ở phụ trách. 1 tháng số 4. Trương Huyền sở hạ đạt 3 ngày thời gian, cuối cùng 1 ngày ban đêm, sở hữu địa ngục hành giả, Quang Minh Đảo số đại quân vương, toàn bộ rời đi Hải Thành. Sáng sớm hôm sau, một tin tức, lấy gió bão chi thế, thổi quét toàn bộ hè oi bức thế giới ngầm. Trong một đêm, mấy vạn địa ngục hành giả đều xuất hiện, từ Quang Minh Đảo vương giả sở huề, liền diệt 17 đại địa hạ thế lực. Này đó ngầm thế lực, tất cả đều là này trong vòng 3 ngày không có tới Hải Thành đưa tin. Tin tức này, làm tất cả mọi người cảm nhận được Quang Minh Đảo quyết tâm, cũng ý thức được, năm đó cái kia bế nghĩa thiên hạ địa ngục quân vương, lại về rồi. 1 tháng số 5, Tây Hạ tỉnh Ngân Châu, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, nhiệt độ không khí ở âm nhị độ tả hữu. Loại này độ ấm, là vô pháp ảnh hưởng đến Trương Huyền, bất quá vì tránh cho người khác xem thường. Trương Huyền vẫn là mặc một cái áo khoác. Lâm Thanh Hạm đồng dạng áo khoác bọc thân, trên đầu đeo đỉnh đầu nhung mao mũ, đi ra sân bay thời điểm, không ngừng xoa xoa tay nhỏ, nghĩ nghĩ lại phóng tới Trương Huyền trong quần áo, ở hắn cái bụng thượng ấp nhiệt, kia đáng yêu bộ dáng, tiểu nữ nhân tư thái, dẫn tới đi ngang qua người liên tiếp ghé mắt. Trương Huyền đứng ở sân bay cửa, dùng sức hít sâu một hơi, khi cách thời gian dài như vậy, hắn lại một lần trở lại Ngân Châu. Mặc kệ bên ngoài thành thị có bao nhiêu phát đạt, chỉ có Ngân Châu, có thể cho Trương Huyền như vậy một loại lòng trung thành. Lâm Thanh Hạm đem một phen chìa khóa xe ném cho Trương Huyền, mở miệng nói, xe ở bãi đỗ xe phóng, người đi khai đi, nhìn xem người còn có nhận biết hay không đến ra môn. Kia cần thiết nhận được, Trương Huyền vỗ bộ ngực bảo đảm nói.